cũng không biết cái này đại hang động đá vôi có bao nhiêu đại, dù sao cũng thế nhìn lại nhìn không tới cuối. Trọng điểm là nơi này hàn khí ở hắn toàn lực pháp lực phòng ngự hạ, còn chết lãnh đến run lên nông nỗi. Dương Nghị Vân cười khổ một chút, cũng chỉ có thể hướng về phía trước đi đến, dù sao mặc kệ thế nào cũng phải tìm đến ma thần ý thức, hắn tin tưởng ma thần ý thức cũng đi không được quá xa. Nơi này vĩnh không được thần thức, muốn tìm cá nhân, thật là thực khó khăn. Bất quá Dương Nghị Vân không nghĩ từ bỏ. Vòng qua từng cây đại băng trụ, mỗi một khắc Dương Nghị Vân thấy được một cây có khác với sở hữu băng trụ, trong tầm mắt 10 mét nơi xuất hiện băng trụ mạo nồng đậm màu trắng sương mù, mà mặt khác băng trụ còn lại là liếc mắt một cái trong suốt. Có chút tò mò, Dương Nghị Vân đi qua đi. Chờ đến gần thời điểm, hắn một chưởng đánh vào băng trụ thượng, lại là đem phát ra sương trắng xua tan. Ngay sau đó hắn cả người chấn động, thấy được băng trụ. Lại là nhìn đến này căn băng trụ trong vòng tồn tại một cái người. Một người mặc bạch y trường bào lão giả. Mở to hai mắt nhìn ở bên trong. Trong giây lát thật đúng là dọa Dương Nghị Vân một cú sốc. Bất quá ngay sau đó Dương Nghị Vân phản ứng lại đây, hắn không biết bên trong người sống hay chết, lại nghĩ tới phía trước chính mình. 8-9 phần 10 người này cùng hắn giống nhau, là bị cơn lốc chi mắt hút xả tiến vào, sau đó cũng bị đóng băng ở bên trong, nhưng là người này lại là chết ở bên trong mà không có ra tới. Dương Nghị Vân có chút khó hiểu. Hắn có thể từ băng trụ chung ra tới, ma thần ý thức cũng có thể đi ra ngoài, chẳng lẽ bị đóng băng người này liền ra không được sao? Hoặc là nói hắn tu vi không đủ, cũng hoặc là không có đủ thủ đoạn. Thấy thế nào cũng không nên, đương nhiên nhìn vẫn không nhúc nhích, cũng không nhất định chính là người chết. Dương Nghị Vân nếu đụng phải liền nghĩ thử xem có thể hay không cứu hắn một chút. Rốt cuộc giờ phút này hắn ở bên ngoài, không phải ở băng trụ bên trong. Luôn là có thể vận dụng pháp lực, có thể hoạt động. Trong lòng vừa động đồ long kiếm chợt lóe mà ra, ngay sau đó đó là bàn long kiếm. Bỗng nhiên ngự kiếm mà đi. Rầm rầm. Hai tiếng vang lớn dưới, không có ngấm lại chung như vậy khó có thể phá vỡ, lại còn rầm một tiếng, băng trụ chia 5 x 7. Thế nhưng một kích dưới liền phá. Vốn dĩ hắn còn nghĩ vận dụng thanh liên tiên hỏa cùng nhau, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Băng trụ phá bên trong người ra tới, êm đẹp đứng, nhưng lại là cảm thụ không đến chút nào sinh cơ. Đã chết. Là cái người chết. Dương Nghị Vân kiểm tra, rồi một phen, phát hiện người này đã chết thật lâu, đều không phải là vừa bị đóng băng. Lúc này hắn nghĩ tới Nhiếp Hồn lão tổ nói qua một ít lời nói, thủy tinh động chỗ sâu trong, đi vào mạo hiểm người rất nhiều, có chút người từ bên trong được đến công pháp, có chút người được đến pháp bảo từ từ. Hiện tại nghĩ đến pháp bảo gì đó, hiển nhiên là này đó bị băng động ở bên trong nhân thân thượng mang theo. Thủy tinh sư tử động phủ 1 vạn năm mới mở ra một lần, tồn tại không biết bao lâu. Như vậy tính nói, vô số năm qua, bị băng động ở chỗ này người ít nhất đều là vạn năm trước người, thậm chí càng thêm xa xăm người cũng nên có. Nói như thế tới, phàm là có thể tiến vào này chỗ sâu trong tu sĩ tiên nhân, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, ít nhất có thể là tiên vương. Thậm chí là tiên đế cấp bậc đi. Thật là tiên đế cấp bậc lời nói, sao có thể sẽ bị kẻ hèn băng trụ cấp đông chết ở bên trong. Đây là Dương Nghị Vân không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ, Dương Nghị Vân không chuẩn bị tại đây chờ sự tình thượng lãng phí thời gian, còn muốn tiếp tục tìm kiếm ma thần ý thức. Rời đi thời điểm hắn đối tên này tiên nhân khom mình hành lễ nói, tiền bối chớ trách, quấy rầy. Dù sao cũng là hắn mạo phạm nhân ra hành lễ là hẳn là. Chỉ là ở kho người xuống làm lễ thời điểm, hắn trong lúc vô ý phát hiện cái này tiên nhân đan điền vị trí cư nhiên có một đạo vết chảo. Nhìn kỹ lại là phát hiện hắn đan điền vị trí có cái huyết động, thoạt nhìn là bị nào đó thú loại chảo quá thương thế, quả nhiên đan điền là phế bỏ, bên trong đừng ngạnh sinh sinh một móng vuốt chảo xuyên. Cái này Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhớ tới, Nhiếp Hồn lão tổ nói qua, thủy tinh hiểu có đóng băng quỷ dị tuyết miêu sự tới. Nghĩ như thế, liền giải thích thông. Cái này tiên nhân cơ hữu khả năng đều không phải là bị băng động ở bên trong không bản lĩnh ra tới, mà chân chính chí mạng nguyên nhân là bị đóng băng quỷ dị tuyết miêu công kích. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Dương Nghị Vân cũng chưa đụng tới quá cái gì tuyết miêu. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm giác có chút lông tơ đứng chổng ngược. Có lẽ hắn muốn đụng tới phiền toái. Từ cái này tiên nhân thân thể suy đoán tới xem, nhất định cũng không phải tu vi kém người, ít nhất so với hắn cường đại, thậm chí có khả năng tiên đế.
Bực này nhân vật đều bị một chảo tự chảo thấu đan điền, có thể tưởng tượng đóng băng quỷ dị Tuyết Miêu là cỡ nào cường đại rồi. Dương Nghị Vân nghĩ đến Tuyết Miêu thời điểm, liền có một loại mạc danh rét run cảm giác, đương nhiên không phải nói rét lạnh lãnh, là từ đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi đi. Dù sao Dương Nghị Vân cảm giác phải cẩn thận, chưa chừng nơi này sẽ tồn tại đóng băng quỷ dị Tuyết Miêu. Theo sau hắn thu hồi tâm thần, trước khi đi thời điểm lại là tí tách một tiếng. Một khối ngọc giản từ tên này tiên nhân trên người rớt xuống dưới, rõ ràng là cái người chết, nhưng lại rơi xuống một khối ngọc giản, có chút làm Dương Nghị Vân phát mao. Tội lỗi, trong miệng nói thầm một chút, cuốn lên này khối ngọc giản Dương mẫu nhân hóa thành một trận gió xem rời đi. Ở chỗ này thật là có chút phát mao, đương nhiên chủ yếu là lo lắng sẽ có Tuyết Miêu tồn tại, hắn còn không biết trong truyền thuyết đóng băng quỷ dị Tuyết Miêu là cái bộ dáng gì. Tình huống như thế nào, có cái gì năng lực thiên phú từ từ. Dù sao trước rời đi nơi này lại nói. Một hơi chạy ra đi thật xa, Dương Nghị Vân mới nhẹ nhàng thở ra. Nơi này tuy rằng không có ngay từ đầu tiến vào như vậy gặp phải tiểu băng động, nhưng băng trụ vô số cơ hồ giống nhau hình dạng, cũng không thua gì là ở mê cung. Dương Nghị Vân không biết đi đâu tìm ma thần ý thức hoặc là nói lạc dương, giờ phút này rời xa cái kia tiên nhân lúc sau. Hắn đơn giản đem cái kia tiên nhân trên người rơi xuống ngọc giản lấy ra tới quan khán, nhìn xem có phải hay không đối nơi này hoàn cảnh biến hóa có thể có điểm manh mối gì đó cũng hảo. Ra băng trụ thần thức cũng có thể thả ra, Dương Nghị Vân thần thức vừa động trực tiếp tiến vào ngọc giản trong vòng, trong óc lại là một tiếng nặng nề, lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức. Đầu đều chướng đau lên. Nửa ngày lúc sau mới tan đi, nhưng là Dương Nghị Vân lại là hai tròng mắt trung lập lòe dựng lên tinh quang. Cái này trong ngọc giản nội dung tuy rằng không phải cái gì thần thông bí pháp, nhưng với hắn mà nói so với cái gì thần thông bí pháp càng thêm chân quý. Thần thông bí pháp gì đó Dương mẫu nhân trước nay là không thiếu, ai làm hắn có cái nghiêu ích sư phụ đâu. Đối với hắn tới nói hiện tại nhất lại chính là các loại có thể tăng lên tu vi thực lực thiên tài địa bảo, vừa lúc cái này ngọc giản trong vòng ghi lại về thủy tinh động bảo bối manh mối. Hoặc là nói ghi lại chính là đại yêu vương đá thủy tinh tử lưu lại chí bảo. Trong ngọc giản ghi lại nội dung, giống như là một người nhật ký. Nội dung chung cũng giới thiệu cái kia tiên nhân tin tức. Dựa theo ngọc giản ghi lại tự thuật, phía trước cái kia tiên nhân tự xưng là tiên giới cửu trọng thiên hoa thiên môn trưởng lão, Hoa Minh Nguyên, càng là một vị tiên đế cường giả. Hoa Minh Nguyên tự thuật chung hắn là vì tìm kiếm đột phá, mới đến nguyền rủa nơi lang bạt, càng là đối thủy tinh động có điều hiểu biết mới tiến vào thủy tinh động. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ chết ở chỗ này. Hoa Minh Nguyên ở chỗ này phát hiện một khối thủy tinh thần thạch, nhưng lại bị vẫn luôn Tuyết Miêu đuổi giết, một đường trốn cũng không có thể tránh được Tuyết Miêu, cuối cùng bị chém giết. Trước khi chết đem nơi này tin tức cùng bản đồ vẽ ra tới, chứa đựng ở trong ngọc giản, đương nhiên cũng có một cái thỉnh cầu, chính là hy vọng nhìn đến hắn ngọc giản người, tương lai nếu có thể được đến thủy tinh thần thạch, liền giúp hắn một cái vội, đi trước cửu trọng thiên hoa thiên môn một chuyến báo cái tin. Ở hoa thiên môn hắn có đứa con trai tồn tại. Chỉ là thân là hoa thiên môn trưởng lão, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cùng nhi tử tương nhận, hiện giờ hắn đều đã chết, những cái đó khuôn sáo tự nhiên liền không thèm để ý, chỉ là không cùng nhi tử tương nhận chung quy là hắn trong lòng tiếc nuối. Cho nên hy vọng nhìn đến ngọc giản người, có thể xem ở hắn cung cấp thủy tinh thần thạch phân thượng, tương lai đi ra ngoài có thể đem hắn tin tức nói cho hoa thiên môn, cũng nói cho con của hắn một tiếng, hắn cái này phụ thân tồn tại quá. Dương Nghị Vân đối này lại vẫn là trong lòng cấp ra một cái hứa hẹn, ngày nào đó ta đi cửu trọng thiên nhất định sẽ hoàn thành ngươi cái này di nguyện. Đối Dương Nghị Vân tới nói này chỉ là một cái thuận tay mà làm sự tình, dù sao hắn sớm hay muộn đều sẽ đi cửu trọng thiên, chỉ cần là hoa thiên môn còn tồn tại, hoa minh nguyên nhi tử còn ở, chuyện này hắn là có thể làm được, chỉ là mang cái tin tức mà thôi, không có gì làm không được. Dựa theo hoa minh nguyên lưu lại ghi lại nội dung, hắn là ở thượng một lần tiến vào thủy tinh động. Như vậy tính xuống dưới, thời gian đã một vạn năm. Hơn nữa Hoa Minh Nguyên để lại thực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ ghi lại, có thể thẳng tới thủy tinh thần thạch nơi, cũng giảng thuật một ít Tuyết Miêu đặc tính, này đó đều đối Dương Nghị Vân tới nói có thể tạo được đại tác dụng. Đặc biệt là đối Tuyết Miêu ghi lại, đối với Dương Nghị Vân tới nói đáng quý, với hắn mà nói Tuyết Miêu hoàn toàn không biết gì cả, đây là rất nguy hiểm, hiện giờ có Hoa Minh Nguyên ghi lại giảng thuật lúc sau. Nếu là gặp phải Tuyết Miêu hắn ít nhất có thể có cái ứng đối phương pháp. Nói tóm lại Dương Nghị Vân được đến một cái quan trọng manh mối, hắn tiến vào nơi này chính là vì tầm bảo, cũng là vì thủy tinh thần thạch, về thủy tinh thần thạch nhiếp hồn lão tổ cũng giảng thuật quá,
nhưng chân chính thủy tinh thần thạch là cái dạng gì, không ai có thể nói rõ ràng. Liền tính là Hoa Minh Nguyên ghi lại, cũng là không có nói thuật thủy tinh thần thạch có cái gì công hiệu, chỉ là ghi lại hắn thấy được thủy tinh thần thạch lúc sau đừng tuyết miêu công kích. Không quá quan với thủy tinh thần thạch, Dương Nghị Vân lại là càng khuynh hướng thần ma điểu nói chuyện, dựa theo thần ma điểu nói, nơi này là có hàn băng căn nguyên tồn tại. Mà thủy tinh thần thạch vô cùng có khả năng chính là hàn băng căn nguyên chi lực hóa hình hình thái. Nếu thật có thể tìm được thủy tinh thần thạch hoặc là nói hàn băng căn nguyên tất nhiên sẽ là chí bảo, đối hắn tu luyện sẽ có vô cùng thật lớn trợ giúp. Cho nên Dương Nghị Vân tuy rằng đối Hoa Minh Nguyên cái này cùng loại quân tử hứa hẹn điều kiện, không chút do dự đáp ứng rồi. Chẳng qua hiện tại có cái nghi hoặc là, nơi này tuyết miêu rốt cuộc là một con, vẫn là nói sẽ có rất nhiều chỉ tồn tại. Vẫn là phải cẩn thận điểm mới là. Trong đầu bày biện ra một bộ bản đồ, Dương Nghị Vân đối chiếu một chút hoàn cảnh nơi, thật đúng là tìm được rồi chính mình định vị phương hướng. Mà thủy tinh thần thạch nơi ở khoảng cách còn rất xa, bất quá trước mắt hắn cũng không chuẩn bị đi tìm thủy tinh thần thạch, việc cấp bách hắn vẫn là muốn tìm được ma thần ý thức, đem Lạc Dương cấp cứu ra, đây mới là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách phải làm. Chỉ là ma thần ý thức đi nơi nào hắn thật đúng là không biết. Liền tính là trong đầu mới vừa được đến bản đồ cũng vô dụng, cái này bản đồ chỉ là ghi lại thủy tinh thần thạch vị trí, cũng không có ghi lại ma thần ý thức nơi. Dương Nghị Vân có chút rối rắm thời điểm, trong tai lại là nghe được một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng kêu. Miêu! Thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ngừng ở hắn trong tai màng tai đều có chút đau đớn. Tuyết miêu! Dương Nghị Vân nhìn không được buột miệng thốt ra. Lúc này có mèo kêu thanh. Hiển nhiên 89 phần 10 chính là tuyết miêu, mà cái này tiếng kêu là mang theo giống giận chi ý, cũng không phải là tầm thường gầm rú, thật lại nói tiếp vô cùng có khả năng là ở chém giết. Đến nỗi tuyết miêu cùng cái gì sinh linh hoặc là người nào chém giết, Dương Nghị Vân không cần đoán, đều nghĩ tới ma thần ý thức trên người. Bởi vì ở chỗ này tạm thời chỉ có hắn cùng ma thần ý thức xuất hiện, cũng không có nhìn thấy có những người khác xuất hiện. Đương nhiên thế sự vô tuyệt đối, có lẽ còn có những người khác. Từ địa phương khác tiến vào, nhưng khả năng tính rất nhỏ. Dương Nghị Vân phân rõ thanh âm sau, lập tức hướng về thanh âm nơi phát ra vọt qua đi. Ước chừng 10 phút sau, hắn trong tai truyền đến thanh âm càng lúc càng lớn. Ầm vang, ngắm, đánh nhau tiếng động nghe tới thực kịch liệt. Sốt cuộc Dương Nghị Vân thấy được. Quả nhiên là ma thần ý thức, hoặc là Lạc Dương. Giờ phút này Lạc Dương toàn thân trên dưới đều mạo ma khí, tóc dài bay múa. Nhưng lại là vô cùng chật vật. Như là ruồi nhặng không đầu giống nhau đối với không khí ở ra tay. Dương Nghị Vân không sốt ruột qua đi, hắn tránh ở một cùng băng trụ mặt sau chuẩn bị trước quan sát lại nói. Đến nỗi ma thần ý tứ đối với không khí chém giết, hiển nhiên cũng không phải nàng nổi điên, mà là. Dương Nghị Vân biết ma thần ý thức công kích là tuyết miêu. Ở Hoa Minh Nguyên Ngọc Giản ghi lại tuyết rơi vừa miêu quỷ dị vô cùng, thời điểm chiến đấu. Trên cơ bản nhìn không tới thân hình, có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể, hơn nữa vô thanh vô tức, cũng sẽ không phát ra bất luận cái gì năng lượng dao động cùng khí tức. Chính là một cái cao giai ẩn hình sát thủ. Tuyết miêu hồng hoang chi yêu, nhưng lại là có trí tuệ sinh linh. Cho nên phi thường khó khăn đối phó. Hoa Minh Nguyên ở trong ngọc giản ghi lại hạ hắn cùng tuyết miêu chiến đấu ghi lại, hơn nữa cấp ra một ít chính mình quan điểm. Giờ phút này Dương Nghị Vân chính là muốn nhìn Hoa Minh Nguyên ghi lại chuẩn không chuẩn xác. Mặt khác cũng nghĩ làm ma thần ý thức có hại càng tốt, đến lúc đó hắn ra tay, càng có lợi. Liền tránh ở 30 mét ngoại băng trụ mặt sau nhìn. Lại là tại hạ một khắc, một đạo chói mắt bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Theo bản năng Dương Nghị Vân nhìn lại, cư nhiên thấy được ở ma thần ý thức phía sau cách đó không xa xuất hiện một cây sương mù nồng đậm băng trụ, ở nàng cùng tuyết miêu đánh nhau thời điểm. Sương mù tản ra, từ băng trụ trung lóng lánh mà ra quang mang chói mắt, định nhãn nhìn lại thời điểm, lại vẫn là phát hiện sương mù nồng đậm băng trụ trung có một đóa ngân quang lấp lánh hoa sen. Cái này Dương Nghị Vân có chút minh bạch, xem ra là ma thần ý thức phát hiện băng trụ trung hoa sen, kết quả xuất hiện tuyết miêu, bị tuyết miêu cấp công kích. Đan phương là thiên tài địa bảo, đại bộ phận dưới tình huống đều sẽ có bảo hộ linh thú tồn tại. Trước mắt tình huống Dương Nghị Vân tin tưởng chính là như thế đi. Dương mẫu nhân đôi mắt tỏa sáng lên, thực hiển nhiên sương mù nồng đậm băng trụ trung tồn tại luyện hóa là bảo bối. Giờ phút này ma thần ý thức cùng tuyết miêu dây dưa, đây chính là hắn cơ hội a. Nếu cơ hội như vậy hắn đều chảo không được, kia đã có thể bạch lăn lộn.
Trong óc cân nhắc một phen, Dương Nghị Vân chuẩn bị lặng lẽ vòng qua đi, mặc kệ là cái gì bảo bối, nếu là Tuyết Miêu có thể bảo hộ đồ vật, mà thần ý thức đều tưởng được đến đồ vật, tất nhiên sẽ không kém, là cái thiên tài địa bảo. Cũng nhớ tới Nhiếp Hồn lão tổ nói qua, thủy tinh động chỗ sâu trong, nện bước thiên tài địa bảo, đã có hậu thiên, cũng có bẩm sinh. Hậu thiên bảo bối chính là chỉ như là Hoa Minh Nguyên giống nhau chết ở thủy tinh động trên người lưu lại bảo bối, mà bẩm sinh bảo bối, tự nhiên là chỉ thủy tinh động dựng dục mà ra thiên tài địa bảo. Thứ tốt a. Dương Nghị Vân vòng một vòng lớn, rốt cuộc tiếp cận hoa sen nơi băng trụ, cách 10 mét nơi hắn đều có thể cảm thụ có tinh thuần năng lượng phát ra. Nhìn mang theo sương mù băng trụ, Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nơi này nhưng phàm là phát ra nồng đậm sương trắng băng trụ, bên trong tất nhiên đều sẽ tồn tại bảo bối. Hiện tại liền xem chính mình có thể hay không đắc thủ vấn đề. Liền ở Dương Nghị Vân chậm rãi hướng về có luyện hóa bảo bối băng trụ thấu đi thời điểm, bỗng nhiên lại nghĩ tới một tiếng bén nhọn giống lên một tiếng. Ngắm! Sợ tới mức hắn cả người chấn động. Theo bản năng nhìn lại, giữa sân như cũ không có nhìn đến Tuyết Miêu thân ảnh xuất hiện, mà ma thần ý thức một mặt lạc dương lại là một chút bay ngược đi ra ngoài, ngực áo trên phục rách nát, xuất hiện thật dài vết chảo. Nghiệt xúc, tìm chết ma thần ý thức bị thương, lại là mắng ra tiếng, ngay sau đó giận dữ hét, ma khí phiên thiên mà, ma thần niết bàn, khởi. Ở ma thần ý thức giống giận mà ra, lại thấy nàng quanh thân ma khí nhộn nhạo mở ra, dầm một chút tiên sinh nước gợn giống nhau hình thành một vòng tròn lấy hắn vì trung tâm dung chuyển. Tốc độ thực mau, đây là một loại đại diện tích lan đến công kích, nếu uy lực khách quan, hiệu quả hẳn là sẽ thực không tồi. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm, đến là cũng muốn nhìn một chút lần này có thể hay không đem vẫn luôn đều ẩn hình trung Tuyết Miêu bức bách ra tới. Miêu. Trong giây lát Tuyết Miêu tiếng kêu ăn đau vang lên. Dương Nghị Vân liền biết là Tuyết Miêu có hại, cũng chứng minh rồi ma thần ý thức tức giận dưới thủ đoạn không thể khinh thường. Trong nháy mắt này Dương Nghị Vân thấy được nhộn nhạo đi ra ngoài ma khí có một cái phương vị vặn vẹo một chút, ngay sau đó giây tiếp theo liền thấy được một con toàn thân tuyết trắng miêu trống rỗng xuất hiện, cùng Dương Nghị Vân gặp qua tầm thường miêu tương tự, nhưng lại như cũ có chút bất đồng. Này chỉ miêu có cánh, tứ chi không có lông tóc, nhưng lại là tuyết trắng lân giáp. Liền này hai cái địa phương là cùng tầm thường miêu không giống nhau. Toàn thân phía trên không có một chút ít tạp sắc, chỉ có một đôi mắt là bạc trung mang hồng bộ dáng. Nhìn tà khí nghiêm nghị. Hiện tại hắn biết vì cái gì muốn kêu đóng băng quỷ dị Tuyết Miêu. Đương nhiên đóng băng quỷ dị cùng Tuyết Miêu, đây là hai cái xưng hô, cường giả hẳn là thiên phú miêu tả xưng hô, người sau chính là toàn thân tuyết trắng nhan sắc. Luôn là ma thần ý thức lần này xem như đem âm thầm ẩn hình Tuyết Miêu cấp bước ra tới. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, hắn thấy được Tuyết Miêu, nếu đơn thuần nói bề ngoài, này chỉ Tuyết Miêu diện mạo mùi thơm của cơ thể kỳ thật cùng Điêu Nhi giống nhau, thậm chí có chút manh manh đát. Mạc danh làm hắn nghĩ tới Điêu Nhi. Chẳng qua hắn biết trong tầm mắt nhìn đến Tuyết Miêu cũng không phải là Điêu Nhi, hơn nữa so Điêu Nhi nguy hiểm nhiều, đây chính là hồng hoang hung thú, càng là có trí tuệ hung thú. Tất nhiên là càng thêm khó chơi. Tuy rằng Tuyết Miêu bị ma thần ý thức một chút cấp bước ra tới, khá vậy gần là chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó Tuyết Miêu lại biến mất không thấy. Giống như là hư không tiêu thất giống nhau, vô thanh vô tức. Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, đích xác thoạt nhìn khó đối phó. Bất quá hắn giờ phút này cũng không dám coi thường vọng động, nhưng thật ra muốn nhìn tình huống lại nói. Cảm thụ không đến cũng nhìn không tới Tuyết Miêu tồn tại. Hắn tùy tiện đi động băng trụ trung hoa sen chưa chừng sẽ bị công kích. Giờ phút này vẫn là chờ ma thần ý thức cùng Tuyết Miêu lưỡng bại câu thương hảo. Vô luận bất luận cái gì một phen có hại, với hắn mà nói đều có lợi. Tuyết Miêu có hại, hắn liền mưu đồ băng trụ trung hoa sen, ma thần ý thức có hại, hắn thừa cơ ra tay chấn áp nàng. Tốt nhất là có thể hai bên đều trọng thương, hắn nhảy ra đi hai cái đều thu thập. Đương nhiên trong lòng tưởng tự nhiên là ý tưởng, là mộng tưởng. Chân chính là cái dạng gì, còn phải xem hiện thực tình huống. Giờ phút này Dương Nghị Vân nội liếm toàn thân hơi thở tránh ở một bên tài xế mà động, hắn xem như đã nhìn ra, ẩn hình trung Tuyết Miêu không hiện thân ra tới, hắn đừng nghĩ đi đem băng trụ trung hoa sen bắt được tay. Chờ. Lúc này có thể làm chỉ có chờ đợi thời cơ, tùy thời mà động. Giữa sân ma thần ý thức ma khí dung chuyển sau khi rời khỏi đây liền đứng ở tại chỗ bất động, nàng toàn thân thả ra đi ma khí. Nhộn nhạo mở ra sau như cũ tồn tại. Mà lại lần nữa ẩn hình lúc sau Tuyết Miêu hiển nhiên ăn một mệt, thế tất sẽ không thiện bãi cam hưu,
Dương Nghị Vân tin tưởng Tuyết Miêu nhất định sẽ phản kích. Quả nhiên, kế tiếp Tuyết Miêu phản kích. Lại thấy ma thần ý thức thả ra ma khí vòng đã cố định xuống dưới, ước chừng có 30 mét lớn nhỏ đường kính vòng, lúc này, một góc vị trí đột nhiên vặn vẹo lồi lõm biến hóa lên. Biến hóa này phi thường rõ ràng, ma thần ý thức một chút liền phát hiện, bỗng nhiên một kích mà đi. Oanh! Miêu! Một tiếng thét chói tai vang lên. Tuyết Miêu lại một lần có hại, hiển nhiên ma thần ý thức bày ra cái này thủ đoạn, chính là vì làm Tuyết Miêu không chỗ nào che giấu, này nhất chiêu thực hiệu quả. Tuy rằng Tuyết Miêu có thể ẩn hình tồn tại, nhưng ở ma thần ý thức ma khí chung, một khi đụng vào một chút đã bị ma thần ý thức phát hiện nháy mắt công kích mà đi. Đừng nói ma thần ý thức, lần này ngay cả Dương Nghị Vân đều nhìn đến vừa rồi kia một chỗ ma khí có nhộn nhạo vặn vẹo, tự nhiên biết là Tuyết Miêu xuất hiện. Này một kích bị ma thần ý thức một kích mà chung. Hừ, nhiệt xúc xem ngươi còn có cùng năng lực, ma thần ý thức hừ lạnh chung mang theo đắc ý. Mà bị công kích đến Tuyết Miêu có hại lúc sau liền biến mất, chỉ cần không ở ma thần ý thức bày ra cái này ma khí trong vòng, Tuyết Miêu ẩn hình ưu thế như cũ là tồn tại. Dương Nghị Vân mang theo chờ mong, nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút, kế tiếp đối mặt ma thần ý thức ma khí bố cục, Tuyết Miêu còn có cái gì thủ đoạn thiên phú. Miêu. Một tiếng chói tai bén nhọn tiếng kêu vang lên. Tràn ngập phẫn nộ tiếng động, Dương Nghị Vân nghe được ra tới, Tuyết Miêu phẫn nộ rồi, lại là không biết sẽ có gì phản kích thủ đoạn. Dương Nghị Vân tinh thần chấn động, mang theo xem diễn tâm thái, hướng về giữa sân nhìn lại. Ngay sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, lại là phát hiện ở ma thần ý thức ma khí chung, xuất hiện 9 địa phương dị động. Liền ra địa phương đồng thời mà động, này cũng liền tỏ vẻ xuất hiện 9 đầu Tuyết Miêu. Đương nhiên này cũng chưa chắc, có lẽ là Tuyết Miêu phân thân. Cũng có lẽ toàn bộ thủy tinh động tồn tại rất nhiều chỉ Tuyết Miêu, lúc này là tới giúp đỡ. Dù sao hắn thấy được ma thần ý thức ma khí vòng liền ra địa phương dung chuyển lên. Mà ma thần ý thức còn lại là biểu tình tại đây một khắc thay đổi, có lẽ căn bản liền không nghĩ tới, sẽ có 9 địa phương xuất hiện Tuyết Miêu đi. Bỗng nhiên đem ma thần ý thức đối với trong đó 3 chỗ ra tay. Ầm ầm ầm. Cường đại ma khí tạc nước dưới, lần này lại là bình yên vô sự. Ngay sau đó ma thần ý thức lần thứ 2 ra tay, 9 chỗ địa phương một chỗ chỗ oanh giết qua đi. Nhưng hiển nhiên hiệu quả không lớn. Nhưng 7 chỗ đánh quá khứ thời điểm, ma khí vòng dị động đã đến gần rồi nàng. Oanh! A! À, lần này là ma thần ý thức kêu lớn lên. Toàn thân vài chỗ địa phương xuất hiện vết chảo. Dương Nghị Vân thấy được rõ ràng. Nếu không phải nàng ma khí bạo trướng sợ là sẽ càng nghiêm trọng. Ầm vang, a! À. Ngay sau đó ma thần ý thức bày ra ma khí vòng hỏng mất, kêu thảm thiết chung bay ngược đi ra ngoài, ở giữa không trung hộc máu. Mà ma thần ý thức bay ngược đi ra ngoài phương hướng, không nghiêng không lệch, Dương Nghị Vân tâm hỉ lại là phát hiện bay về phía hắn nơi yên tâm. Ha ha, cơ hội tới. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, trong tay một phen côn bằng chứng bỗng nhiên ra tay thúc giục, một bước bước ra đi. Một bàn tay cầm côn bằng chứng, một bàn tay thành trưởng, bỗng nhiên đối với ma thần ý thức chân áp mà ra. Chạm vào. Dương Mỗ Nhân ẩn núp hồi lâu, vừa ra đi chính là đánh lén, một kích đắc thủ, một trưởng trực tiếp đánh vào thần ma ý thức trên người, đem hắn nàng đánh vào trên mặt đất, trở tay liền thúc giục côn bằng chân áp ở trên người nàng. Côn bằng chứng thượng khắc văn bộc phát ra chói mắt vô cùng kim quang, chiếu sáng hơn phân nửa không gian. A. À. Ma thần một tiếng đại kinh thất sắc kêu thảm thiết dựng lên. Dương Nghị Vân ngươi không chết tử tế được. A a a. Côn bằng chứng thượng khắc văn chịu uy đối ma thần ý thức tới nói chính là khắc tinh, tức khắc ở mắng chung kêu thảm thiết liên tục. Nàng toàn thân ma khí đụng phải côn bằng chứng bộc phát ra tới kim quang lúc sau, lấy mắt thường thấy được tốc độ ở bay nhanh tiêu tán. Ha ha, lão ma đầu lần này tiểu ra xem ngươi như thế nào càn rỡ. Dương Nghị Vân cười lạnh. Cầm trong tay côn bằng thúc dục dưới, nhìn ma thần ý thức kêu thảm thiết, hắn trong lòng vô cùng vui sướng. Tiểu bối, bản thân cùng ngươi liều mạng, cùng lắm thì bản thân không cần khối này phân thân, a. À. Giống. Bộ mặt dữ tợn Lạc Dương hoặc là nói ma thần ý thức tức khắc thả ra tàn nhẫn lời nói, thét chói tai chung toàn thân ma khí đột nhiên đại tác phẩm lên. Lần này ngược lại làm Dương Nghị Vân sửng sốt, sắc mặt thay đổi, nghe cái này ma đầu ý tứ là muốn lưỡng bại câu thương. Hoặc là nói lôi kéo Lạc Dương cùng nhau xong đời tình huống. Nói thật Dương Nghị Vân thật đúng là không dám mạo hiểm, sợ ma thần ý thức bị hắn bức nóng nảy kéo lên Lạc Dương cùng nhau liều mạng. Ma khí đại tác phẩm dưới, chính là muốn liều mạng a.
Lập tức Dương Nghị Vân thầm hận, đem trong tay côn bằng chứng thu hồi. Hắn là thật sợ ma đầu liều mạng dưới, mang theo Lạc Dương cùng nhau xong đời. Chỉ có thể thu hồi côn bằng chứng. Nhưng mà liền ở hắn, thu hồi côn bằng chứng trong nháy mắt, lại là bỗng nhiên phát hiện vừa mới còn bộ mặt dữ tợn vô cùng, một bộ muốn cá chết lưới rách bộ dáng ma thần ý thức, trên mặt hiện lên ý tứ xảo trá ý cười. Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp một chút. Không tốt, bị lừa, cái này ma đầu xảo trá a. Trong lòng nghĩ vội vàng đi lại lần nữa thúc giục côn bằng chứng thời điểm, lại là đã lão không kịp, ma thần ý thức hóa thành một đạo ma khí vèo một chút từ trong tay hắn biến mất bay đi ra ngoài. Nhưng là, ngay sau đó nơi xa lại là lại nghĩ tới hét thảm một tiếng tới. A, cái này kêu thảm thiết nhưng còn không phải là ma thần ý thức sao? Vốn dĩ cho rằng sẽ bị ma đầu đào tẩu, không nghĩ tới nháy mắt, ở mấy chục mét ngoại vang lên nàng kêu thảm thiết. Dương Nghị Vân vội vàng nhìn lại, tức khắc vui vẻ. Cũng nghĩ đến là chuyện như thế nào. Không hề nghi ngờ là âm thầm Tuyết Miêu ra tay. Hắn có thể ở sốt ruột dưới, đối ma thần ý thức ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng đang âm thầm Tuyết Miêu cũng sẽ không để ý. Hiển nhiên ma thần ý thức từ trong tay hắn càng chạy ra nháy mắt đã bị Tuyết Miêu cấp một kích bị thương nặng xuống dưới. Ma thần ý thức một đầu ngã quỵ xuống dưới, kế tiếp một màn liền khủng bố. Lại thấy ma thần ý thức một đầu ngã quỵ sau, toàn thân bắt đầu kết băng dựng lên. Ngay lập tức chi gian trên người liền xuất hiện một tầng băng sương mù. Dương Nghị Vân vừa thấy, ngây người qua đi, hắn cũng không nhạc lên, bởi vì giờ phút này là ma thần ý thức túng. Hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi Lạc Dương đầu tóc ở khôi phục bình thường màu đen, hai mắt huyết sắc cũng ở biến hóa, hướng về màu đen khôi phục chung. Này thuyết minh ma thần ý thức bị Tuyết Miêu bị thương nặng lúc sau chủ đạo không được Lạc Dương thân thể, hoặc là nói là bị Lạc Dương cấp phản kích, lại có lẽ là cái này xảo trá ma đầu ứng phó không được trước mặt tình huống, trực tiếp độn đi xuống. Nếu là người sau kia thật đúng là không biết xấu hổ vô sỉ, sự tình không biện pháp giải quyết đã bị Lạc Dương cấp phóng ra, như thế ma đầu quả thực. Bất quá mặc kệ thế nào, đối Dương Nghị Vân tới nói là chuyện tốt, Lạc Dương ý thức khôi phục lúc sau, so cái gì cũng tốt. Nhưng chỉ chớp mắt, Dương Nghị Vân lại sốt ruột lên, bởi vì hắn thấy được Tuyết Miêu hiện thân xuất hiện ở Lạc Dương bên người. Giờ phút này Lạc Dương đã bối nổi, tuyết mắt mèo chung nhưng chỉ biết là một người, cũng không biết Lạc Dương trong cơ thể còn có cái ma đầu, phía trước Tuyết Miêu hiển nhiên ở Lạc Dương trên người ăn mệt, lúc này tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Dương Nghị Vân biết muốn đi ra ngoài ngăn cản Tuyết Miêu, bằng không Tuyết Miêu nhất định sẽ đối Lạc Dương hạ tử thủ. Từ từ. Dương Nghị Vân cũng mặc kệ Tuyết Miêu có thể hay không nghe hiểu hắn nói chuyện, la lên một tiếng nhảy ra đi, xuất hiện ở Lạc Dương trước người. Lúc này Tuyết Miêu ở Lạc Dương bên kia, hắn ở đối diện, hai người đều khoảng cách Lạc Dương không đủ 10 mét. Muốn mệnh chính là, Lạc Dương tuy rằng khôi phục thân thể chủ đạo quyền, nhưng lại bị Tuyết Miêu tập kích một chút sau, toàn thân mạo xương trắng, như cũ ở tiếp tục kết băng chung. Chiếu như vậy đi xuống. Dương Nghị Vân tin tưởng Lạc Dương sớm hay muộn sẽ bị đông lạnh thành băng trụ. Cũng minh bạch những cái đó người mạo xương trắng băng trụ trong vòng người cùng vật, hẳn là cùng Tuyết Miêu thoát không được căn hệ. Hiển nhiên Tuyết Miêu có loại thiên phú công kích chính là có thể đem người đóng băng lên. Dương Nghị Vân nhảy ra đi, đối với Tuyết Miêu hét to một tiếng từ từ. Miêu! Đối diện Tuyết Miêu màu bạc hai mắt nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân gầm rú một tiếng, tựa hồ ở cảnh cáo hắn giống nhau. Dương Nghị Vân biết Tuyết Miêu là có trí tuệ sinh linh, điểm này ở Hoa Minh Nguyên trong Ngọc Giản nhắc tới quá, hơn nữa cũng ghi lại một ít Hoa Minh Nguyên chiến đấu Tuyết Miêu tâm đắc. Nhưng là đối mặt Tuyết Miêu Dương Nghị Vân cũng trong lòng ở phát mao, căn cứ Hoa Minh Nguyên Ngọc Giản ghi lại, Tuyết Miêu có ẩn hình thiên phú thần thông, xuất quỷ nhập thần vô thanh vô tức, duy nhất có thể có tác dụng chỉ có cùng loại sóng âm giống nhau công kích mới có hiệu, đáng tiếc Hoa Minh Nguyên hiểu được thời điểm đã chậm. Cuối cùng chung quy là chết ở Tuyết Miêu trong tay. Mà vừa mới Dương Nghị Vân cũng thấy được Tuyết Miêu cùng ma thần ý thức chiến đấu, Tuyết Miêu trừ bỏ có thể ẩn hình ở ngoài, tựa hồ còn có thể thi triển ra phân thân. Phía trước ma thần ý thức ma khí chung, liền xuất hiện quá liền ra địa phương dung chuyển, mà hiện tại Tuyết Miêu hiện thân là một con, này liền thuyết minh, hiện trường không có mặt khác Tuyết Miêu tồn tại, chỉ có này một con Tuyết Miêu. Nó là có thể thi triển ra phân thân. Này đầu hồng hoang hung thú Tuyết Miêu tuyệt đối không đơn giản. Diện mạo đều cùng tầm thường Tuyết Miêu không phải giống nhau, có cánh tứ chi không có lông tóc lại còn sinh có lân giáp, nhọn nhọn lợi chảo vừa thấy liền phi thường sắc bén. Cứ việc thoạt nhìn bề ngoài cùng điêu nhi giống nhau manh manh đát, kỳ thật Dương Nghị Vân biết Tuyết Miêu vô cùng nguy hiểm.
cho nên đối mặt Tuyết Miêu thời điểm, hắn cũng là nơm nớp lo sợ. Nàng, không phải phía trước thương tổn người của ngươi, nàng trong cơ thể có ma thần ý thức, nàng là ta sư điệt, có thể hay không không cần thương tổn hắn nàng. Dương Nghị Vân cũng là thử thăm dò câu thông, cũng không biết Tuyết Miêu có thể hay không nghe hiểu hắn nói chuyện. Nghĩ đến là có thể đi. Dù sao cũng là có trí tuệ sinh linh. Nhưng mà, trả lời hắn lại là lần thứ hai một tiếng đâm thủng mà màng tai tiếng thét chói tai. Miêu. Ngay sau đó Tuyết Miêu biến mất. Dương Nghị Vân lại là sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nhằm phía Lạc Dương, giơ tay chi gian pháp lực đại tác phẩm, một cái pháp lực màn hào quang bao phủ ở Lạc Dương trên người, hắn sợ Tuyết Miêu đối Lạc Dương công kích. Lúc này Lạc Dương tuy rằng rõ ràng khôi phục chủ đạo ý thức, nhưng lại toàn thân xuất hiện băng sương mù càng ngày càng nùng liệt, còn ở liên tục chung, nàng toàn thân đều kết băng. Tiểu, sư thúc đừng ta, người đi mau. Lạc Dương tự nhiên biết ma thần ý thức nhảy ra làm cái gì, tuy rằng nàng ý thức bị ma thần ý thức áp chế đi xuống, nhưng hai người cộng đồng chủ đạo thân thể, nàng có thể chính mắt chứng kiến đã phát sinh hết thảy. Đối với Tuyết Miêu chỉ sợ Lạc Dương tràn đầy thể hội, biết khó chơi thực, nàng đã bị đóng băng lên, một cổ cực hạn rét lạnh lực lượng xuất hiện ở trong cơ thể, đang ở đóng băng thân thể của nàng, căn bản là không có biện pháp hóa giải, cho nên nàng không hy vọng Dương Nghị Vân cái này tiểu sư thúc vì nàng cùng Tuyết Miêu chiến đấu đi xuống. Ma thần ý thức đều ở Tuyết Miêu trong tay ăn mệt, Dương Nghị Vân cái này tiểu sư thúc, Lạc Dương tin tưởng là không có biện pháp đối mặt Tuyết Miêu, bởi vì phía trước ma thần ý thức lừa gạt Nhiếp Hồn lão tổ cùng Tuyết Hương trong tay cực phẩm tiên thạch sau tu vi thực lực tăng lên một mảng lớn, hơn nữa nàng hóa giải chính mình trên người tiểu sư thúc Dương Nghị Vân khắc họa hạ khắc văn, cùng thời gian dài như vậy tới nay khôi phục, thực lực đã đạt tới không sai biệt lắm sơ cấp tiên đế cấp bậc. Ma thần ý thức như vậy thực lực đều không có biện pháp đối phó Tuyết Miêu. Lạc Dương nghĩ nhà mình tiểu sư thúc Dương Nghị Vân, càng không phải Tuyết Miêu đối thủ. Cùng Tuyết Miêu chiến đấu, chỉ biết liên lụy hắn, còn không bằng làm tiểu sư thúc đi mau, đến nỗi nàng dù sao đều bị ma thần ý thức nhưng ảnh hưởng, chung quy là cái phiền toái, sớm hay muộn có một ngày nàng cùng nàng sẽ dung hợp, cùng với như thế, đừng làm cho Dương Nghị Vân cái này tiểu sư thúc mạo hiểm đi. Dương Nghị Vân nghe được Lạc Dương nói chuyện, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, nhếch miệng cười nói, đừng nói chuyện. Hảo hảo áp chế ngươi trong cơ thể ma thần ý thức, ngươi sư thúc ta có thủ đoạn bảo hộ ngươi, ngươi chống đỡ chống cự đóng băng chi lực, ta thu thập Tuyết Miêu ở. Ầm vang. Phốc. Dương Nghị Vân mới vừa cùng Lạc Dương nói một lời, sau lưng liền như búa tạ ăn một chút, bỗng nhiên phun ra một búng máu dịch tới. Hắn không nghĩ tới, Tuyết Miêu căn bản liền không công kích Lạc Dương, mà là một chút biến mất lúc sau đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Khụ. Nhiệt xúc a. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, ngay sau đó răng cưa chơi cùng 100 đầu răng cưa điểu xuất hiện. Dương Nghị Vân biết hắn vô pháp phát hiện Tuyết Miêu tung tích, còn muốn cố kỵ Tuyết Miêu công kích Lạc Dương, lúc này là cần phải có hiệp trợ, làm răng cưa điểu mang theo 1000 đầu răng cưa điểu xuất hiện, lúc này ít nhất có thể bảo hộ Lạc Dương, bằng không hắn phân tâm, có thể chuyên tâm đối phó Tuyết Miêu. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, Dương Nghị Vân cố nén đè ép đi xuống, hừ lạnh mắng một tiếng, lập tức có đối sách. Hoa Minh Nguyên trong Ngọc Giản ghi lại một cái đối phó Tuyết Miêu biện pháp là, Tuyết Miêu sợ cùng loại sóng âm giống nhau công kích. Nếu như thế, kia hắn liền thử xem Bát Bộ Thiên Long Kinh có phải hay không đối Tuyết Miêu hữu dụng. Tình huống khẩn cấp Dương Nghị Vân cũng không rảnh lo mặt khác, trực tiếp thúc giục nguyên thần bản mạng thần tượng niệm động Bát Bộ Thiên Long Kinh, cửa này thần thông lão nhân truyền cho hắn thời điểm liền nói quá là chuyên môn sóng âm thần thông. Thiên đạo sáng tỏ, pháp nói ở phía trước, có linh cảm triệu. Căn nguyên vạn vật, hóa rồng vì linh, bát phương lục hợp, là vì thiên long, bát bộ thiên long, long minh thông huyền, thượng truyền thiên, hạ truyền mà, thiên long tể minh, tam giới thái thanh. Ngao 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 ngao. Theo Dương Nghị Vân nhanh chóng niệm xong bí pháp chi chú, hắn trên người ngân quang lấp lánh dựng lên, 8 đạo lộng lẫy ngân quang vọt ra, hóa thành 8 điều ngân bạch thiên long, 8 thanh long minh cả ngày dựng lên. Ngay sau đó tứ tán mà đi 8 điều thiên long ở long minh dưới. Lại là làm bốn phía thiên địa không khí đều rung chuyển lên. Miêu. Rốt cuộc giữa sân vang lên mèo kêu thanh, mang theo thống khổ cùng hoảng sợ chi ý tiếng kêu. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ nhìn lại là bên trái phía trước không khí vặn vẹo dưới, Tuyết Miêu thân hình xuất hiện. Lúc này Tuyết Miêu nhìn qua như là uống say rượu giống nhau, lắc lư đầu, phát ra miêu tiếng kêu. Dương Nghị Vân không nghĩ tới Bát Bộ Thiên Long xuất hiện quả nhiên đối Tuyết Miêu có tác dụng. Hoa Minh Nguyên nhắc nhở thật sự không sai. 8 long tề minh sóng âm chi công,
đối Tuyết Miêu tới nói liền khắc tinh, một chút khiến cho Tuyết Miêu hiện ra thân hình. Ngay sau đó Dương Nghị Vân biết tận dụng thời cơ, lúc này chính là bắt lấy Tuyết Miêu cơ hội tốt, trong tay pháp lực ngưng tụ, bỗng nhiên hướng về Tuyết Miêu vọt qua đi. Sinh tử phù. Dương Nghị Vân nắm lấy cơ hội, trong tay véo khởi sinh tử phù kinh pháp quyết, đối với Tuyết Miêu đánh ra một đạo pháp quyết. Vầng sáng lập lòe chợt lóe rồi biến mất ở Tuyết Miêu trong cơ thể. Giờ phút này hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Miêu quỷ dị, không có thủ đoạn, hắn đối thượng là thật sự không đế. Lúc này mới có thể đối mặt Tuyết Miêu. Đối sinh tử phù vẫn là có tin tưởng, cửa này thần thông phương pháp có thể nhằm vào thần hồn, ít nhất là có ảnh hưởng. Tuyết Miêu quỷ dị ở chỗ dung nhập bất luận cái gì hoàn cảnh ẩn hình thiên phú, càng là có đóng băng khả năng, nếu không phải bát bộ thiên long kinh có tác dụng, bực này ẩn hình thiên phú, Dương Nghị Vân thật đúng là không có biện pháp. Thực sự quỷ dị. Cũng may vạn vật tương sinh tương khắc dưới, bát bộ thiên long kinh rồng ngâm tiếng động, đích xác làm Tuyết Miêu hiện hình, Hoa Minh Nguyên Ngọc Giản ghi lại không sai. Không thể không nói, hắn vận khí là không tồi. Gặp phải cái thứ nhất xương trắng băng trụ phá vỡ lúc sau là Hoa Minh Nguyên, hơn nữa ma xui quỷ khiến hắn ở vào đối người chết kính sợ chi tâm, cấp Hoa Minh Nguyên khom lưng hành lễ cúng bái, bằng không thật đúng là không chiếm được Ngọc Giản. Từ chuyện này thượng xem, Dương Nghị Vân vẫn là cảm thấy muốn tâm tồn thiện niệm, phải đối bất luận cái gì sự vật có kính sợ chi tâm, chung quy chỉ biết có chỗ lợi sẽ không có chỗ hỏng. Nghĩ đến hắn nếu là không có đối Hoa Minh Nguyên khom mình hành lễ cúng bái, phỏng chừng Hoa Minh Nguyên trên người Ngọc Giản cũng rất không ra, hắn cũng liền không khả năng biết Tuyết Miêu có cái nhược điểm là sợ hãi song âm công kích. Nếu là không biết này một cái, Dương Nghị Vân biết hắn hôm nay tuyệt đối không chỉ là phun ngụm máu đơn giản như vậy. Hiện tại nghĩ đến, thật đúng là may mắn. Lúc này hảo, rốt cuộc ở Tuyết Miêu trong cơ thể đánh vào một đạo sinh tử phù. Chỉ cần có này nói sinh tử phù tồn tại với Tuyết Miêu trong cơ thể, hắn liền lập với bất bại chi địa. Tuyết Miêu sinh tử đều có thể bị hắn khống chế ở trong tay. Sinh tử phù kinh thi triển bản chất là nguyên thần chi lực dẫn động niệm chú, càng nhiều nhằm vào chính là thần hồn. Đương hắn một đạo sinh tử phù thành công đánh vào Tuyết Miêu trong cơ thể lúc sau, tức khắc nguyên thần liền cảm ứng được Tuyết Miêu hơi thở. Giờ phút này bát bộ thiên long long minh lúc sau 8 ngày pháp lực hiện hóa ra tới thiên long tan đi. Mà Tuyết Miêu thân thể rốt cuộc không hề run rẩy. Bất quá ngay sau đó Tuyết Miêu lại là ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nghị Vân. Một miêu một người, kém bất quá 3 mét. Dương Nghị Vân sinh tử phù đánh vào Tuyết Miêu trong cơ thể, lúc này căn bản liền không sợ Tuyết Miêu. Nhìn đến Tuyết Miêu màu bạc hai mắt nhìn về phía chính mình, Dương Mỗ Nhân mang theo cường thế chừng mắt nhìn qua đi. Nhưng mà, ngay sau đó hắn lại là ruột đều hối thanh. Tuyết Miêu cho hắn thượng khắc sâu một khóa. Vốn tưởng rằng sinh tử phù đánh vào Tuyết Miêu trong cơ thể sau, liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới, hắn quên mất một chút, đó chính là sinh tử phù cùng sinh mệnh chi thủy khống chế sinh linh bản chất có rất lớn bất đồng. Cái này bất đồng ở chỗ, sinh mệnh chi thủy khống chế yêu tu hạng người, sẽ từ linh hồn chỗ sâu trong đối hắn sinh ra chủ tớ quan hệ thần phục, sinh ra đã có sẵn giống nhau. Có điểm bẩm sinh tính chất thao tác, nhưng là sinh tử phù lại không giống nhau. Sinh tử phù không có bẩm sinh tính chất thần phục, chỉ có hậu thiên dẫn động lúc sau, bị thi triển sinh tử phù đối tượng mới có thể cảm nhận được sinh tử phù uy lực cường đại, mới có thể biết, nguyên lai chính mình là bị khống chế. Đương nhiên ở lúc đầu thi triển thời điểm, sinh tử phù là chiếm ưu thế, trong tay pháp quyết véo khởi, mật chú niệm động thời điểm ở nhất định trong phạm vi là có thể nháy mắt đánh vào bất luận cái gì sinh linh trong cơ thể, không giới hạn trong nhân tộc cùng yêu tộc. Mà sinh mệnh chi thủy tắc không thể bạo lực dưới cấp đối phương trực tiếp tiến vào trong cơ thể, có bị động nhân tố ở bên trong. Giữa hai bên các có ưu khuyết điểm tồn tại. Liền tỷ như hiện tại. Dương Mỗ Nhân liền có hại. Tuy rằng Tuyết Miêu bị hắn đánh vào sinh tử phù tiến vào trong cơ thể, nhưng hắn lại không có ở trước tiên dẫn động Tuyết Miêu trong cơ thể sinh tử phù. Ngược lại ở Tuyết Miêu màu bạc tròng mắt nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng tìm đường chết giúp nhìn qua đi. Trong lòng căn bản liền không nghĩ tới có cái gì không thích hợp, hoặc là sẽ xuất hiện cái gì biến cố, chỉ nghĩ chính là hắn ở Tuyết Miêu trong cơ thể đánh vào sinh tử phù, song sau Tuyết Miêu sinh tử liền nắm giữ ở trong tay hắn. Nhưng hắn quên mất, không có đi dẫn động Tuyết Miêu trong cơ thể sinh tử phù. Hoặc là Dương Mỗ Nhân nghĩ đến căn bản sẽ không có bất luận vấn đề gì tồn tại, một khi phát sinh cái gì biến cố, hắn chỉ cần trong lòng vừa động là có thể dẫn động sinh tử phù. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng hắn quên mất,
nơi này là tiên giới, càng là tiên giới hỗn loạn tiên vực, là hỗn loạn tiên giới đại hiểm địa nguyền rủa nơi, là nguyền rủa nơi hồng hoang đại yêu vương thủy tinh sư tử động phủ chỗ sâu trong, hắn đối mặt chính là được xưng đóng băng quỷ dị Tuyết Miêu. Hơn nữa đối Tuyết Miêu hiểu biết chỉ là từ Hoa Minh Nguyên lưu lại ngọc giản thượng biết, chiến đấu chân chính ở mới là lần đầu tiên. Sau đó đi, Dương Mỗ Nhân liền nguy hiểm. Đương hắn cùng Tuyết Mắt Mèo đối thượng thời điểm, vẫn là lấy người thắng tâm thái tự cho mình là, cho nên căn bản không có cái gì phòng bị, cũng không có nghĩ tới hòa giải vẫn luôn miêu chừng một chút đôi mắt có cái gì không ổn, dù sao hắn trong lòng tưởng chính là sinh tử phù tiến vào Tuyết Miêu trong cơ thể sau liền vạn sự đại cát. Kết quả bi kịch liền từ giờ khắc này bắt đầu rồi. Tuyết Miêu đôi mắt là màu bạc, từ ánh mắt đầu tiên chạy đến thời điểm chính là màu bạc, này cũng không có gì. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân chỉ nhìn đến Tuyết Miêu hai tròng mắt ngân quang chợt lóe, ngay sau đó Dương Nghị Vân chỉ cảm chính mình tầm mắt một trận mơ hồ, lại đi xem thời điểm lại là phát hiện Tuyết Miêu biến mất không thấy, nhưng là ở trước mặt hắn xuất hiện chính là Điêu Nhi. Điêu Nhi, chi chi, Điêu Nhi chi chi kêu, truyền tới ra kích động vô cùng cảm xúc, ở đối hắn nói, rất muốn hắn, rốt cuộc gặp được. Mạc danh Dương Nghị Vân trong lòng cũng vui sướng lên. Đối với Điêu Nhi duỗi khai hai tay đi ôm Điêu Nhi. Trước mắt Điêu Nhi chi chi kêu, tràn ngập kích động cùng ủy khuất từ từ cảm xúc dao động, càng nhảy mà đến, đối với hắn ôm ấp vọt lại đây. Sâu trong nội tâm lúc này Dương Nghị Vân cảm giác là có một tia rung động, có chút không thích hợp, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết hắn thấy được Điêu Nhi sau tâm tình thực kích động, cũng thật cao hứng, vươn đôi tay đi muốn đem Điêu Nhi ôm chặt trong lòng ngực tới. Trong tầm mắt phi phác mà đến Điêu Nhi càng ngày càng gần. Đáy lòng chỗ sâu trong kia sợi tim đập nhanh càng ngày càng cường liệt. Dương Nghị Vân biết nhìn đến Điêu Nhi hẳn là cao hứng, không phải là loại này tim đập nhanh cảm giác, có chút biệt nữ khó chịu, nhưng lại thật không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó Điêu Nhi rốt cuộc tới rồi hắn trước người. Đúng lúc này, hắn trên cánh tay trái càn khôn hồ đồ án bỗng nhiên truyền đến một trận cực nóng, này cổ trích nhiệt làm hắn có đau đớn, nháy mắt trong óc chấn động thanh minh lại đây. Mà tầm mắt nơi nào có cái gì Điêu Nhi? Chỉ có Tuyết Miêu chỗ sâu trong sắc bén vô cùng móng vuốt đối với hắn trong óc chộp tới. Liền như vậy trong nháy mắt, Dương Nghị Vân sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng đem đầu về phía sau Dương đi, đồng thời dẫn động sinh tử phù. Phụt! Một tiếng xé rách quần áo giống nhau thanh âm vang lên. Ngực thượng truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó đó là cực độ băng hàn cảm giác. Miêu! Một tiếng mèo kêu thê thảm vang lên. Bay vọt dựng lên Tuyết Miêu bang một chút rơi xuống trên mặt đất, phát ra thê thảm mèo kêu thanh, hơn nữa trên mặt đất lăn lộn. Mà Dương Mỗ Nhân trước đây sau tránh né hết sức, không ổn định thân hình, cũng là một mông ngồi ở trên mặt đất. Hô hô, lại là từng ngụm thở dốc. Nhìn trước mắt trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết Tuyết Miêu, hắn cả người đều bị mồ hôi lạnh cục đá, cúi đầu nhìn chính mình ngực, hảo ra hỏa khắc sâu đem cốt một đạo vết chảo, đều có thể nhìn đến bên trong trái tim. Hơn nữa miệng vết thương thượng bắt đầu đóng băng, hơn nữa hướng về bốn phía bắt đầu lan tràn. Dương Nghị Vân cái này là thật sự nghĩ mà sợ a. Kia mẹ nó có cái gì Điêu Nhi? Rốt cuộc minh bạch là như thế nào sẽ là? Hết thảy đều là bởi vì nhìn Tuyết Miêu kia màu bạc liếc mắt một cái, sau đó hắn bị Tuyết Miêu màu bạc hai tròng mắt lập lòe dưới cấp mang nhập tới rồi ảo cảnh bên trong. Lợi hại chính là, gần chính là trong phút chốc liếc mắt một cái mà thôi, Tuyết Miêu liền chế tạo ra ảo cảnh. Đem nó biến thành Điêu Nhi bộ dáng, làm hắn mất đi nguy cơ cảm. Thiếu chút nữa điểm, Dương Nghị Vân biết hắn đầu sẽ bị Tuyết Miêu một móng vuốt chảo hạ tới. Nếu không phải càn khôn hồ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức cực nóng cảnh báo, làm hắn tự ảo cảnh chung ra tới, cái này đã có thể không phải ngực thượng một chảo vấn đề. Mà là đầu chuyển nhà kết cục. Thiếu chút nữa đầu liền chuyển nhà. Liền tính là như thế, giờ phút này hắn cũng là kinh hồn táng đảm. Ngực một chảo dưới đều thấy được trái tim nhảy lên, còn hảo không thương đến trái tim thượng. Nếu không liền tính hắn là tiên nhân, này phúc tiên thể cũng muốn xong đời. Thật là không nghĩ tới, Tuyết Miêu cư nhiên còn có bực này thủ đoạn. Dương Nghị Vân há mồm thở dốc lúc sau bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa ngực băng hàn chi lực, lại không ngăn cản, hắn sẽ cùng Lạc Dương giống nhau tất cả đều kết băng. Nhưng mà Tuyết Miêu băng hàn lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng, không nghĩ tới hắn luyện hóa thời điểm. Thế nhưng một chốc một lát luyện hóa không được ngực miệng vết thương đóng băng. Chỉ có thể khống chế chủ không hề khuếch tán. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nhíu mày.
lập tức trong lòng vừa động đem thần ma điểu từ càn khôn hồ triệu hoán ra tới, hắn muốn cho thần ma điểu nhìn xem này chỉ tuyết miêu lực lượng là như thế nào sẽ là, cư nhiên liền hắn càn khôn tạo hóa công đều luyện hóa không được. Đây là phi thường khó giải quyết vấn đề. Thần ma điểu vừa ra tới liền oa oa hét lớn, oa nhược kê, ngươi trong cơ thể là hàn băng căn nguyên lực lượng a. Đừng vô nghĩa, ta liền hỏi ngươi như thế nào hóa giải, bằng không ta một hai phải bị đông lạnh thành băng trụ không thể. Dương Nghị Vân vô tâm tình cùng thần ma điểu đấu võ mồm. Ha ha, nhược kê a, không đoán sai nói, là trước mắt này chỉ mèo trắng thương ngươi đi. Thần ma điểu ha ha cười hỏi. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói, kia kêu tuyết miêu, chính là này chỉ miêu kiệt tác. Biến dị miêu a, vẫn là hồng hoang dị chủng biến dị, tiểu tử ngươi cũng không biết đi rồi cái gì cứt chó vận, cái gì chuyện tốt đều có thể bị ngươi gặp phải, thật sự là không có thiên lý. Thần ma điểu nói chuyện chua lòm. Tạp mao điểu ngươi có thể hay không đừng nói nhiều lời, chạy nhanh nghĩ cách nhìn xem ta miệng vết thương vấn đề, bên kia Lạc Dương còn chờ đâu, ta mẹ nó vận khí tốt, có thể đừng tuyết miêu thương thành như vậy a. Dương Nghị Vân mắng lên. Thần ma điểu mắng nói, tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc, lão tử không nhìn lầm nói, này chỉ miêu, hẳn là đã bị tiểu tử ngươi đánh vào sinh tử phù đi. Nếu đều đã khống chế ở chính mình trong tay, còn dùng hỏi xử lý như thế nào hàn băng sao? Giải linh đổi cần hệ linh người, đạo lý này cũng đều không hiểu, thật không biết ngươi cái nhược kê chỉ số thông minh khi nào trở thành linh, về sau đi ra ngoài đừng nói nhận thức lão tử, ném không dậy nổi cái kia mặt. Mà Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu như vậy vừa nói, tức khắc ngẩn người, đúng vậy, tuyết miêu không phải đã trên mặt đất lăn lộn sao? Miệng vết thương thượng băng hàn chi lực là tuyết miêu kiệt tác, trái lại tuyết miêu tự nhiên có thể hóa giải a. Dương mẫu nhân liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở như cũ ở một bên kêu thảm thiết quay cuồng tuyết miêu trên người, hắn sinh tử phù dẫn động lúc sau liền không có dừng lại, luôn là muốn cho này chỉ miêu biết hắn thủ đoạn mới được. Tuyết miêu thiếu chút nữa muốn Dương mẫu nhân mệnh, đối tuyết miêu Dương mẫu nhân là thực kiêng kỵ. Lúc này từ thần ma điểu trong miệng đã biết hóa giải miệng vết thương thượng băng hàn chi lực còn cần tuyết miêu tới hóa giải, Dương Nghị Vân đi ra phía trước, đi tới tuyết miêu bên người. Dương Nghị Vân như cũ là có chút kiêng kỵ, căn bản liền không có dừng lại sinh tử phù đối tuyết miêu tia, a tấn, hắn biết tuyết miêu là có trí tuệ hẳn là có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, liền mở miệng nói, thần phục ta không? Miêu. Trả lời hắn là một tiếng miêu kêu. Bất quá này một tiếng miêu kêu lại là cùng phía trước nghe được tiếng kêu có điều bất đồng, có tinh thần dao động truyền tới hắn trong đầu, lại là ở trong óc vang lên một cái dễ nghe thanh âm nói, phục. Thực suy yếu. Nhưng lại mang theo run rẩy. Trọng điểm là vẫn là cái thiếu nữ thanh âm, thực mềm nhẹ cái loại này. Cái này làm cho Dương Nghị Vân sửng sốt, không nghĩ tới vẫn là chỉ mẫu miêu a. Bất quá giờ phút này Dương mẫu nhân còn sẽ không ở phạm sai lầm, mặc kệ công mẫu hắn đều phi thường cảnh giác. Ngay sau đó nói, nếu có thể nghe hiểu ta nói chuyện vậy là tốt rồi, làm, ngươi hé miệng, đem này một giọt tiên thủy nuốt vào, đối với ngươi có trợ giúp. Tuyết miêu nghe được Dương Nghị Vân những lời này, phát ra một tiếng mèo kêu, màu bạc hai mắt tràn ngập cảnh giác. Dương Nghị Vân ha hả cười nói, nuốt không nuốt vào chính ngươi nhìn làm, yên tâm không phải nọc độc, ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi giờ phút này không hề phản kháng, chính là bản thượng thịt cá, này một giọt tiên thủy ăn vào ngươi liền sẽ không ở thống khổ, tin hay không từ ngươi đi. Dương mẫu nhân trong lòng bàn tay xuất hiện đương nhiên không phải cái gì tiên thủy, mà là sinh mệnh chi thủy. Hắn vì an toàn khởi kiến, lấy ra sinh mệnh chi thủy, đây là cấp tuyết miêu thêm song bảo hiểm mà thôi. Tuyết miêu toàn thân đang run rẩy, trong cơ thể tình huống thâm nhập yêu hồn thống khổ bị sinh tử phù lực lượng ở liên tục phá hư. Dương mẫu nhân không ngừng hạ, sinh tử phù lực lượng liền sẽ vẫn luôn ở tuyết miêu trong cơ thể phiên động đi xuống, thẳng đến tuyết miêu tử vong. Lúc này hắn nhìn chằm chằm tuyết miêu, cũng không thúc giục, ngược lại là nghĩ tới vấn đề thời gian. Từ hắn truy đuổi ma thần ý thức được bị đóng băng ở băng trụ, mãi cho đến hiện tại đều không có tính toán quá đi qua bao lâu thời gian, thậm chí còn chính hắn đều quên mất thời gian quan niệm. Ở phía trước hắn càn khôn hồ nội thủy mệnh chi thủy cùng ngũ lôi tím lá cây hơn nữa dưa hấu lôi nhưng đều là dùng hết tình huống, nhưng hiện tại trong lòng vừa động liền xuất hiện sinh mệnh chi thủy, hắn một xem xét, càn khôn hồ nội ba loại trí bảo đều đã viên mãn thành thục. Này liền thuyết minh đã sớm qua một năm thời gian. Bất quá Dương Nghị Vân biết khẳng định không ngừng một năm thời gian, đến tột cùng có bao nhiêu lâu rồi hắn quên mất thời gian. Liền ở trong đầu nghĩ vấn đề này thời điểm, tuyết miêu gầm rú một tiếng truyền đạt tới một cái tinh thần dao động nói, ta nuốt.
chung quy là ở sinh tử phù ti a, A Tấn Hạ Tuyết Miêu khuất phục. Dương Mẫu Nhân nhếch miệng cười, ngón tay bắn ra, một giọt sinh mệnh chi thủy tiến vào Tuyết Miêu trong miệng. Đích xác sinh mệnh chi thủy đối Tuyết Miêu có trợ giúp, chỉ là hắn cũng sẽ không nói cho Tuyết Miêu sinh mệnh chi thủy đối yêu tộc chân chính tác dụng không chỉ là có thể tăng lên yêu tộc huyết mạch vấn đề, lớn hơn nữa chính là có thể làm hắn khống chế sinh tử. Chỉ cần Tuyết Miêu nuốt vào này một giọt sinh mệnh chi thủy, đối Dương Mẫu Nhân tới nói, chính là chân chính toàn phương vị đối Tuyết Miêu thao tác sinh tử nhất niệm chi gian, ở cũng đừng nghĩ chạy ra hắn lòng bàn tay. Miêu. Tuyết Miêu nuốt vào sinh mệnh chi thủy sau bỗng nhiên thét dài. Đối này Dương Mẫu Nhân gặp quỷ không trách, đây là mỗi một cái yêu tộc nuốt vào hắn sinh mệnh chi thủy sau, sinh mệnh chi thủy đối chúng nó huyết mạch lễ rửa tội, đau chỉ là tạm thời. Mà hắn còn lại là trong lòng vừa động vung tay lên đình chỉ sinh tử phù đối Tuyết Miêu trong cơ thể lưu chuyển. Miêu. Tuyết Miêu thống khổ gầm rú rằng có ước chừng 3 phút. Lúc sau chỉ thấy Tuyết Miêu trên người bạch quang bùng nổ chói mắt lộng lẫy, nhưng lại chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó rốt cuộc khôi phục lực lượng bình thường, chẳng qua Dương Nghị Vân phát hiện Tuyết Miêu màu bạc hai mắt càng thêm màu bạc nồng hậu vài phần, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Trong lòng nghĩ hẳn là sinh mệnh chi thủy đối Tuyết Miêu huyết mạch tiến hóa biết, dù sao sinh mệnh chi thủy đối bất luận cái gì yêu tộc đều là có tăng lên huyết mạch tác dụng. Hiển nhiên Tuyết Miêu huyết mạch được đến một lần tiến hóa. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nghe được Tuyết Miêu thanh âm truyền đến, tiểu yêu bái kiến chủ nhân, phía trước nhiều có đắc tội thỉnh chủ nhân tha thứ. Lần này làm Dương Nghị Vân kinh ngạc chính là, Tuyết Miêu là miệng phun nhân ngôn, là trực tiếp há mồm nói chuyện, mà không phải tinh thần dao động truyền âm phương thức. Dương Nghị Vân vừa nghe tức khắc vui vẻ, cái này hắn biết Tuyết Miêu là thật sự thần phục, sinh mệnh chi thủy tác dụng không cần hắn nói, Tuyết Miêu bản thân là có thể cảm nhận được. Huống chi hiện tại hắn ở Tuyết Miêu trong cơ thể dùng tới chính là song bảo hiểm, còn có chủ yếu nhằm vào thần hồn sinh tử phù tồn tại. Được rồi, ta hỏi người ta miệng vết thương hàn băng chi lực là ngươi đi. Dương Nghị Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Là, tiểu yêu này liền giúp chủ nhân hóa giải rất. Tuyết Miêu cũng là cái băng tuyết thông minh hạng người, Dương Nghị Vân một mở miệng, nàng liền biết như thế nào làm. Dương Nghị Vân gật gật đầu cam chịu. Tiếp theo Tuyết Miêu đối với Dương Nghị Vân nâng lên móng vuốt, bạch quang chợt lóe, hắn chỉ cảm thấy ngực miệng vết thương thượng sáng ngời, ngay sau đó hàn băng chi lực liền biến mất không thấy. Với hắn mà nói đều luyện hóa không được hàn băng chi lực, ở Tuyết Miêu vung lên chảo sau liền biến mất. Đây là ngươi bản thân lực lượng, Dương Nghị Vân hỏi ngu ngốc vấn đề. Đúng vậy chủ nhân, tiểu yêu trong cơ thể lực lượng liền hàn băng chi lực, đến từ hàn băng căn nguyên lực lượng. Tuyết Miêu mở miệng nói. Hàn băng căn nguyên, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động. Hồi bẩm chủ nhân, nơi đây có hàn băng căn nguyên lực lượng, tiểu yêu vốn là tầm thường mèo rừng, nhưng lại đụng phải hàn băng căn nguyên sau, đã xảy ra dị biến, lúc này mới có hôm nay thiên phú, cho tới nay tiểu yêu đều bảo hộ ở chỗ này, bảo hộ hàn băng căn nguyên. Tuyết Miêu giải thích nói. Được rồi, ta đã biết, ngươi về sau liền vẫn là kêu Tuyết Miêu đi, đừng tự xưng tiểu yêu, đánh giá ngươi là cái tu luyện không biết nhiều ít năm lão quái vật. Cũng không phải là cái gì tiểu yêu Nga, ha ha, đi thôi qua đi trước đem Lạc Dương trên người hàn băng chi lực giải trừ lại nói. Dương Nghị Vân cùng Tuyết Miêu nói chuyện chung cho chính mình dùng một giọt sinh mệnh chi thủy, chữa trị ngực thượng miệng vết thương, sau đó đối Tuyết Miêu nói chuyện hướng về Lạc Dương bên kia đi đến. Giờ phút này Lạc Dương toàn thân trên dưới đã đừng đông cứng, Dương Nghị Vân kỳ thật đã sớm thấy được, nhưng là không có sốt ruột, bởi vì hắn biết tạm thời đông lạnh bất tử Lạc Dương. Chủ yếu là nghĩ nhìn xem như thế nào có thể đem Lạc Dương trong cơ thể ma thần ý thức cấp hoàn toàn trấn áp đi xuống, cái này ma đầu thật sự là cho hắn tìm phiền toái, là cái bom hẹn giờ. Dương Nghị Vân vừa đi cũng mở miệng hỏi trên vai ngồi xổm thần ma điểu nói, quả đen có biện pháp gì không có thể hoàn toàn trấn áp Lạc Dương trong cơ thể ma thần ý thức, hoặc là trực tiếp tiêu diệt. Thần ma điểu cười lạnh nói, tưởng đều đừng nghĩ, thượng một lần đều cùng tiểu tử ngươi nói qua. Lạc Dương bản thân chính là ma thần ý thức một sợi phòng thần hồn chuyển thế tu luyện mà thành, vốn chính là nhất thể, hiện tại càng là hai người dây dưa ở một bộ thân thể trong vòng, tiêu diệt bất luận cái gì một phương đều liên lụy một cái khác, cho nên a, chỉ có thể là chờ các nàng hai bên dung hợp, không có biện pháp cởi bỏ, người cũng đừng lao lực, không chiêu. Chẳng lẽ liền thật sự muốn tùy ý ma đầu ở Lạc Dương trong cơ thể tùy thời mà động, tùy thời đều tìm cơ hội bùng nổ, lại cho ta làm ra chuyện xấu tới không thành. Dương Nghị Vân buồn bực vô cùng nói. Mặc cho số phận, xem thiên ý đi, chung quy là ma thần ý thức a, tiểu tử ngươi đừng động,
nghĩ đến tương lai sẽ tự có một phen anh nhân quả tồn tại. Thần ma điểu lắc đầu nói, mặc kệ tạm thời ngươi yên tâm đi, ma thần ý thức bị Tuyết Miêu cấp bị thương nặng, đánh giá rất dài một đoạn thời gian sẽ không ở lăn lộn, tiểu tử ngươi vẫn là trước nhìn xem Lạc Dương đi, hàn băng chi lực không phải là nhỏ, nhưng đừng bị đông chết. Nghe thần ma điểu như vậy vừa nói, Dương Nghị Vân không hề nghĩ nhiều ma thần ý thức việc, vội vàng làm Tuyết Miêu thu rất Lạc Dương trên người hàn băng chi lực. Chờ đến Tuyết Miêu thu rất Lạc Dương trên người hàn băng chi lực sau, Lạc Dương mở hai mắt. Đa tạ tiểu sư thúc, làm giờ số lo lắng Lạc Dương thấy Dương Nghị Vân này một đường tới vì nàng cùng ma thần ý thức đấu cùng Tuyết Miêu đấu gian khổ, lúc này là thiệt tình cảm ơn cái này tiểu sư thúc. Hẳn là, ai làm ngươi là ta sư điệt đâu, ngày sau nhìn thấy sư phụ ngươi, làm hắn hảo hảo bồi thường ta chính là, ha ha. Dương Nghị Vân trêu ghẹo cười cười. Sư phụ sao? Lạc Dương nhẹ giọng, lúc này trong ánh mắt ôn nhu vài phần. Lúc này đây nói như vậy đâu. Lạc Dương cũng coi như là nhờ họa được phúc, tuy rằng thiếu chút nữa đừng ma thần ý thức cấp đắc thủ, nhưng lại bởi vì ma thần ý thức lừa gạt Nhiếp Hồn lão tổ cùng Tuyết Hương trong tay cực phẩm tiên thạch, do đó luyện hóa hấp thu hóa giải côn bằng khắc văn, ngược lại làm nàng tu vi ở ma thần ý thức chủ đạo dưới đạt tới tiên vương đại viên mãn đỉnh. Lạc Dương vấn đề giải quyết, Tuyết Miêu cũng bị Dương Mẫu Nhân thu phục, kế tiếp Dương Mẫu Nhân đem ánh mắt đặt ở như cũ mạo xương trắng băng trụ thượng, hoặc là nói đôi mắt đỉnh ở băng trụ trong vòng hoa sen phía trên. Cười hắc hắc hỏi Tuyết Miêu nói, Tuyết Miêu băng trụ trung hoa sen ra sao thiên tài địa bảo ngươi nhưng rõ ràng. Dương Mẫu Nhân rốt cuộc có thời gian đem ánh mắt đặt ở sương mù nồng đậm băng trụ hoa sen thượng, tới nơi này mục đích chính là vì thiên tài địa bảo, hiển nhiên hắn cảm giác thật là cái bảo vật. Hồi bẩm chủ nhân, đó là hàn băng chi liên, là nơi này độc đáo hoàn cảnh mọc ra từ thiên địa chi linh vật, so với các người phía trước được đến tinh tinh cao hơn một bậc, hàn băng chi liên nội không chỉ có thuần tịnh năng lượng, còn có thiên đạo pháp tác diễn biến dị tượng ở bên trong chung. Đến này bảo nhưng mài rũa tâm cảnh, nhưng tăng lên pháp lực tu vi, 10 vạn năm mới có thể ngưng tụ ra như vậy một gốc cây, này một gốc cây hàn băng chi liên ta bảo hộ tam vạn năm lâu, hiện giờ sắp thành thục, không tưởng nàng nhảy ra muốn. Tuyết Miêu nói chuyện nhìn về phía Lạc Dương, Dương Nghị Vân cười khổ, hắn suy đoán không sai, phía trước Tuyết Miêu cùng ma thần ý thức chém giết, chính là bởi vì ma thần ý thức muốn đoạt hàn băng chi liên. Tuyết Miêu tự nhiên sẽ không làm ma thần ý thức cướp đoạt, không chém giết mới là cổ quái sự. Bất quá nghe được Tuyết Miêu giảng thuật hàn băng chi liên sử dụng, Dương Nghị Vân trong lòng liền nhảy lên lên, 10 năm a. Lần này cũng thật đụng tới bảo. Hiện tại, này cây hàn băng chi liên họ Dương. Ha ha ha, Dương Mẫu Nhân trong lòng cười to. Ngay sau đó đối Tuyết Miêu nói, ta yêu cầu này cây hàn băng chi liên, có không cho ta? Tuyết Miêu màu bạc hai mắt chớp động tưởng tượng, dám nói một cái không tự sao. Tiểu tử ngươi thật vô sỉ, hư thật sự a. Thần ma điểu nhìn không thuận mắt tức khắc ra tiếng, Tuyết Miêu sinh tử đều khống chế tại đây tiểu tử trên tay, còn cười tủm tỉm như vậy hỏi Tuyết Miêu, làm Tuyết Miêu sao mà chịu nổi a. Hàn băng chi liên tự nhiên là chủ nhân, ta giúp chủ nhân mang tới. Tuyết Miêu thanh âm mang theo vô nại nói. Dương Mẫu Nhân cười hắc hắc, vất vả. Tuyết Miêu thủ hàn băng chi liên 10 vạn năm, hiện giờ thành thục hết sức, lại là tiện nghi Dương Mẫu Nhân, cũng là buồn bực hỏng rồi. Đối này Dương Mẫu Nhân nhưng không để ý tới Tuyết Miêu nhiều như vậy. Phía trước bị Tuyết Miêu một chảo một kích nhưng lão chịu tội, lúc này muốn một gốc cây hàn băng chi liên không quá phận. Đương nhiên đây là Dương Mẫu Nhân trong lòng ý tưởng, thực bá đạo. Bất quá nói trở về hiện giờ Tuyết Miêu đều là hắn linh sủng, tự nhiên hết thảy đều là hắn, thiên kinh địa nghĩa. Tuyết Miêu bước ra tứ chi đi tới Miêu bộ, chậm rãi hướng về hàn băng chi liên mà đi, một bước lay động chậm gì gì, phi thường ưu nhã. Tới rồi sương mù nồng đậm băng trụ trước, Tuyết Miêu ngừng lại. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi, như thế nào lấy ra? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta có thể phá vỡ băng trụ. Tuyết Miêu lắc đầu nói, chủ nhân phá vỡ băng trụ với ta mà nói là vấn đề nhỏ, bất quá phải đợi chờ, hàn băng chi liên còn không có hoàn toàn thành thục. Ngắt lấy sớm công hiệu sẽ đại suy giảm, từ từ đi. Khi nào mới có thể thành thục? Dương Nghị Vân hỏi lại. Tuyết Miêu một hồi móng vuốt xương trắng tan đi, băng trụ trong vòng hàn băng chi liên hiện ra ở trong tầm mắt. Rồi sau đó nói, chủ nhân các ngươi xem, hiện tại hàn băng chi liên còn không có hoàn toàn cánh hoa nở rộ, thành thục thời điểm 36 cánh hoa cánh sẽ hoàn toàn nở rộ, hơn nữa thủy tinh giống nhau nhan sắc sẽ hóa thành trắng tinh không rảnh nhan sắc. Không phải là trong suốt, đến lúc đó mới có thể ngắt lấy. Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương nhìn lại,
thật đúng là như vậy tình huống, băng trụ trong vòng Hàn Băng Chi Liên là vừa rồi triển khai bộ dáng, đích xác còn không có hoàn toàn nở rộ. Nói như vậy phải đợi, chờ bao lâu thời gian? Dương Nghị Vân hỏi Tuyết Miêu. Chủ nhân cái này thật đúng là nói không chừng, này chờ thiên địa linh vật thành thục là tự nhiên tình huống, bất quá cũng nên nhanh, có lẽ mấy ngày mấy tháng, lại có lẽ vài thập niên đều là có khả năng. Tuyết Miêu trả lời nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, rốt cuộc thời điểm 10 vạn năm mới có thể có một gốc cây thiên địa linh vật, sốt ruột không được, từ từ đi, bực này chí bảo cũng đáng đến chờ. Nghĩ như thế, Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, vậy chờ đi. Nói xong đối Lạc Dương nói, chúng ta tu luyện chờ, người cũng điều trị một chút, nhưng đừng lại làm ma thần ý tứ nhảy ra. Tiểu sư thúc yên tâm, tạm thời nàng ảnh hưởng không được ta. Lạc Dương nói chuyện thời điểm có vài phần chua xót. Tuyết Miêu người phụ trách hộ pháp, bảo hộ Hàn Băng Chi Liên, nếu Hàn Băng Chi Liên thành thục lúc sau, đã kêu tỉnh ta. Dương Nghị Vân cấp Tuyết Miêu dặn dò. Là Tuyết Miêu gật đầu. Dương Nghị Vân cũng đang nghĩ ngợi tới mới vừa bước vào tiên vương lúc đầu chi cảnh không lâu, lúc này chờ đợi Hàn Băng Chi Liên thành thục thời gian, hắn tu luyện một phen, củng cố một chút tu luyện cảnh giới, cũng nghĩ hảo hảo tìm hiểu một chút chính mình kế tiếp có thể tu luyện thần thông từ từ, hắn tu luyện chi lộ còn có rất nhiều vấn đề muốn trải vuốt. Dương Nghị Vân khoanh chân ngồi xuống sau đi vào tu luyện trạng thái. Quên mất vấn đề thời gian, lúc này đây tu luyện hắn củng cố tiên vương chi cảnh giới tu vi, cũng phát hiện càn khôn nói nguyên liền càng thêm khổng lồ, ngày sau nếu là muốn từ tiên vương lúc đầu cảnh giới tiến vào đến tiên vương trung kỳ cảnh giới, khó khăn càng nhiều, không phải tâm cảnh thượng hiểu được, chỉ cần sở yêu cầu tiên nguyên năng lượng chính là phi thường khổng lồ, cũng không biết yêu cầu nhiều ít tiên nguyên chi lực, mới có thể chống đỡ một cái tiểu cảnh giới tăng lên. Dù sao càn khôn nói nguyên biến đại mấy chục lần, chứa đựng pháp lực sẽ càng nhiều, càng thêm hồn hậu vô cùng. Nguyên thần cũng so với trước kia càng thêm ngưng thật, hơn nữa từ nguyên thần cùng bản mạng thần tượng hợp hai làm một sau, không ngừng là tiên thức tiến hóa thành thần thức, càng nhiều thời điểm, đặc biệt là lần này tu vi đạt tới tiên vương hậu, Dương Nghị Vân cảm nhận được hắn nguyên thần so với trước kia không ngừng cường đại rồi gấp 10 lần. Ở tu luyện thời điểm càng thêm dễ dàng tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Linh hoạt kỳ ảo trạng thái kỳ thật chính là một loại thâm trình tự tu luyện, loại trạng thái này tu luyện mới có thể càng tốt hiểu được thiên địa, đối cảnh giới tăng lên là phi thường có trợ giúp. Nguyên thần chung có bản mạng thần tiên lúc sau, thật giống như là có linh hồn giống nhau, mà đối với chỉnh thể tới nói, nguyên thần chính là thân thể linh hồn. Đây là một lần biến chất bay vọt. Nguyên nhân chính là vì nguyên thần cường đại, Dương Nghị Vân luôn có cảm giác hắn thần thức hiện tại cụ bị lực công kích. Đừng nhìn là một cái nho nhỏ biến hóa, kỳ thật lại là một lần vượt quá tưởng tượng năng lực. Thần thức chính là nhìn không thấy sờ không được lực lượng, nhưng rồi lại là chân thật tồn tại với trong cơ thể, chuẩn xác mà nói là tồn tại với nguyên thần lực lượng, trừ bỏ nội coi cùng xem xét hoàn cảnh biến hóa, trở thành đôi mắt tới dùng ở ngoài, hắn Dương Nghị Vân thần thức cụ bị thực chất hóa công kích. Đây là phi thường khủng bố, khắc vào vô thanh vô tức bên trong, công kích địch nhân, ở rất xa ở ngoài công kích địch nhân. Cách ngôn nói, giết người ngàn dặm ở ngoài, chính là loại này. Cách thật xa thần thạch giết người, địch nhân còn nhìn không tới đối thủ. Hắn thần thức lực lượng chính là loại này. Đương nhiên hiện tại chỉ tồn tại với thiết tưởng chung, chân chính hắn thần thức có thể thả ra đi rất xa, có thể đối địch nhân tạo thành bao lớn thương tổn, cái này còn phải nếm thử mới biết được. Đang ở bực này tiểu thiên địa chung, Dương Nghị Vân thật đúng là không có biện pháp, có thể thí xuất thần thức lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu cường. Dù sao có một chút có thể xác định chính là, hắn dùng thần thức đi xem xét tiên vương cảnh giới dưới tu sĩ thời điểm, không ai có thể phát hiện hắn thần thức tồn tại. Nếu là đổi thành trước kia tiên thức lực lượng căn bản làm không được. Luôn là Dương Nghị Vân phát hiện chính mình thần thức chi lực, đặc biệt là tiên ở đột phá đến tiên vương chi cảnh sau, lại một lần ngưng thật cường đại rồi, thần thức vận tác, hắn cảm giác là cái bảo khố. Ngày sau có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Lúc này ngẫm lại sau, Dương Nghị Vân như cũ ngồi ở không nhúc nhích, nhắm mắt ở tu luyện chung, nhưng lại đem thần thức nơi phóng thích đi ra ngoài. Hắn muốn thử xem hiện tại thần thức biến hóa. Đầu tiên là thần thức dừng ở Lạc Dương trên người, hắn thấy được Lạc Dương, giống như là tia hồng ngoại giống nhau, Lạc Dương hết thảy tiến vào hắn trong óc. Ôm một cái lớn mật ý tưởng, Dương Nghị Vân thấy thần thức ở Lạc Dương trên người nhìn quét, Lạc Dương không hề phản ứng sau. Hắn chuẩn bị thần thức thẳng vào Lạc Dương ý thức hải đi xem ma thần ý thức. Dù sao thần thức cao hơn tiên thức một mảng lớn, Lạc Dương cũng chưa phát hiện, cũng rất khó phát hiện,
hắn có thể đem thần thức hóa thành một cái tuyến, thẳng vào ý thức hải. Ngay sau đó không hề trở ngại, hắn thần thức nhẹ nhàng liền tiến vào Lạc Dương ý thức hải chung, căn bản là một loại nghiền áp thức siêu việt. Lạc Dương không hề phát hiện. Ở Lạc Dương ý thức hải chung, Dương Nghị Vân phát hiện Lạc Dương chính mình nguyên thần, như cũng nhìn quét qua đi, không hề dao động. Mang theo vài phần mừng thầm, Dương Nghị Vân chuẩn bị đi gặp ma thần ý thức, nếu là ma thần ý thức cũng phát hiện không được hắn thần thức, hắn đã có thể thật nhiêu bức. Thuận tiện giúp Lạc Dương hoàn toàn xử lý ma thần ý thức, làm Lạc Dương chủ đạo cắn nuốt ma thần ý thức mới là kết cục tốt nhất. Tu luyện giả ý thức hải chính là tinh thần thế giới, phi thường cuồn cuộn, nhưng đối tự thân tới nói, cũng chính là nhất niệm chi gian sự. Dương Nghị Vân tìm kiếm ma thần ý thức, ở Lạc Dương cuồn cuộn ý thức hải chung, thật đúng là không hảo tìm. Bất quá hắn là cường đại thần thức, so với tiên giới trình tự cao nhiều, dù sao cảm giác Lạc Dương phát hiện không được, ma thần ý thức cũng rất khó phát hiện hắn xâm nhập Lạc Dương ý thức hải, cho nên liền bắt đầu không kiêng nể gì siêu tầm ma thần ý thức. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn quét mông lung hỗn động mà đi, lại là không nghĩ tới một tiếng kinh giận tiếng sấm vang lên, ai? Người nào lớn mật nhìn trộm bản thân? Dương Nghị Vân trong lòng tức khắc cả kinh, hắn thấy được ma thần ý thức, nhưng lại cũng bị ma thần ý thức phát hiện. Không nghĩ tới ma thần ý thức nhanh như vậy liền phát hiện hắn, hắn chỉ là thần thức đảo qua, trước tiên đã bị lão ma đầu cấp phát hiện. Bất quá Dương Nghị Vân ngẫm lại, đảo cũng không khó lý giải. Ma thần ý thức, bản thân chính là cao hơn tiên cái này trình tự sinh linh, đồng dạng là có được thần thức, mà lại nói tiếp, hắn thần thức còn không xem như chân chính thuần khiết thần thức. Bởi vì hắn ở tiên giới, còn thuộc về tiên nhân trình tự, nhưng ma thần ý thức lại là siêu việt tiên nhân trình tự ma thần. Bị phát hiện cũng ở tình lý bên trong. Bản thân ma thần ý thức dùng có chính là thần thức, hơn nữa là chính tông thần thức, tuy rằng nàng hiện tại trạng thái là ma hồn trạng thái, nhưng lại không ảnh hưởng nàng là ma thần bản chất. Cái này thật đúng là có chút khó làm. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng Dương Nghị Vân cũng cảm thấy không có gì, dù sao hắn là thần thức xem xét, ma thần cũng ma hồn trạng thái, có thể thế nào? Muốn thương tổn hắn thần thức một ý niệm là có thể lui ra ngoài. Mặt khác đi, chưa chừng hắn còn có thể thương đến ma thần. Bởi vì hắn là thần thức không sợ, đối phương là ma hồn trạng thái. Tự nhiên có hại không phải là hắn. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trong lòng nắm chắc, thần thức vừa động nhìn qua đi. Lại là phát hiện ma thần ý thức chính mình đi ra. Bộ dạng cùng Lạc Dương giống nhau như đúc, chẳng qua lúc này ma thần ý thức một thân màu đen quần áo, tràn ngập tà khí, hiển nhiên cùng Lạc Dương là hoàn toàn tương phản. Nhưng Dương Nghị Vân biết nàng chính là ma thần ý thức ma hồn. Dương Nghị Vân dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, trong lòng vừa động dưới, thần thạch ngưng tụ thành hình, hóa thành chính hắn bộ dáng. Giờ khắc này hai người bốn mắt nhìn nhau. Ma thần hiển nhiên sửng sốt, rồi sau đó thất thanh nói, ngươi. Tiểu tử ngươi sao có thể có thần thức tồn tại? Dương Nghị Vân ha hả cười nói, tiểu gia thủ đoạn của ta ngươi cái ma đầu không biết nhiều. Không đúng, ngươi tu chính là thần đạo. Sao có thể, thần đạo đã sớm đừng cắt đứt truyền thừa, người sao có thể tu luyện thần đạo. Nhưng không tu thần đến ngươi như thế nào sẽ có thần thức? Cũng không đúng, người thần thức không thuần tịnh, chỉ là so tiên thức cao hơn một đầu, nhưng lại không phải chân chính thần thức. Ngươi chính là ở tu thần đạo. Ma thần lúc này có chút nói năng lộn xộn, nhưng Dương Nghị Vân nghe lại là hãi hùng khiếp vía, bởi vì cái này ma đầu nói hắn hết thảy đều đúng rồi. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, không hổ là ma đầu a. Chỉ cần xem hắn thần thức liền nhìn ra nhiều như vậy vấn đề. Từ đi vào tiên giới, cái này ma đầu là cái thứ nhất nhìn ra hắn tu luyện thần đạo. Hơn nữa Dương Nghị Vân phát hiện một cái phi thường thú vị trạng huống. Đó chính là cái này ma đầu cư nhiên ở sợ hãi. Đương nàng nói thần đạo thời điểm, thực rõ ràng nàng ma hồn đang run rẩy. Tâm một hoành, Dương Nghị Vân nở nụ cười, nhìn ma đầu nói, không sai tiểu gia tu chính là thần đạo. Chuẩn xác mà nói là thần đạo truyền nhân, hơn nữa không phải bình thường thần đạo, người cái ma đầu nếu nhìn ra tiểu gia ta là tu thần đạo, vậy hẳn là minh bạch, tiểu gia ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán cũng không phải không có thủ đoạn, ngươi hiện tại cùng Lạc Dương buộc chặt ở bên nhau, đó là chính ngươi kiếp, nhưng là ngươi tốt nhất đừng bức bách Lạc Dương, ta còn có thể làm ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Nếu không cho dù là trả giá một ít đại giới, tiểu gia ta cũng làm ngươi hồn phi phách tán. Dù sao là ai cũng không biết nói. Như thế nào hù người Dương mẫu nhân liền như thế nào tới, chủ yếu là hắn nhìn ra được tới ma thần có chút sợ hãi. Theo Dương Nghị Vân nói chuyện ma thần hiển nhiên trạng thái không hảo lên,
Dương Nghị Vân thấy được rõ ràng, nàng sắc mặt đang không ngừng biến ảo. Nửa ngày ma đầu cũng chưa lên tiếng. Một lát sau mới nhìn về phía Dương Nghị Vân, lại là cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cũng đừng hù dọa bản thân, nếu là ngươi thực sự có như vậy bản lĩnh, đã sớm động thủ, bất quá là một cái thần đạo truyền nhân, ngươi còn không phải chân chính thần, nói đến cùng đều là cùng bổn ma thần giống nhau, kia một hồi đại kiếp nạn chung kéo dài hơi tàn sống sót chó nhà có tang tìm kiếm truyền nhân mà thôi. Bổn ma thần hiện giờ bị ngươi làm hại như thế đồng ruộng, là thật không bản lĩnh giết ngươi, nếu không tiểu tử ngươi sớm chết một vạn lần. Ha ha, ngươi là tại hoài nghi tiểu gia lời nói của ta, nếu không phải thử xem, nhìn xem tiểu gia ta có hay không đem ngươi lộng chết khả năng. Dương Nghị Vân không chút do dự đánh gãy ma thần nói chuyện. Hơn nữa đem thần thức chi lực tăng lên tới lớn nhất, tuy rằng giờ phút này là thần thức ngưng tụ chi thân, hắn Dương Nghị Vân thần thức ở đột phá đến tiên vương lúc sau lại cường đại rồi. Giờ khắc này thật là có cường đại khí chàng xuất hiện. Ma thần sửng sốt, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Lại là chung quy chưa nói ra lời nói tới, nàng dám đánh cuộc sao? Tự nhiên là không dám a. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thần đạo là cái gì. Dương Nghị Vân nhìn đến ma thần không có vừa động, lại là trong lòng vui vẻ, thật đúng là bị hắn cấp hù dọa. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn khoác lác, mà là biết chính mình thần thức thật là có công kích. Nhìn ra được tới ma thần đối hắn là có kiêng kỵ, bất quá nguyên nhân chính là vì như thế. Dương Nghị Vân càng thêm quyết định thử xem thần thức chi uy. Nếu là không được, coi như là thử xem thần thức chi lực, nếu là thần thức có thể công kích ma thần liền càng tốt, cấp ma thần ý thức một cái thủ đoạn, nàng cũng có thể an ổn một đoạn thời gian, ít nhất ngày sau sẽ không làm nàng tùy tiện bớt thời giờ tử làm khó dễ. Đến nỗi Lạc Dương vấn đề, chờ lần này từ nguyền rủa nơi sau khi rời khỏi đây, liền mang theo nàng đi cửu trọng thiên, đến lúc đó lão nhân hẳn là có biện pháp. Nhưng là hiện tại sao? Thua người không thua trận, dọa đều phải hù dọa nàng một chút, huống chi hắn cũng không phải thuần hù dọa, lúc này thần thức trạng thái là có lực công kích. Cũng không biết chính mình thần thức đối ma đầu có hay không dùng. Thử xem, nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trong lòng vừa động tan đi thần thức ngưng tụ chi thân, thần thức chi lực hóa thành một cái thẳng tắp bỗng nhiên đối với ma thần vọt đi. Đối diện ma thần hiển nhiên không dự đoán được Dương Nghị Vân sẽ đột nhiên làm khó dễ. Tức khắc sắc mặt đại biến giận dữ nói, tiểu bối ngươi dám. Ha ha, Dương Nghị Vân ở trong lòng cười. Có dám hay không? Đều đã công kích, có thể sao mà. Hơn nữa nhìn đến ma thần kinh giận, hắn trong lòng càng có nắm chắc, này liền càng là thuyết minh ma thần là sợ hãi hắn thần thức công kích. Tuy rằng hắn thần thức ở ma thần trong miệng căn bản liền không tính là chân chính hồn nhiên thần thức, nhưng lại như cũ so với tiên thức cường đại. Hơn nữa nói đến cùng. Ma thần ý thức là ma hồn trạng thái, trọng điểm là tàn hồn. Chủ ma hồn đều phân ra đi một cái Lạc Dương trùng tu, nàng hiện tại cận tồn ma hồn còn trước sau bị thương nặng, nghe tới là ma thần ma hồn, thực dọa người, trên thực tế kỳ thật là hổ giấy. Điểm này ma thần chính mình trong lòng rõ ràng, không dễ cùng Dương Nghị Vân thần thức chống chọi. Nhưng đây là tới không vội, trốn không xong, đây là tu thần giả thần thức, cũng không phải là tu tiên người tiên thức. Hấp tấp chi gian ma thần cũng chỉ có thể đón nhận đi. Ầm vang. Một tiếng nặng nề vang lên, ma thần bay ngược đi ra ngoài, hơn nữa phát ra hét thảm một tiếng. Mà Dương Nghị Vân cũng kêu rên, hắn ý thức hải trung nguyên thần đại chấn một chút. Lần này Dương Nghị Vân chính mình cũng cảm nhận được không nhỏ phản phệ, nhưng cũng biết ma thần ý thức so với hắn thảm hại hơn. Bên ngoài hắn khóe miệng chảy ra máu. Bất quá Dương Nghị Vân lại không chút nào để ý. Ngược lại lòng tràn đầy vui mừng. Bởi vì hắn chứng minh rồi chính mình thần thức đích xác có thể công kích, hơn nữa hiệu quả lời nói không tồi, đối mặt ma thần đều có hiệu quả, ngày sau đối thượng tiên nhân thần thức công kích chỉ biết càng ngày càng cường đại. Cho nên Dương Mỗ Nhân rất vui. Ma thần ý thức bị hắn thần thức công kích bay ngược đi ra ngoài, cuốn xúc tại ý thức hải một góc. Lúc này Dương Nghị Vân thần thức lại lần nữa ngưng tụ thành nhân hình, lại là đi bước một hướng về ma thần ý thức đi đến. Ma thần ý thức trung quy ở Dương Nghị Vân sắp qua đi hết sức, mở miệng, đừng, ngươi đừng tới đây, bản thần đáp ứng ngươi, sẽ không ở ảnh hưởng Lạc Dương, ngày sau ta cùng Lạc Dương chi gian, ai chủ ai thứ, ai cắn nuốt ai, giao cho ý trời đi. Ha ha, tiểu gia tin ngươi mới là lạ. Dương Nghị Vân cười lạnh, nhưng lại như cũ dừng bước chân, bởi vì hắn biết, không thể đem ma thần bước quá cấp, nếu không cách ngôn nói rất đúng, chó cùng dứt dậu. Chưa chừng nàng kéo lên Lạc Dương đồng quy vu tận liền không hảo. Bổn sinh đường đường đại ma thần,
không đến mức ở điểm này lừa ngươi, hơn nữa ngươi đừng quên, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, bản thân chính là Lạc Dương chính là bản thân, ngươi yên tâm, bản thân cũng tưởng khai, sau này mặc kệ ta cắn nuốt Lạc Dương, vẫn là Lạc Dương cắn nuốt ta, ta như cũ là ta, hiện tại bản thân bất hòa ngươi đánh, cũng không ý nghĩa. Bản thân đã sớm đáng chết người, có thể có hôm nay cái này cục diện, cũng là thiên đạo đối ta không tệ, ngươi nếu lại ra tay, vậy tới, nhưng là bản thân nói cho ngươi, bản thân là chủ thể, bản thân tiêu tán, Lạc Dương cũng đi theo xong đời, bản thân đã cùng Lạc Dương chi gian hồn phách tương quan liên, cùng vinh hoa chung tổn hại, tin hay không từ ngươi đi. Đường đường ma thần giờ phút này nói chuyện ngữ khí kỳ thật nghe vào Dương mẫu nhân trong tai đã phi thường mềm, hơn nữa hắn biết ma thần ý thức lời nói không giả, dừng một chút cũng chỉ hảo xuống bậc thang nói, liền tin tưởng ngươi một lần, nhớ kỹ đừng ở ra chuyện xấu, nếu không tiểu ra ta bất diệt ngươi, cũng ngươi làm ngươi chịu mang vạ, hừ. Dương Nghị Vân uy hát yêu ta một phen sau, thần thức rời khỏi Lạc Dương ý thức hải. Lần này xem như rốt cuộc rõ ràng chính mình thần thức tác dụng, đối về sau nhưng xem như có một phương hướng, hắn cũng nhiều cái át chủ bài. Ngoại giới hàn băng chi lực liên còn không có thành thục, Dương Nghị Vân đơn giản thu hồi tâm thần, tìm hiểu lão nhân truyền thụ 12 chí tôn thần thông thứ 6 chiêu. Trước 5 chiêu ở không đột phá đến tiên vương thời điểm cũng đã miễn cưỡng, hiện tại hắn thành tựu tiên vương hậu, tự nhiên liền càng khuyết thiếu uy lực, hoặc là nói đã chống đỡ không được hắn tu vi thực lực. Cho nên lão nhân truyền thụ chí tôn thần thông mặt sau 7 đại thần thông cũng nên đến nghiên cứu tìm hiểu lúc. Đến nỗi bên ngoài nhìn lại, hắn bên người Lạc Dương lại là nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân cái này tiểu sư thúc, ở nàng ý thức hải tiểu sư thúc cư nhiên có thể vô thanh vô tức tiến vào, ngay từ đầu nàng cũng chưa cảm giác được, nhưng lại ở ma thần ý thức xuất hiện thời điểm, nàng mới phát hiện tiểu sư thúc cư nhiên ở nàng ý thức hải chung. Vô thanh vô tức đi vào nàng ý thức hải, nàng bản nhân không hề hay biết, thật sự là vô cùng chấn động. Càng chấn động chính là, Lạc Dương nhìn đến nghe được tiểu sư thúc cùng ma thần ý tứ đối thoại cùng đấu pháp một kích. Lạc Dương thế mới biết chính mình vị này tiểu sư thúc nguyên lai là cái thần đạo truyền nhân, đối thần đạo Lạc Dương chính là nghe nói qua, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng trong lòng quả thực chấn động dị thường, đối tiểu sư thúc tựa hồ một lần nữa nhận thức. Trong lòng đều nghĩ đến, hắn, đến tột cùng là chính mình tiểu sư thúc sao? Lạc Dương cũng không nhớ rõ chính mình sư phụ sao trời tử nói qua bọn họ một mạch là tu thần đạo, đó là trong truyền thuyết siêu việt tiên nhân trình tự, là tam giới trung chân chính thiên giới chi đạo. Dương Nghị Vân tự nhiên không biết hắn cấp Lạc Dương đổi mới một lần tam quan, lúc này hắn lại là tiến vào tìm hiểu 12 chí tôn thần thông thứ 6 thần thông tìm hiểu chung. Lão nhân năm đó toàn bộ đem 12 chí tôn thần thông truyền cho hắn, mà hắn cũng chỉ là tu luyện đến thứ 5 thần thông nông nỗi, đến nỗi mặt sau, những năm gần đây cũng không hảo hảo đi tìm hiểu, càng nhiều thời điểm là không có thời gian, đương nhiên còn có cái trọng điểm là, càng là cao giai thần thông bí pháp tìm hiểu lên càng khó khăn. Hắn không phải không thấy qua đi mặt thần thông, mà là hoàn toàn xem không hiểu, này cùng tu vi cảnh giới có quan hệ, tu vi cảnh giới theo không kịp, liền giống như xem thiên thư. Bất quá hiện tại, đường hắn nhìn đến 12 chí tôn thứ 6 chiêu thần thông thời điểm, lại là có hoàn toàn mới hiểu được, lúc này đây thật đúng là có thể xem đi vào. Quả nhiên là cùng tu vi cảnh giới có quan hệ, tu vi cảnh giới tới rồi tự nhiên liền xem đã hiểu. Thứ 6 chiêu thần thông gọi là, như nước với lửa. Từ mặt chữ thượng xem chính là cái bác luân, nước lửa tự nhiên là không thể tương dung. Nhưng cố tình này thứ 6 chiêu thần thông lại là đem nước lửa dung hợp ở cùng nhau. Nhìn như không có khả năng hai loại lực lượng lại ở nhất chiêu thần thông chung bị dung hợp ở cùng nhau, Dương Nghị Vân hiểu được đi xuống, từ bắt đầu hoang đường, đến cảm giác có khả năng, lại đến cuối cùng lại là hoàn toàn có thể lý giải. Rồi sau đó hắn bắt đầu nếm thử ở trong đầu suy đoán thứ 6 chiêu thần thông, đầu tiên muốn lý luận thượng hành đến thông, mới có thể thực tiễn tu luyện. Như nước với lửa này nhất chiêu thần thông, có cái tiền đề là, trong cơ thể lực lượng phải có nước lửa hai loại lực lượng mới có thể, điểm này đối Dương Nghị Vân tới nói cũng không khó khăn. Hắn trong phòng có thủy chi căn nguyên châu vừa lúc có thể dùng tới, thủy chi lực không thành vấn đề. Mặt khác hỏa chi lực sao, liền càng không thành vấn đề, hắn có thanh liên tiên hỏa tồn tại. Khó khăn là thế nào đem hai loại lực lượng dung hợp ở bên nhau, hình thành nhất thể, ở lúc sau mới là thi triển thần thông, nước lửa chi lực hợp ở bên nhau đây là tiền đề. Chẳng qua mặc cho ai đều biết này hai loại lực lượng là không có khả năng tương dung, sao có thể dung hợp thành nhất thể. Nhưng 12 chí tôn thần thông thứ 6 chiêu liền có thể làm được, đây là bí pháp cường đại chỗ.
Công pháp bí pháp từ từ tồn tại tác dụng chính là đem nhìn như không có khả năng thiên địa vạn vật thiên địa chi lực thuận đường sửa sang lại, hội tụ lên, do đó hình thành hệ thống hóa hệ thống, phát huy ra cường đại uy lực. Càng là cường đại công pháp bí pháp từ từ, sở thuận lợi hội tụ vạn vật chi lực từ từ, sẽ càng cường đại. Đây cũng là vì cái gì phải có thần thông bí pháp, công pháp tu luyện mạnh yếu cấp bậc nguyên nhân. Người tu chân tu luyện công pháp, tự nhiên không thể cùng tiên nhân sở tu công pháp không thể so sánh với, đây là mạnh yếu chi phân. Này cũng thuyết minh, lão nhân khai thuyền công pháp đích xác thực nhiều ích, càng là đi tìm hiểu lão nhân 12 chí tôn thần thông, Dương Nghị Vân liền càng có cảm xúc. Thời gian cứ như vậy ở bất chi bất giác giữa dòng thất, Dương Nghị Vân hoàn toàn chìm vào ở tìm hiểu thần thông chung. Cũng không biết đi qua quá lâu. Bên ngoài, Tuyết Miêu nhìn chằm chằm Hàn Băng Chi Liên bỗng nhiên phát ra một tiếng miêu kêu. Chủ nhân Hàn Băng Chi Liên thành thục. Tuyết Miêu kêu to Dương Nghị Vân, làm hắn từ tu luyện trạng thái hạ tỉnh lại. Lạc Dương cũng tại đây một khắc mở hai mắt. Dương Nghị Vân nghe được Tuyết Miêu kêu to, từ tìm hiểu trạng thái tỉnh lại. Hắn ánh mắt đầu tiên liền hướng Hàn Băng Chi Liên nhìn lại, quả nhiên giờ phút này Hàn Băng Chi hoa sen nở rộ, phát ra trắng sữa vầng sáng, chính đề thượng từ tinh oánh dịch thấu chi sắc biến thành màu trắng ngà. Lập tức đứng dậy đi tới băng trụ trước, hỏi Tuyết Miêu nói, muốn như thế nào thu? Tuyết Miêu miệng phun nhân ngôn nói, chủ nhân sau đó ta tới, chờ một chút. Không phải đã thành thục sao, còn chờ cái gì? Dương Nghị Vân khó hiểu nói. Chờ Hàn Băng Chi Liên thành hiện hóa dị tượng. Này chờ thiên địa linh vật sẽ có thiên địa dị tượng hiện hóa ra tới. Tuyết Miêu nói. Vừa dứt lời, bên cạnh Lạc Dương lại mở miệng nói, thật đúng là tiểu sư thúc ngươi xem, mặt trên ngưng tụ ra nhiều hơn mây trắng. Theo Lạc Dương nói chuyện Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm mắt thấy đi, quả nhiên chỉ thấy Hàn Băng Chi Liên thượng hiện lên ra từng đóa mây trắng. Ngay sau đó lại là có người ảnh lần thứ hai hiện ra tới, như cũ là màu trắng ngà vầng sáng. Xem ở Dương Nghị Vân trong mắt lại như là một tôn ngồi liên Phật Đà giống nhau. 1, 2, 3. Tổng cộng ngưng tụ ra 9 đóa mây trắng lại là hiện lên ở này tôn Phật Đà quanh thân. Ngay sau đó Phật Đà làm ra một cái chắp tay trước ngực động tác, lại như là bái thiên giống nhau. Quang mang bỗng nhiên đại tác phẩm, một trận chói mắt lúc sau, hoàn toàn tiêu tán, lại là dung nhập ở Hàn Băng Chi Liên Trung. Lúc này Tuyết Miêu mới mở miệng nói, thành thục, chủ nhân chờ một lát, ta lấy ra. Nói chuyện hết sức, chỉ thấy Tuyết Miêu há mồm bỗng nhiên một nuốt hút, băng trụ thượng xương trắng hoàn toàn bị nàng hấp thu nuốt vào bụng. Rồi sau đó vung lên chân trước, băng trụ giống như là hơi nước đụng phải lửa cháy giống nhau, tức khắc tiêu tán vô hình. Hàn Băng Chi Liên hiện ra tới. Liền như vậy trong nháy mắt Dương Nghị Vân cảm nhận được một cổ cực độ rét lạnh chi ý, bỗng nhiên phát ra mở ra, rét lạnh đến cực hạn làm hắn đều nhìn không được run. So với lúc trước bị cuốn vào phong trước mắt trở rét lạnh còn phải cường đại không biết nhiều ít lần. Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, vội vàng thúc giục pháp lực chống đỡ hàn khí, Lạc Dương cũng đồng dạng như thế. Hàn Băng Chi Liên không hề nghi ngờ là chí bảo, nhưng lại là cực hạn hàn băng thuộc tính, muốn đi luyện hóa thật đúng là sẽ không dễ dàng như vậy. Liền vào giờ phút này Tuyết Miêu lần thứ hai há mồm, đối với Hàn Băng Chi Liên một tiếng thét dài, hộc ra một ngụm xương trắng. Ngay lập tức chi gian hình thành một hình tròn màn hào quang, đem Hàn Băng Chi Liên bao vây ở bên trong. Tức khắc cực hạn rét lạnh ngay sau đó biến mất. Mà Tuyết Miêu vung lên chân trước, đem bao vây ở trong suốt màn hào quang Hàn Băng Chi Liên trống giống kéo ở Dương Nghị Vân trước mặt, thuận miệng nói, chủ nhân Hàn Băng Chi Liên chính là hấp thu Hàn Băng căn nguyên cùng thiên địa cực âm chi lực dựng dục mà thành, yêu cầu phong ấn lên, nếu không phát ra hàn khí có thể thương đến các ngươi. Nếu là chủ yếu không có 10 phần nắm chắc luyện hóa Hàn Băng Chi Hoa Sen, liền tạm thời không cần đi chạm vào, lưu trữ ngày sau tu vi ở cường đại một ít lại đi luyện hóa đi. Tuyết Miêu cũng coi như là kết thúc trung thành, cấp Dương Mỗ Nhân giảng ra trong đó lợi và hại. Cũng thuận miệng phun ra một đạo hàn khí đem Hàn Băng Chi Liên phong ấn lên. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Miêu nói chuyện, cảm giác sâu sắc tán đồng. Đích xác chỉ cần Hàn Băng Chi Hoa Sen phát ra hàn khí hắn cảm giác lấy hắn hiện tại tu vi còn khống chế không được, nếu là mạnh mẽ đi luyện hóa, chưa chừng ngược lại sẽ là hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Vẫn là nghe Tuyết Miêu, trước thu hồi tới, chờ đến hắn tu vi ở cường đại một ít lúc sau, lại đi luyện hóa này một gốc cây chí bảo, vật ấy bỏ vốn Hàn Băng căn nguyên cùng thiên địa dựng dục mà thành, tự nhiên là hiếm có bảo bối. Vung tay lên đem Hàn Băng Chi Liên thu hồi sau, Dương Nghị Vân đối Tuyết Miêu nói, vất vả. Tuy rằng Tuyết Miêu hiện tại thành hắn linh thú, nhưng Dương Mỗ Nhân một đường đi tới,
bên người nhận lấy linh thú đông đảo, đối linh thú từ trước đến nay là không tồi, cũng đều không phải là những người khác như vậy, đem linh sủng coi như thành là nô lệ giống nhau. Rốt cuộc bắt được này cây bảo vật, nhưng Dương Nghị Vân lại là lòng có nghi hoặc. Vừa rồi Hàn Băng Chi Liên hiện hóa ra tới thiên địa dị tượng, hiển nhiên là một tôn Phật Đà bộ dáng, mà hắn tu luyện đến nay, ở tu luyện chi đạo, gặp qua người tu tiên, người tu ma, người tu yêu, thậm chí mặt khác dị loại tu luyện sinh linh, nhưng duy độc không có xuất hiện quá tu Phật đạo. Chỉ có lúc trước ở địa cầu thời điểm, từng có đồ cổ thiếu lâm người, liền tỷ như tiểu hòa thượng phàm cái loại này, nhưng kia nói đến cùng là phàm nhân trình tự. Nhưng ở tu luyện giới thật đúng là không xuất hiện quá Phật đạo một mạch tu luyện giả, ở hắn nghĩ đến hẳn là có, lại trước nay không đụng tới quá, thậm chí là có quan hệ Phật đạo bất luận cái gì manh mối cũng chưa gặp qua. Lần này từ một gốc cây Hàn Băng Chi Liên hiện hóa dị tượng thượng hắn lại thấy được Phật đạo bóng dáng. Cho nên thực nghi hoặc, trên đời này rốt cuộc có hay không Phật đạo một mạch, trường hợp nói hẳn là có đi. Đối này Dương Nghị Vân chuẩn bị hỏi một chút Tuyết Miêu, rốt cuộc Tuyết Miêu là sinh trưởng ở địa phương ở chỗ này sinh linh, hơn nữa nghe Tuyết Miêu phía trước nói, nàng tồn tại 5 tháng nhưng không tính thiếu, có lẽ hẳn là biết một ít. Dương Nghị Vân nhìn Tuyết Miêu trực tiếp hỏi, Tuyết Miêu có biết tiên giới có hay không tu Phật giả tồn tại? Tuyết Miêu sửng sốt, có chút nghi hoặc lắc đầu nói, hồi bẩm chủ nhân chưa bao giờ nghe nói có tu Phật đạo. Này liền kỳ quái, vừa rồi Hàn Băng Chi Liên hiện hóa dị tượng ta nhìn rõ ràng chính là một tôn Phật Đà, theo lý thuyết bực này thiên địa dị tượng hiện ra, không phải là vô duyên vô cớ, tất nhiên sẽ có nơi đây một phen khí hậu thế giới nhân tố ở bên trong, mới có thể hình thành bực này dị tượng, nói cách khác trên đời này hẳn là có tu Phật một mạch tồn tại. Dương Nghị Vân buồn bực giả nói chuyện. Lại là trực tiếp bị thần ma điểu ngắt lời nói, Nhược Kê ngươi nói chính là thích đạo tu sĩ đi. Bọn họ không gọi Phật Đà, kêu Bồ Tát, thích đạo tu một mạch là phi thường cổ xưa một mạch tu sĩ, cùng tiên ma yêu từ chủng tộc đều giống nhau xa xăm, cũng phi thường điệu thấp, ở tiên giới tự nhiên là có, này một mạch nghe đồn ở Hồng Hoang thời đại phi thường cường thịnh, thịnh với Hồng Hoang chi sơ, lại cũng xuống dốc với Hồng Hoang chi mạt. Từng có đại biến. Lúc sau bảo tồn xuống dưới thích đạo cơ bổn đều lánh đời tu hành, cho nên không quá thấy được, bọn họ kia một mạch càng ham thích với tồn tại phàm tục thế giới cùng phàm nhân giao tiếp, được xưng phổ độ chúng sinh, đi lộ cùng tiên ma yêu đều không giống nhau, bất quá lại nói tiếp đạo cũng là phi thường thần bí một mạch. Nghe xong thần ma điểu giảng thuật, Dương Nghị Vân bình thường trở lại. Phật đạo thật là tồn tại, nhưng lại ở tiên giới gọi là thích nói, khởi nguyên hồng hoang, lại cũng là một đại mạch. Đích xác Dương Nghị Vân vang lên địa cầu cổ xưa thần thoại chuyện xưa chung, phong thần bảng từ chuyện xưa, hồng hoang thời đại Phật đã kêu thích. Hiện tại ngẫm lại địa cầu cổ xưa truyền thuyết cơ hữu khả năng đều không phải là tin đồn vô căn cứ, giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một câu, địa cầu chân thần bí. Dựa theo lão nhân cách nói, địa cầu chính là căn nguyên giới. Tuy rằng Dương Nghị Vân đối căn nguyên giới chỉ là nghe qua lão nhân nói qua một miệng, cũng không hiểu biết. Nhưng lại là có thể lý giải căn nguyên hai chữ hàm nghĩa. Căn nguyên chính là hết thảy chi khởi nguyên. Nói cách khác chính là vũ trụ chi thủy. Như vậy tưởng tượng đề tài liền lớn. Đang ngẫm lại thần mộ viên, cái kia táng thần nơi, bảo hộ kỳ lân chi hồn, bao gồm hắn đổ long kiếm, thậm chí hoa sen đen. Này đó thêm lên, đã có thể thật không đơn giản. Đặc biệt ngẫm lại khi còn nhỏ nghe qua thần thoại chuyện xưa, tựa hồ hết thảy ngược dòng đều khởi nguyên đã lâu. Ở trên địa cầu truyền lưu, tới rồi tu chân giới, tiên giới tựa hồ đều được đến hiện ra. Cho nên Dương Nghị Vân đối quê quán địa cầu chính là lần đầu tiên sinh ra phi thường nghiêm túc mơ màng. Hắn trong lòng nghĩ, chờ cùng lão nhân gặp gỡ lúc sau, chờ vân môn mọi người an ổn. Tiên giới hết thảy công việc hoàn thành, hoặc là nói hắn bước vào tiên đế chi cảnh sau, liền hồi một chuyến địa cầu. Thần mộ viên cần thiết đi xem. Lúc trước kỳ lân chi hồn cho hắn cách nói là, không đến tiên đế không cần nhớ thương tiến thần mộ viên. Chuyện này trước kia Dương Nghị Vân không quá để ý quá, có đi hay không thần mộ viên đều không sao cả, hiện tại hắn lại là lần đầu tiên toát ra mãnh liệt ý niệm, khi nào đi thần mộ viên nhìn xem. Dương Nghị Vân suy nghĩ bay đến địa cầu đi, thần ma điểu cũng nói xong. Nhưng Tuyết Miêu tiếp thượng nói, chủ nhân thủy tinh động chi chủ thủy tinh sư tử bản thân chính là hồng hoang thời đại đại yêu vương, ở hồng hoang thời đại thích đạo tu luyện giáo dục không phân nòi giống. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều nhưng tu thích nói, hơn nữa thích nói ở hồng hoang thời đại nhất huy hoàng, được xưng vạn vật bình đẳng, độ hóa hết thảy sinh linh, bọn họ liền thượng hải tưởng độ hóa quy y thích nói.
cho nên hàn băng chi liên hiện hóa thiên địa dị tượng xuất hiện chủ nhân trong miệng theo như lời Phật Đà chi tượng, đảo cũng bình thường, nơi này là thủy tinh sư tử hang ổ, thiên địa quy tắc tự nhiên sẽ có ảnh hưởng, vốn chính là thích nói ra thân đại yêu vương. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Miêu nói xong, cái này bình thường trở lại, nguyên lai thủy tinh sư tử vốn chính là thích nói ra thân, cũng từ điểm này thượng có thể thấy được, thích nói ở năm đó ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Hoa sen đài sen từ từ chi vật, ở địa cầu văn hóa văn minh chung, vốn chính là Phật giáo chư Phật Bồ Tát nhất thường dùng thánh vật, băng trụ chung dựng dục ra hoa sen tới, cũng liền nghĩ đến thông. Bất quá mạc danh Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới hoa sen đen. Hoa sen đen bản thể liền hồng hoang đệ nhất hoa sen đen, niết bàn lúc sau hóa thành hạt sen, ở độ nở rộ chính là hoa sen đài sen, lại là không biết hoa sen đen có phải hay không ở hồng hoang thời đại cũng là thích đạo nhân vật. Như vậy tưởng tượng đảo cũng cảm giác có ý tứ. Dương Nghị Vân nhìn Tuyết Miêu, thuận miệng hỏi, người như thế nào biết này đó? Tuyết Miêu mở miệng nói, cổ hồi bẩm chủ nhân, phía trước nói qua, ta vốn là một con bình thường mèo rừng. Lại là ở 10 vạn năm trước liền tồn tại thủy tinh sư tử đạo tràng, sau lại khai hóa thông linh, lại sau lại tiến vào thủy tinh băng động, cơ duyên dưới bị hàn băng căn nguyên chi lực ảnh hưởng, sinh ra dị biến, tiến hóa tới rồi hiện giờ. Bởi vậy thủy tinh sư tử cái này hang ổ rất nhiều địa phương ta đều có thể đi, đối thủy tinh sư tử sự tích ta cũng là từ hang ổ chỗ sâu trong mật thất ghi lại chúng giải, này đó cũng không phải cái gì bí mật. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lại hỏi, trong lời đồn thủy tinh động liền có ngươi, được xưng đóng băng quỷ dị Tuyết Miêu, hiện tại ta muốn biết nơi này liền ngươi một con, vẫn là có rất nhiều Tuyết Miêu tồn tại. Chủ nhân nơi này chỉ có ta một con Tuyết Miêu, những người đó nghe đồn gặp qua ta, đó là bởi vì ta có 9 phân thân, có thể ở thủy tinh động khắp nơi hoạt động, bọn họ nhìn đến quá chỉ là phân thân của ta, ta có 9 đại phân thân cùng 9 cái mạng. Tuyết Miêu giải thích nói. Dương Nghị Vân này đó vừa nghe, khó lường a. Đã sớm nghe nói Miêu có 9 cái mạng, nguyên lai là thật sự. Thực sự có 9 cái mạng a, Dương Mỗ Nhân nhìn không được cảm thán. Tuyết Miêu do dự một chút, chung quy vẫn là mở miệng nói, kỳ thật là ta một loại thiên phú, thật lại nói tiếp yêu hồn đương nhiên chỉ có một, không có khả năng có 9, chẳng qua ta thiên phú đặc thù, có thể chết 9 lần, cũng tương đương với là 9 cái mạng đi. Dương Nghị Vân biết mỗi một cái cường đại sinh linh đều có từng người đặc thù thiên phú, Tuyết Miêu hiển nhiên chính là như vậy. Hắn cũng không ở bảo căn vấn đề, đối với hắn tới nói, Tuyết Miêu có 9 cái mạng, đó là chuyện tốt. Rốt cuộc hiện tại Tuyết Miêu là hắn linh sủng, đây mới là trọng điểm. Đối với Tuyết Miêu át chủ bài, vẫn là không hỏi hảo. Nơi đây sự tình cũng coi như hiểu biết. Dương Nghị Vân trong lòng lại là nhớ thương hàn băng căn nguyên sự tình, đương nhiên lời nói có phương đông người sắt, nhiếp hồn lão tổ cùng Tuyết Hương đám người, cũng không biết các nàng thế nào. Bất quá nếu đã đi tới thủy tinh động dưới nền đất chỗ sâu trong, tiếp cận hàn băng căn nguyên, nói như thế nào đều phải đi xem, hơn nữa trọng điểm là, Tuyết Miêu biết hàn băng căn nguyên ở địa phương nào. Cái này không cần Hoa Minh Nguyên bản đồ đều có thể thuận lợi đến, Tuyết Miêu ở chỗ này liền tính là nửa cái chủ nhân. Dựa theo Tuyết Miêu cách nói, toàn bộ thủy tinh sư tử đại yêu vương động phủ, không có nguyên tắc sinh linh tồn tại, chỉ có nàng một cái ở chỗ này bảo hộ 10 vạn năm. Cho nên Tuyết Miêu đối thủy tinh động là quen thuộc nhất. Dương Nghị Vân làm Tuyết Miêu dẫn đường trực tiếp đi hàn băng căn nguyên nơi, đối với hàn băng căn nguyên hắn chí tại tất đắc. Trước khi đi thời điểm Dương Nghị Vân phất tay đem răng cưa vương cùng phía trước thả ra răng cưa điểu lại lần nữa thu hồi càn khôn không gian. Phía trước hắn tu luyện thời điểm răng cưa vương mang theo răng cưa điểu nhưng vẫn luôn giải rác ở chung quanh hộ pháp, lại nói tiếp Dương Nghị Vân hiện tại đối diện mạo có chút hung hãn răng cưa điểu càng ngày càng thích. Còn đừng nói lần này ở thủy tinh động răng cưa vương xuất lĩnh răng cưa điểu giúp đại ân. Tuy rằng trước sau chết mất tam vạn răng cưa điểu, nhưng càn khôn hồ không gian có chút răng cưa trứng chim đã lục tục bắt đầu phu hóa, tương lai răng cưa điểu đại quân chỉ biết càng ngày càng nhiều. Điểm này Dương Nghị Vân tin tưởng vững chắc. Một đường đi đến Dương Nghị Vân dò hỏi Tuyết Miêu thủy tinh động còn có hay không mặt khác bảo bối, kết quả Tuyết Miêu trả lời ra ngoài hắn đoán trước, làm Dương Mỗ Nhân vui sướng dị thường. Chỉ nghe Tuyết Miêu trả lời, chủ nhân yên tâm những năm gần đây, thủy tinh động thiên tài địa bảo trên cơ bản đều bị ta cấp cất chứa lên, giống các ngươi theo như lời cái loại này cực phẩm tiên thạch ta có rất nhiều, đến lúc đó ta đưa cho chủ nhân. Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương vừa nghe, đều là sửng sốt. Đặc biệt là Dương Mỗ Nhân cảm giác một trận miệng khô lưỡi khô. Phía trước bọn họ ở đóng băng không gian vì đạt được cực phẩm tiên thạch đều là ra mạnh mẽ quét ngang phá hư sở hữu băng trụ.
mới có thể được đến mấy viên mà thôi, nhưng là... Nhưng là hiện tại nghe Tuyết Miêu nhẹ nhàng bâng quơ nói nàng có rất nhiều. Cái này khiến cho Dương Mẫu Nhân không bình tĩnh. Nuốt khẩu nước miếng hỏi, rất nhiều là nhiều ít. Chỉ nghe Tuyết Miêu thuận miệng nói, cụ thể nhiều ít ta không kiểm kê quá, dừng một chút nàng trước hết nghĩ sau, múa may một chút móng vuốt, khoa tay múa chân nói, đại khái như vậy một đống lớn đi. Dầm. Dương Mẫu Nhân nuốt khẩu nước miếng, tức khắc cả người đều là run lên. Dựa theo Tuyết Miêu khoa tay múa chân, ít nói cũng có vài vạn viên đi. Đây chính là hàn băng căn nguyên chi tinh tinh, cùng cực phẩm tiên thạch giống nhau bảo bối a. Mấy vạn viên cực phẩm tiên thạch, đây là cái gì khái niệm? Dương Nghị Vân nghĩ đến phóng nhãn toàn bộ tiên giới sợ cũng theo đối là cự khoản. Đến lúc đó làm chuyện gì làm không thành. Vốn dĩ hắn căn bản liền không nghĩ tới ở tiên giới tổ kiến vân môn, đánh hạ một cái căn cơ, là bởi vì chính hắn đối tiên giới không thân, càng là không có tiên thạch làm cơ sở. Nhưng hiện tại Dương Nghị Vân lập tức liền động tâm, có mấy vạn viên cực phẩm tiên thạch nơi tay, một lần nữa tổ kiến tiên giới vân môn liền không phải cái gì việc khó. Tiên thạch ở tiên giới là tiền, đồng dạng là tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ở tiên giới đồng dạng thành lập. Nếu là tổ kiến tiên giới vân môn, chờ tu chân giới vân môn đệ tử phi thăng đi lên, đến lúc đó tìm kiếm hắn liền đơn giản, hơn nữa cũng không cần đi hắn tìm, ở tiên giới tìm cá nhân chẳng phải là biển rộng tìm kim. Có cực phẩm tiên thạch nơi tay, hắn là có thể làm tốt tuyên truyền, vân môn thành lập tuyên truyền khuếch tán toàn bộ tiên giới, phi thăng mà đến vân môn đệ tử đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm kiếm đến hắn. Ngẫm lại cái này Dương Nghị Vân liền tâm động. Áp xuống kích động, Dương Mẫu Nhân giờ phút này giống cái lang bà ngoại hống tiểu hài tử giống nhau, hỏi Tuyết Miêu nói, ra tới cực phẩm tiên thạch ngươi còn cất chứa cái gì mặt khác thiên tài địa bảo sao? Tuyết Miêu nghiêm túc gật đầu nói, có. Còn có một ít cùng loại hàn băng chi liên giống nhau bảo vật, bất quá tự nhiên không có hàn băng chi liên phẩm cấp cao, nhưng cũng tính không tồi, nơi này đặc thù hoàn cảnh kỳ thật tạo thành rất nhiều thiên tài địa bảo ra tới, ta góp nhặt rất nhiều đâu. Vừa đi một bên nói chuyện, Dương Mẫu Nhân là thiệt tình kích động. Hắn có thể hay không tổ kiến tiên giới vân môn liền hảo Tuyết Miêu cất chứa. Ở Tuyết Miêu dẫn đường hạ, ước chừng đi rồi 10 ngày qua, ngày này Tuyết Miêu rốt cuộc nói, chủ nhân xuyên qua một đoạn băng động. Liền đến. Dương Nghị Vân gật đầu, có hay không nguy hiểm? Ngươi nói hàn băng căn nguyên nơi, có hay không những người khác có thể đi vào? Trước mắt trừ bỏ ta ở ngoài, còn không có bất luận cái gì sinh linh đi vào, bởi vì có hàn băng căn nguyên chi lực tồn tại, trừ bỏ ta không ai có thể loại kém chân chính hàn băng căn nguyên chi lực, liền tính là tiên đế tiến đến, chỉ cần lây dính, nháy mắt đều có thể đem hắn đông chết. Này 10 vạn năm tới. Cũng nện bước tiên đế cấp bậc cao thủ vẫn luôn xâm nhập tới rồi trung tâm nơi, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị hàn băng căn nguyên lực lượng cấp đông chết. Cho nên không có người đi vào đi, ta sở dĩ có thể đi vào là bởi vì ta thiên phú chính là hàn băng căn nguyên lực lượng, tu luyện 10 vạn năm, ta cũng bị hàn băng căn nguyên chi lực hoàn toàn cải tạo, một thân lực lượng cùng thiên phú đều đúng vậy hàn băng căn nguyên chi lực, chỉ có thể ta chung quy hấp thu không được, hoặc là nói luyện hóa không được hàn băng căn nguyên. Bất quá chủ nhân a, ta không phải cố ý đả kích ngươi, ta mới là tiên vương lúc đầu tu vi, nghĩ đến hàn băng căn nguyên sợ là không có khả năng. Tuyết Miêu nói cho hết lời, cuối cùng còn không quên đả kích một chút Dương Nghị Vân. Ách bổn chủ nhân ta ngút trời kỳ tài, kia có cái gì là ta luyện hóa không được bảo vật, ngươi thiết ánh sáng dẫn đường, đến lúc đó xem ta như thế nào thu luyện hóa hàn băng căn nguyên, chẳng lẽ ta đường đường nhân tộc thiên tài, còn không bằng ngươi vẫn luôn miêu sao? Dương Mẫu Nhân đối Tuyết Miêu khinh thường thực khó chịu. Hì hì, ta cũng không dám khinh thường chủ nhân, ngài hiện tại là chủ nhân của ta, ngươi nói thế nào liền thế nào đi cùng người nào đó ở bên nhau ngốc thời gian dài, Tuyết Miêu nói cũng nhiều lên, cũng không giống phía trước như vậy lạnh như băng. Tuy rằng ở Tuyết Miêu cùng Lạc Dương trước mặt mạnh miệng, kỳ thật Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng thu hàn băng căn nguyên cũng không dễ dàng. Dựa theo Tuyết Miêu nói, tiếp cận hàn băng căn nguyên tiên đế cường giả đều bị đông lạnh thành cặn bã, hắn một cái vừa mới bước vào tiên vương người. Tự nhiên là kém thật xa. Sở dĩ kiên trì, là bởi vì hắn đem hy vọng đặt ở tạp mao điểu trên người. Tạp mao điểu từ lúc bắt đầu liền xúi dục hắn tìm kiếm hàn băng căn nguyên, này ở hắn nghĩ đến tạp mao điểu nhất định là có biện pháp nào, nếu không cũng sẽ không xúi dục hắn. Lấy hắn đối tạp mao điểu hiểu biết, thứ này có đôi khi vẫn là thực đáng tin cậy. Đúng rồi Tuyết Miêu, hàn băng căn nguyên ngoại hình là bộ dáng gì? Dương Nghị Vân vừa đi một liền hỏi. Tuyết Miêu mở miệng nói, chính là một khối đá thủy tinh đầu,
nhưng lại là hình thoi, cao nguyệt 9 mét, đường kính ước có 3 mét bộ dáng, chân chính lực lượng là từ đá thủy tinh bên trong truyền ra tới, cũng chính là rất nhiều người nghe đồn thủy tinh thần thạch. Vừa đi vừa nói chuyện lộ càng ngày càng nhỏ, từ đường kính mấy chục mét, đến bây giờ chỉ có không đủ 3 mét. Mỗi một khắc tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời, có vô cùng chói mắt bạch quang truyền đến. Làm Dương Nghị Vân có chút không thích ứng. Hơn nữa hàn khí càng thêm dày đặc. Pháp lực hộ thân dưới cũng là khó khăn lắm ngăn cản. Tuyết Miêu lại là nói, chủ nhân tới rồi, phía trước 10 mét là thủy tinh sơn dưới nền đất trung tâm, cũng là nhà của ta, hàn băng căn nguyên liền ở nơi nào. Dương Nghị Vân tinh thần chấn động, đi. Quả nhiên đi rồi 10 mét, một cái chói mắt vô cùng không gian xuất hiện, ngay từ đầu nhìn lại căn bản là không mở ra được đôi mắt, hơn nữa hàn khí bức người, Tuyết Miêu mở miệng nói, chủ nhân tạm thời từ từ, ta triệt rớt này đó hàn khí, nếu không sẽ thương đến các ngươi. Tuyết Miêu đang nói chuyện chi gian mở miệng, một ngụm nuốt hút rớt nhưng ở cửa động nồng đậm xương trắng, tức khắc Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương cảm giác quang mang chói mắt tiêu tán. Chủ nhân có thể Tuyết Miêu thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ thích ứng một chút tầm mắt hoàn cảnh, rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt. Trước mắt xuất hiện chính là trọng đại hang động đá vôi, trong suốt thấu triệt, so với bên ngoài một đường đi tới càng thêm sáng sủa, đây mới là chân chính thủy tinh nơi. Chủ nhân mời vào Tuyết Miêu ý bảo Dương Nghị Vân đi vào. Dương Nghị Vân đi theo Tuyết Miêu cùng Lạc Dương cùng nhau mà đi, đi vào đi sau mới phát hiện, cái này không gian so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Thoạt nhìn có 200-300 bình phương, độ cao càng có mười mấy mét, nhưng lại ở tầm mắt một góc có cửa động tồn tại, hiển nhiên nơi này hoàn cảnh là phòng xếp giống nhau thủy tinh đại sảnh. Chờ tiến vào sau, phía sau nồng hậu xương trắng lại lần nữa bao phủ cửa động. Dựa theo Tuyết Miêu cách nói, đây là hàn băng căn nguyên chi lực, cũng là nơi này độc đáo tự nhiên hình thành dòng khí, dùng để bảo hộ nơi đây. Thỉnh chủ nhân cùng ta tới tiến vào sau Tuyết Miêu lại lần nữa mở miệng, đi hướng bên kia. Đi vào đại sảnh một góc, Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương thấy được một lần kính mặt giống nhau thủy tinh tường, lại thấy Tuyết Miêu đối với thủy tinh tường vung lên móng vuốt, tức khắc dài chừng 30 mét thủy tinh tường bắt đầu tiêu tán. Theo này một đạo thủy tinh tường biến mất, tức khắc khổng lồ vô cùng năng lượng hơi thở phát ra, tuy rằng mang theo hàn ý lạnh băng, nhưng Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương đều cảm nhận được đây là thuần tịnh vô cùng năng lượng hơi thở. Cũng liền tại đây trong lúc nhất thời, trong tầm mắt bảo quang 10 sắc. Dương Nghị Vân trừng lớn hai mắt, nhịn không được nuốt nước miếng. Tuy rằng phía trước Tuyết Miêu liền nói quá, nàng cất chứa rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến sau, Dương mỗ nhân như cũng nhịn không được trong lòng chấn động. Lạc Dương đứng ở bên cạnh cũng là hai tròng mắt lập lòe, nàng nghĩ đến, trước mắt người nếu không phải nhà mình tiểu sư thúc, nàng tuyệt đối sẽ đánh cướp. Dầm! Dương mỗ nhân nuốt nước miếng thanh âm rõ ràng vô cùng. Ngay sau đó mang theo âm dung hỏi Tuyết Miêu nói, này đó đều là ngươi cất chứa. So sánh với Dương mỗ nhân hai mắt phun hỏa cùng Lạc Dương kinh ngạc cảm thán, Tuyết Miêu còn lại là phong khinh vân đạm, đối mặt trọng bảo tựa hồ ở nàng trong mắt cũng liền như vậy sẽ là. Gật đầu nói, đúng vậy chủ nhân, này đó đều là ta 10 vạn năm tới, ngày thường nhàm chán thu thập lên, thời gian dài liền tương đối nhiều. Này đó tất cả đều là thủy tinh động bảo vật sao? Lạc Dương cũng nhịn không được hỏi một tiếng. Đúng vậy, chủ yếu là toàn bộ thủy tinh động bảo vật, có hàn băng chi khí bảo hộ, giống nhau người liền tính là đụng tới cũng lấy không được tay, mà lực lượng của ta bản thân chính là hàn băng căn nguyên chi lực, cho nên thu thập lên không có khó khăn, hơn nữa vô tận năm tháng chung nhàm chán, liền khắp nơi thu thập thủy tinh động dựng dục ra tới bảo vật, tích lũy này đó. Tuyết Miêu mở miệng nói. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Miêu nói chuyện, như cũng nhịn không được dọc theo nước miếng. Nhìn chồng chất thành sơn cực phẩm thiên thạch hoặc là nói hàn băng tinh tinh, cứ việc này biết mấy thứ này Tuyết Miêu đều sẽ cho hắn, còn là nhịn không được nói, kia gì. Tuyết Miêu này đó, tất cả đều cho ta. Chủ nhân tự tiện đi, dù sao ta không dùng được, đều là 10 vạn năm tới nhảm chán bắt được, bằng không nơi này rất nhiều thiên tài địa bảo vẫn là sẽ bị xâm nhập giả đi, hoặc là khả năng còn tại chỗ. Tuyết Miêu nói chuyện phong khinh vân đạm, chút nào không thèm để ý. Ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai, quả thực chính là thổ hào chung chiến đấu cơ ở trang bức giống nhau, bất quá hắn cũng biết Tuyết Miêu không để bụng này đó. Được đến Tuyết Miêu đáp lời, Dương mỗ nhân trong lòng nhạc nở hoa. Không hề để ý tới Tuyết Miêu, lúc này Dương mỗ nhân ánh mắt đặt ở tiểu sơn giống nhau thiên tài địa bảo thượng rốt cuộc rời không ra. Phía trước còn suy đoán Tuyết Miêu bắt được cực phẩm tiên thạch có mấy vạn viên,
nhưng hiện tại đến hiện trường chính mắt vừa thấy, đâu chỉ là mấy vạn viên. Hắn nhìn ra một chút ít nhất mười mấy vạn. Thậm chí không ngừng, muốn kiểm kê mới biết được. Trừ bỏ cực phẩm tiên thạch, mặt khác đồ vật cũng không ít, như là rác rưởi giống nhau bị Tuyết Miêu trồng chất ở bên nhau. Trong đó có cực phẩm tiên thạch, có thiên địa dựng dục mà ra tiên dược, càng có tiên khí ngọc giản từ từ vô số kể. Người sau mấy thứ này hiển nhiên là Tuyết Miêu giết chết xâm nhập giả hoặc là tiến vào nơi này chết sinh linh trên người được đến bảo vật. Dù sao Dương Nghị Vân biết hắn chân chính đã phát một bút tiền của Phi Nghĩa, hơn nữa là phi thường khả quan một tuyệt bút. Kế tiếp hắn cũng không khách khí, bắt đầu kiểm kê này đó bảo vật, hướng càn khôn hồ không gian thu. Hoa nửa canh giờ lúc sau, rốt cuộc kiểm kê thu hoàn thành. Nhất khả quan chính là cực phẩm tiên thạch, ước chừng đạt tới 19 vạn viên. 19 vạn cực phẩm tiên thạch A. Đây là vô pháp ngẫm lại con số, đây là cực phẩm, cũng không phải là trung phẩm thượng phẩm. Liên tính là 19 vạn hạ phẩm tiên thạch, đặt ở tiên giới cũng là một số tiền khổng lồ. Nhớ trước đây hắn mới vừa vào tiên giới chém giết rất tiên nhân trên người cũng mới một viên hai viên hạ phẩm tiên thạch, liền tính là tiên quân cấp bậc tiên nhân trên người, cũng liền mấy trăm viên hạ phẩm tiên thạch ra sản. Mà một ít tiên vương trên người cũng không nhiều lắm, thượng phẩm tiên thạch cũng liền nhiều nhất mấy chục viên bộ dáng. Hiện giờ hắn có 19 vạn viên cực phẩm tiên thạch A. Dựa theo tiên thạch cấp bậc đổi, đây là một bút con số thiên văn cự khoản. Có một cái Dương Nghị Vân rõ ràng tình huống là, cực phẩm tiên thạch, ở toàn bộ tiên giới lưu thông đều là cực nhỏ, liền tính là có người gấp bội đổi, cũng rất ít có người sẽ đổi. Cho nên nói cực phẩm tiên thạch bản thân giá trị liền rất cao, bởi vì bên trong chất chứa chính là vô cùng thuần tịnh năng lượng, không hề tạp chất, là tu luyện thượng phẩm. Mà cực phẩm dưới phẩm cấp, hoặc nhiều hoặc ít đều là có tạp chất tồn tại, cho nên ở tu luyện thời điểm, yêu cầu tiêu phí thời gian tinh lực đi luyện hóa. Trừ bỏ 19 vạn cực phẩm tiên thạch ở ngoài, các loại tiên dược cao thấp phẩm cấp thêm lên cũng có gần 10 vạn cây, đến lúc đó dùng để luyện đan hoặc là đổi mặt khác thuộc tính tiên dược đều có thể. Thượng phẩm tiên khí đủ loại, phòng ngự chiến giáp, công kích đao kiếm từ từ, hơn 1.000 kiện, trung hạ phẩm tiên khí thêm lên quá vạn, công pháp điển tịch các loại loại hình thượng vạn. Dù sao lần này Dương Nghị Vân biết hắn là phát tài. Có như vậy một tuyệt bút tiền của Phi Nghĩa, hắn tưởng tổ kiến tiên giới vân môn. Ở tài lực vật lực thượng đã cũng đủ, đến nỗi nhân lực thượng, có tài lực chống đỡ, liền tính là đi mời chào nhân thủ cũng muốn mời đến một số lớn cao thủ. Lúc trước ở hỗn loạn tiên thành, phù tồn thế lực thả ra lời nói, tam vạn thượng phẩm tiên thạch treo giải thưởng người khác đầu, liền có tiên quân ra tay, cuối cùng trường đến 10 vạn thượng phẩm tiên thạch thời điểm, tiên vương đại viên mãn cao thủ, cùng độc cô gia phong hào tiên quân mang theo bạc trắng sát thủ đều có thể toàn thể xuất động, có thể ngẫm lại tiên thạch lực lượng có bao nhiêu đại. Nói cách khác, tài lực cũng tương đương thực lực. Hắn hiện tại có tiếp cận 20 vạn cực phẩm tiên thạch, liền tính là trực tiếp mướn người đi sát phô tôn có lẽ đều có người làm. Dương Mỗ Nhân thu hồi này những thiên tài địa bảo sau, trong lòng nửa ngày đều là khó có thể bình tĩnh, quá kích động. Rồi sau đó hít sâu bình phục kích động cảm xúc, lúc này mới nhìn về phía Tuyết Miêu nói, Tuyết Miêu hàn băng căn nguyên ở địa phương nào, mang ta đi nhìn xem đi. Tốt chủ nhân, liền ở bên kia. Tuyết Miêu nói chuyện mang theo Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương Nghĩ đại sảnh một chỗ góc đi đến. Đối với Dương Mỗ Nhân tới nói, hàn băng căn nguyên tự nhiên là muốn tranh thủ, đây chính là chân chính thiên địa đại lực lượng, cũng không biết hắn có không thu. Dựa theo Tuyết Miêu nói hắn là chạm vào không được. Nhưng Dương Mỗ Nhân không tin tà, chờ một lát chuẩn bị hỏi một chút tạp mao điểu làm tạp mao điểu nghĩ cách, hắn đối hàn băng căn nguyên chí tại tất đắc. Bởi vì hắn rõ ràng, muốn đi cửu trọng thiên. Muốn giúp lão nhân giết kẻ địch, hắn hiện tại lực lượng là xa xa không đủ, cần thiết phải có cường đại vô cùng lực lượng chống đỡ. Mà hàn băng căn nguyên chi lực, với hắn mà nói chính là một cái lối tắt. Không một hồi Tuyết Miêu đến này hắn cùng Lạc Dương đi tới động thiên một góc, trong tầm mắt xuất hiện một đạo 3 mét đường kính hàn băng lốc xoáy, nhìn chính là một cái môn hộ. Quả nhiên Tuyết Miêu nói, chủ nhân hàn băng căn nguyên liền ở bên trong, cái này lốc xoáy môn hộ, chính là chân chính hàn băng chi lực. So với các người ngoại giới tiếp xúc đến hàn băng chi lực cường đại mấy chục lần, muốn vào đi liền phải thừa nhận trụ, cổ lực lượng này. Bất quá chủ nhân ta phải nhắc nhở ngươi, cái này lốc xoáy đã từng đông chết quá tiên đế. Ách Dương Nghị Vân nghe xong cũng là chấn động. Không nghĩ tới cái này lốc xoáy môn hộ như thế biến thái. Bất quá đến trước mặt sau, hắn cũng cảm nhận được cường đại vô cùng băng hàn chi lực ập vào trước mặt,
này liền chính diện Tuyết Miêu lời nói, đều không phải là nói chuyện giật gân. Đối này, Lạc Dương đầu tiên mở miệng nói, tiểu sư thúc nếu không vẫn là thôi đi, không cần thiết mạo hiểm, hàn băng căn nguyên tồn tại nơi này này vô số tuế nguyệt, nếu là như vậy hảo đến, đã sớm bị người đến đi. Dương Nghị Vân lại là ánh mắt lập lòe nói, ta muốn thử xem, như vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta thử xem liền biết. Đối Lạc Dương nói, nàng là không thể mạo hiểm, bởi vì trong cơ thể có cái không ổn định ma thần, cho nên Dương Nghị Vân làm nàng chờ vậy chờ xem. Đối với cái này tiểu sư thúc, ở bên nhau tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, hiểu biết hắn là cái loại này một khi làm quyết định liền sẽ không dễ dàng sửa đổi người, cho nên cũng không có lại khuyên can. Mà Tuyết Miêu còn lại là muốn bồi Dương Nghị Vân đi vào. Không đủ dựa theo Tuyết Miêu cách nói, lốc xoáy môn hộ là thiên nhiên hình thành, nàng cũng không có biện pháp, nếu không nhưng thật ra có thể Dương Nghị Vân đi vào. Đối này Dương Nghị Vân không để ý, nếu hắn liền một cái nho nhỏ môn hộ còn không thể nào vào được, nói gì đi mưu bên trong hàn băng căn nguyên. Dương Nghị Vân đối mặt lốc xoáy môn hộ, vốn dĩ còn muốn hỏi thần ma điều có biện pháp gì không, nhưng nhìn đến Tuyết Miêu sau, hắn trong mắt vừa chuyển tức khắc cười. Đối người khác tới nói qua đi tiến cái này môn hộ không dễ dàng, nhưng là với hắn mà nói lại là vô cùng đơn giản. Bởi vì hắn có càn khôn hồ, cũng có Tuyết Miêu cái này có thể tự do xuất nhập môn hộ linh sủng tồn tại. Chỉ cần hắn bản tôn tiến vào càn khôn hồ, đến lúc đó làm Tuyết Miêu đem càn khôn hồ mang đi vào liền ok. Trong lòng vừa động Dương Nghị Vân trực tiếp đem thần ma điểu thu vào càn khôn hồ chung, ngay sau đó đối Lạc Dương công đạo một tiếng chờ hắn. Vốn là có thể đem Lạc Dương mang tiến càn khôn hồ, chính là nơi này dù sao cũng là hàn băng căn nguyên nơi, vạn nhất nếu là có cái tình huống như thế nào lại là không hảo ứng đối, làm Lạc Dương ở bên ngoài bảo hộ, cũng là một cái bảo đảm. Rồi sau đó Dương Nghị Vân dặn dò Tuyết Miêu đem càn khôn hồ mang đi vào liền hảo, đến nỗi Tuyết Miêu phát hiện càn khôn hồ tồn tại, đảo cũng không cái gọi là, dù sao đều là người một nhà. Không tồn tại làm hại chi tâm, sinh tử đều khống chế ở trong tay hắn, không có gì hảo lo lắng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân bản tôn tiến vào càn khôn hồ. Mà trên mặt đất xuất hiện càn khôn hồ tới, tiểu như lọ thuốc hít, nhìn qua phi thường tinh xảo, nhưng cũng không có bất luận cái gì hơi thở dao động. Lạc Dương ở một bên nhìn giống nhau, nhìn chằm chằm Tuyết Miêu. Tuyết Miêu còn lại là màu bạc đôi mắt quang mang lập lòe một chút, mở miệng đem trên mặt đất càn khôn hồ ngậm khởi, ngay sau đó nhảy biến mất ở lốc xoáy môn hộ chung, không hề dao động, bình bình tĩnh tĩnh. Như thế Dương mỗ nhân thuận lợi tiến vào môn hộ. Càn khôn hồ nội Dương Nghị Vân thần thức quan sát đến càn khôn ở ngoài, thấy được Tuyết Miêu đem càn khôn hồ đặt ở trên mặt đất, truyền đến một tiếng, chủ nhân có thể, chúng ta vào được. Nhếch miệng cười trong lòng vừa động hắn trực tiếp đi ra ngoài. Một cổ tử hàn ý cuốn tịch mà đến, hắn phát hiện nơi này là cái tiểu không gian. 100 bình phương tả hữu diện tích, tinh oánh dịch thấu thủy tinh chủ thể, nhưng ở trung ương lại có một khối hình thoi bảo quang 10 sắc đá thủy tinh. Chủ nhân đây là hàn băng căn nguyên, chuẩn xác mà nói hàn băng căn nguyên lực lượng liền ở bên trong. Tuyết Miêu cấp Dương Nghị Vân giới thiệu. Dương Nghị Vân thúc giục pháp lực chống đỡ hàn khí, đều cảm giác cả người thẳng run. Lại đem chuông Đông Hoàng triệu hồi ra tới, lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Nghe Tuyết Miêu nói chuyện, nhìn trước mắt hình thoi đá thủy tinh, hắn biết sở hữu hàn khí đều chính là từ này tảng đá trung phát ra mà ra, thậm chí cả tòa thủy tinh núi lớn đều khởi nguyên với này một khối đá thủy tinh đầu. Hắn quan sát đến đi bước một tới gần, không đi một bước đều sẽ nhiều một phần hàn ý chi lãnh. Trong cơ thể pháp lực cơ hồ thúc dục tới rồi lớn nhất hóa, thậm chí là chuông Đông Hoàng vận chuyển cũng đạt tới lớn nhất. Lại là như cũ không có thể xua tan này cổ hàn ý. Càng là tiếp cận liền càng là rét lạnh. Khoảng cách 3 mét thời điểm, hắn đều cảm giác song lui mại không khai. Giờ phút này pháp lực vận chuyển đạt tới cực hạn, không đơn giản là hàn khí bức người, càng nhiều là làm hắn cảm nhận được vô hình chung có một cổ thật lớn thiên uy giống nhau kỳ thật phát ra, đánh sâu vào hắn thân như trọng đường núi đều đi bất động giống nhau. Cũng chính là lúc này Tuyết Miêu thanh âm vang lên nói, chủ nhân nếu thật sự chống cự không được, cũng đừng đến gần rồi, nếu không sẽ có cường đại phản phệ, ta kỳ thật cũng nhiều nhất có thể tới gần một mét, hàn băng căn nguyên chi lực, vượt quá tưởng tượng, hơn nữa ta tổng cảm giác này tảng đá là sống, chủ nhân cẩn thận mới là. Dương Nghị Vân kỳ thật cũng cảm giác được hắn tới gần cực hạn chính là 3 mét, giờ phút này nghe được Tuyết Miêu nói chuyện, hắn cũng ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại đá thủy tinh có tản ra trong suốt dịch bảo quang, nội loại là cái tình huống như thế nào căn bản là nhìn không tới.
Rõ ràng biết là cái chí bảo, nhưng lại liền tới gần đều làm không được, thật sự làm hắn trong lòng thực buồn bực. Giờ phút này hắn đứng ở 3 mét chỗ, trong lòng vừa động lại là đem thần ma điểu cấp triệu hoán ra tới. Qua nha nha, Nhược Kê, ngươi tưởng đông chết ta không thành, nhanh lên làm ta sẽ ngươi không gian. Thần ma điểu vừa ra tới, đã bị đông lạnh trực tiếp mắng Dương Nghị Vân. Ít nói nhảm, nhìn xem này tảng đá có phải hay không ngươi nói hàn băng căn nguyên. Ta hiện tại tới gần không được, muốn như thế nào mới có thể thu? Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu. Ở cực hạn hàn khí hạ, thần ma điểu bị đông lạnh oa oa kêu to, lại là ngay sau đó nó một thân màu đen lông chim thượng, hiện ra từng điều khắc văn, lửa đỏ vô cùng khắc văn. Một màn này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt, nhưng thật ra sửng sốt, khá vậy không đại kinh tiểu quái, hắn biết cái này tạp mao điểu có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, so với ai khác đều tinh. Lúc này hiện lên ở tạp mao điểu trên người khắc văn nghĩ đến chính là nó thiên phú. Chờ rực rỡ khắc văn hiện lên sau, thần ma điểu tựa hồ ngăn cản ở rét lạnh, lúc này mới mở miệng nói, tiểu tử ngươi chỉ nhìn đến chính là mặt ngoài, hàn băng căn nguyên là lực lượng, chuẩn xác mà nói sẽ chỉ là một đạo dòng khí, này tảng đá chỉ có thể là hàn băng căn nguyên một tầng bảo hộ thân xác. Dương Nghị Vân đánh gãy thần ma điểu nói, dựa theo ngươi ý tứ, hàn băng căn nguyên chẳng lẽ còn có ý thức không thành. Ngươi nghĩ sao, hàn băng căn nguyên chính là thiên địa chi căn nguyên, là thiên địa hàn băng chi lực tổ tông, đương nhiên là có linh tính. Thần ma điểu nói, hiện tại ta đều dựa vào không được, hơn nữa cảm giác lại đi phía trước đi, bên trong phát ra hàn khí ta ngăn cản không được, như thế nào thu? Dương Nghị Vân hỏi lại. Thần ma điểu trầm ngâm một chút nói, bực này thiên địa căn nguyên chi lực, chỉ có hai loại biện pháp, đệ nhất là ngươi thực lực cường đại mạnh mẽ luyện hóa, nhưng không có khả năng, trừ phi ngươi có tiên đế tu vi. Đệ nhị là nghĩ cách câu thông hàn băng căn nguyên ý thức, làm hắn nhận chủ. Như thế hàn băng căn nguyên tiến vào ngươi trong cơ thể thứ mới sẽ không có việc gì, hơn nữa ngươi cũng tiến thừa nhận chung hàn băng chi lực, trừ cái này ra không còn hắn pháp. Dương Nghị Vân nghe xong trừng lớn đôi mắt, giận dữ nói, tạp mao điểu ngươi nói đây đều là thí lời nói a, tiểu gia ta hiện tại mới là tiên vương lúc đầu cảnh giới, khoảng cách tiên đế tiên giới kém cách xa vạn dặm, sao có thể. Đến nỗi ngươi nói câu thông nhận chủ, này mẹ nó liền càng vô nghĩa. Ngươi đậu ta a. Ngươi đều nói hàn băng căn nguyên là thiên địa chi gian cường đại căn nguyên chi lực, sao có thể sẽ chủ nhân nhận ta là chủ, này một cái so thượng một cái càng vô nghĩa a. Không biện pháp, liền này hai loại biện pháp, ai làm ngươi là Nhược Kê đâu. Có cường đại tu vi, ngươi có thể chậm rãi đi luyện hóa, nếu không ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai đi dùng ngươi nguyên thần câu thông đi, ha ha, Nhược Kê a, ngươi nguyên thần có biến hóa, thần thức chính là thần đạo mới có đồ vật, muốn nói lên. Tiểu tử ngươi có khả năng nhất thu hàn băng căn nguyên. Phải đối chính mình có tin tưởng sao, thần thức a, tiểu tử ngươi căn cơ từ lúc bắt đầu liền thần đạo chi lộ, không phải bất luận cái gì tiên nhân tu sĩ có thể so sánh, cho nên nói ngươi so bất luận kẻ nào đều có ưu thế tồn tại, đi thử thử, không đi thử thử, ngươi như thế nào liền biết không thành công đâu. Thần ma điểu nói chuyện đến cuối cùng, lại là mang theo trêu ghẹo cùng vài phần nghiền ngẫm. Dương Nghị Vân nghe tạp mao điểu như thế vừa nói, đảo cũng có vài phần tâm động. Đích xác hắn tu luyện căn cơ chính là lớn nhất ưu thế, hơn nữa thần thức nhưng đừng tiên nhân cao giai, huyết thống không giống nhau. Vạn nhất thật sự có thể đâu. Đích xác hàn băng căn nguyên chi lực khủng bố, thân thể tới gần không được, nhưng không đại biểu thần thức tới gần không được. Hắn thần thức là độc nhất vô nhị, không giống người thường. Hành, ta liền thử xem. Cắn răng một cái, Dương Nghị Vân lập tức quyết định lấy thần thức đi thăm dò này tảng đá. Hoặc là nói đi câu thông nội loại hàn băng căn nguyên lực lượng ý thức. Ngay sau đó trong lòng vừa động thần thức hội tụ thành một cái tuyến, thẳng đến đá thủy tinh mà đi. Nhưng mà, Dương Nghị Vân thất vọng chính là, hắn thần thức bị để cách trở ở đá thủy tinh bên ngoài, căn bản vào không được. Tiểu gia ta còn cũng không tin ta, mắng một tiếng, tăng lớn lực độ thần thức bỗng nhiên đối với đá thủy tinh đầu mà đi. Sau nửa canh giờ, Dương Nghị Vân thở hồng hộc, đầu choáng váng não trướng. Thần thức va chạm đá thủy tinh đầu, tựa hồ không chiêu. Một cổ vô hình khí chàng ngăn cản, hắn thần thức căn bản vào không được đá thủy tinh đầu bên trong, dựa theo tạp mao điểu ý tứ, hàn băng căn nguyên lực lượng ý thức ở đá thủy tinh đầu trong vòng, bản thể cũng ở trong đó. Nhất định phải tiến vào đá thủy tinh đầu bên trong mới có thể cùng hàn băng căn nguyên lực lượng ý thức câu thông, mới có khả năng đi luyện hóa hàn băng căn nguyên. Nhưng hiện tại căn bản không có biện pháp. Dừng lại sau.
Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ đùa giỡn một lát, lúc này mới mở hai mắt mắng nói, thần thức không được, hảo, tiểu gia ta trực tiếp dùng bạo lực đi, cũng không tin còn bắt không được. Ngươi nhưng kéo đến đi, liền ngươi điểm này pháp lực, đi cùng hàn băng căn nguyên chạm vào ngạch, ta xem tiểu tử ngươi là muốn tìm cái chết đi, đều cho ngươi nói hàn băng căn nguyên là có ý thức tồn tại, tiểu tử ngươi nếu là thật vận dụng bạo lực đi công kích, nhân ra một cái phản vệ là có thể diệt ngươi tin hay không? Này vẫn là căn nguyên chi lực ý thức, nói như vậy gần là cái ý thức mà thôi, nếu là có trí tuệ nói, chúng ta mấy cái nhưng đều không dám dựa như vậy gần. Thần ma điều này xem như nghiêm trọng cảnh cáo. Ngay cả Tuyết Miêu cũng mở miệng phù hợp nói, này chỉ điều nói rất đúng nga, chủ nhân không cần sử dụng bạo lực, căn nguyên chi lực phản phệ, người ngăn cản không được. Ai ai ai, này chỉ miêu nói cái gì đâu, cái gì điều không điều, lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điều, người có thể kêu lão tử một tiếng tiền bối, càng có thể kêu điều ra, đừng không lớn không nhỏ thần ma điều như là bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau kháng nghị, cấp Tuyết Miêu lập quy củ. Một chim một miêu, lần đầu tiên dỗi thượng. Phía trước đều thấy, nhưng lại không nói chuyện, lúc này lần đầu tiên mở miệng lại là trực tiếp dỗi thượng. Miêu, Tuyết Miêu phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, trong ánh mắt màu bạc tức khắc lưu chuyển lên, đối với tạp mao điều nổi giận gầm lên một tiếng, rất có một lời không hợp liền phải động thủ ý tứ. Mà tạp mao điều bị Tuyết Miêu như vậy nhìn chằm chằm một kêu, tức khắc hướng về Dương Nghị Vân cổ sau rụt rụt vội vàng đối với Dương Nghị Vân nói, tiểu tử quản hảo ngươi miêu, lão tử đối nàng thực không cảm mạo. Dương Nghị Vân nhìn một chim một miêu, lại là nhịn không được cười. Đối với tạp mao điểu phá miệng, hắn là thói quen, trước kia có điêu nhi ở thời điểm, tạp mao điểu thực thành thật, từ đi vào tiên giới sau, thứ này không có điêu nhi ước thúc, chính là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, thực túm. Hiện tại hảo, Tuyết Miêu tồn tại, tựa hồ làm tạp mao điểu thực kiêng kỵ. Hơn nữa kế tiếp Tuyết Miêu một câu, làm Dương Nghị Vân trực tiếp cười lên tiếng. Chỉ nghe Tuyết Miêu đối tạp mao điểu nói, người vẫn luôn hắc quả đen mà thôi, điểu đều không tính là, đừng ở bổn miêu trước mặt trang lão đại, lại lắm miệng nhổ sạch ngươi toàn thân mao. Ha ha ha, Dương mẫu nhân không hề hình tượng phá lên cười, cuối cùng một câu quá quen thuộc, đúng là hắn thường xuyên dùng để uy hát yêu ta tạp mao điểu nói. Không nghĩ tới Tuyết Miêu cũng nói ra, còn đây là có ăn ý. Ngươi. Tạp mao điểu nhìn Tuyết Miêu ngươi nửa ngày chung quy chưa nói ra cái gì tàn nhẫn lời nói tới, nhưng là lại nhìn đến Dương Nghị Vân vui sướng khi người gặp họa, tức khắc cười lạnh nói, nhược kê, lão tử có biện pháp làm ngươi dẫn ra hàn băng căn nguyên ý thức tới, ha ha. Nói Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói thẳng, ngươi cấp lão tử giáo huấn một chút này chỉ miêu, lão tử liền nói cho ngươi biện pháp. Tạp mao điểu đắc ý rào rạt, nói chuyện trông được Tuyết Miêu, ý tứ là nhìn xem. Điều ra ta có biện pháp thu thập ngươi. Nhưng kết quả lại là bị Dương mẫu nhân trực tiếp một phen niết ở trong tay, nheo lại mắt cười tủm tỉm nói, 10 cái số, nhanh lên nói, bằng không tiểu ra ta trực tiếp đem ngươi ném cho Tuyết Miêu nhổ sạch ngươi toàn thân mao. Lá gan càng lúc càng lớn a, uy hát yêu ta ta a. Dương mẫu nhân nói chuyện, Tuyết Miêu phối hợp phát ra một tiếng thét chói tai. Làm tạp mao điều cả người đều run lên. 13579. Dương mẫu trực tiếp như vậy đếm đếm. Đinh, lão tử sợ ngươi, nói cho ngươi cáo ngươi thần ma điểu cái gì đều không sợ, liền sợ một thân lông chim bị nhổ sạch, tức khắc liền nhận thua. Như thế nào làm, Dương Nghị Vân mở miệng hỏi. Thần ma điểu mở miệng, lấy ra ngươi trong cơ thể thủy chi căn nguyên châu dùng để đương mồi, hàn băng căn nguyên ý thức tự nhiên sẽ chủ động ra tới. Thần ma điểu dứt lời, Dương Nghị Vân đều là sửng sốt, thủy chi căn nguyên châu. Ngươi không nói giỡn đi. Đối mặt hàn băng căn nguyên, thủy chi căn nguyên có thể có ích lợi gì làm? Tiểu tử ngươi biết cái gì, hàn băng bản chất không phải là thủy khởi nguyên. Dùng thủy chi căn nguyên châu dụ dỗ hàn băng căn nguyên ý thức, đây là đơn giản nhất biện pháp, nó nhất định sẽ ra tới, coi như là ăn đồ ăn vặt giống nhau. Hơn nữa ngươi thủy chi căn nguyên châu đối với ngươi hiện tại cũng không có tác dụng gì, cùng với như thế không đầu uy hàn băng căn nguyên, dùng để làm mồi dụ câu cá lớn nhất thích hợp bất quá. Thủy chi căn nguyên châu vốn chính là ngươi luyện hóa bảo bối, cùng ngươi chi gian có liên hệ có cảm ứng, nếu như bị hàn băng căn nguyên cắn nuốt, này đối với ngươi thu hàn băng căn nguyên nhưng thật ra một đại trợ lực, lúc này đã hiểu đi. Thần ma điểu một bộ tiểu tử ngươi quá bổn ngữ khí. Dương Nghị Vân vừa nghe thần ma điểu nói như vậy, còn đúng là có vài phần đạo lý. Nhếch miệng cười, đem thần ma điểu thả mở ra, hắn tự nhiên cũng chính là hù dọa thần ma điểu mà thôi. Tính ngươi cái tạp mao điểu biết điều,
ta thử xem Dương Mẫu Nhân nói chuyện ý bảo Tuyết Miêu an tâm một chút, hắn có loại cảm giác Tuyết Miêu đối thần ma điều thực khó chịu, chưa chừng thật sẽ nhổ sạch thần ma điều một thân lông chim. Miêu Tuyết Miêu gầm rú một tiếng, trừng mắt nhìn thần ma điều liếc mắt một cái, đi hướng một bên. Thiết, thần khí cái miêu a, một con biến dị miêu mà thôi. Thần ma điều miệng tiện tật xấu trước sau không thay đổi. Miêu Tuyết Miêu một giống. Thần ma điều rụt rụt cổ tức khắc túng. Dương Nghị Vân đối với một miêu một chim thực vô ngữ, lắc đầu không hề để ý tới bọn họ, trong tay quang mang chợt lóe, thủy chi căn nguyên châu lại là xuất hiện ở trong tay. Như thế nào làm, hắn hỏi thần ma điều. Đơn giản thúc giục một chút thủy chi căn nguyên châu, lấy ở trên tay chờ, nếu là ngươi nhìn đến hoặc là cảm ứng được hàn băng căn nguyên ý thức xuất hiện, liền dùng thần thức đi câu thông. Thần ma điều chỉ điểm nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, lập tức thúc giục thủy chi căn nguyên châu. Ngay sau đó xanh thẳm quang mang ở trong tay hắn chiếu rọi, phát ra lam quang, chiếu rọi toàn bộ không gian. Rồi sau đó Dương Nghị Vân liền như vậy giơ lên thủy chi căn nguyên châu chờ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, không có bất luận cái gì động tĩnh, Dương Nghị Vân nói thầm nói, tạp mao điểu như thế nào không động tĩnh a? Thần ma điểu mắng nói, tiểu tử ngươi sốt ruột cái gì, có thể hay không có điểm nhẫn nại, này cũng không phải là câu cá, đây là câu hàn băng căn nguyên chi lực ý thức, người đều tiên vương cảnh giới, như thế nào còn thiếu kiên nhẫn? Hảo đi, ngươi thắng. Dương Mẫu Nhân biết tạp mao điểu nói đúng, lại cũng minh bạch là hắn quá sốt ruột, có chút nóng này. Ngay sau đó hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt tiếp tục chờ đãi. Như lúc này gian nhanh chóng sói mòn, hắn cũng không có ở cố tình đi cưỡng cầu, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, cũng thần thức vận chuyển dựng lên, cảm thụ chú ý bốn phía biến hóa. Mỗi một khắc, Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt. Lại là phát hiện đá thủy tinh thượng có một đạo cực hạn quang mang chói mắt thoáng hiện mà ra. Ngay sau đó lại là hóa thành nhu hòa chi sắc. Lại đi xem thời điểm biến thành một đạo thật nhỏ một thước có thừa, ngón tay phẩm chất màu trắng ngà lưu quang hiện lên. Từ đá thủy tinh chậm rãi xuất hiện. Mục tiêu đúng là trong tay hắn xanh thẳm thủy chi căn nguyên. Hắn giờ phút này nuốt khẩu nước miếng, biết tới. Thần ma điều cũng nhỏ giọng nói, nhược kê chuẩn bị tốt, tới, ra tới, là hàn băng căn nguyên lực lượng ý thức. Đã biết, người đừng nói nhao nhao Dương Nghị Vân đáp lại một chút thần ma điều. Hắn cảm giác chung ngày này một thước lớn lên đường cong căn bản liền không có cái gì rét lạnh chi ý, vốn đang buồn bực, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đây là hàn băng căn nguyên chi lực ý thức, không phải chân chính lực lượng, đảo cũng liền bình thường trở lại. Nói thật hắn hiện tại còn đúng là có vài phần khẩn trương, muốn như thế nào đi câu thông đây là cái nan đề. Bất quá nếu tạp mao điểu nói làm thần thức đi câu thông, hắn cũng chỉ có thể đi thử xem. Không một hồi chậm gì bơi lội lại đây một cái màu trắng hư sương mù, xoay quanh ở hắn bàn tay bên cạnh, tựa hồ như là một cái tò mò bảo bảo giống nhau quay chung quanh thủy chi căn nguyên xoay quanh chuyển động. Dương Nghị Vân chậm rãi đem giơ lên tay thả xuống dưới, hàn băng căn nguyên ý thức lại cũng đi theo hắn tay bơi lội dựng lên. Lúc này Dương Nghị Vân vận chuyển thần thức phải nhờ vào gần qua đi, nhưng trên vai ngồi xổm thần ma điểu lại là nhỏ giọng nói, nhược kê chờ một chút, còn không phải thời điểm. Khi nào mới là thời điểm? Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu. Chờ hàn băng căn nguyên ý thức chui vào ngươi trong tay thủy chi căn nguyên châu thời điểm, ngươi liền bắt đầu. Thần ma điểu lập tức đáp lại. Hảo đi, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn đem tay đặt ở ngực tề bình vị trí, trong lòng bàn tay kéo thủy chi căn nguyên, mà hàn băng căn nguyên ý thức lại là vẫn luôn vần quanh ở thủy chi căn nguyên châu chung quanh. Từ nơi xa nhìn lại là một đạo có ý tứ phong cảnh. Dương Mẫu Nhân trong tay cử thác thủy chi căn nguyên châu, tản ra xanh thẳm vầng sáng, mà ở bên ngoài một cái màu trắng ngà dòng khí quay chung quanh thủy chi căn nguyên châu ở chậm rãi xoay quanh, nhìn qua giống như là một cái phát hiện ăn ngon đồ ăn vặt, nhưng rồi lại có không dám đi ăn hài đồng. Một màn này phi thường có ý tứ. Chẳng qua đối với Dương Mẫu Nhân bản nhân tới nói, trong lòng lại có chút dày vò, dù sao cũng là hàn băng căn nguyên lực lượng ý thức, hắn rõ ràng có thể bộc phát ra kiểu gì uy lực tới. Hận không thể lập tức đem chi cấp bắt. Nhưng lại là không dám tùy tiện xuống tay, một khi ra điểm vấn đề, hắn đánh giá chính là tử lộ một cái. Dựa theo thần ma điểu cách nói, chỉ có thể nước ấm nấu ếch xanh, từ từ tới, không thể sốt ruột. Loại này xoay quanh rằng có ước chừng nửa canh giờ thời điểm, ở Dương Nghị Vân sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, rốt cuộc. Có biến hóa, lại thấy hàn băng căn nguyên lực lượng ý thức,
một đầu hướng về Thủy Chi Căn Nguyên Châu chát đi vào. Giống như là nhìn không được ăn vụng đồ ăn vặt ngoan đồng. Động thần thức, nhớ kỹ trọng điểm là câu thông, chỉ cần Hàn Băng Căn Nguyên lực lượng ý thức không phản kháng, ngươi liền dùng thần thức bao vây hắn, tỉnh hoặc là nói cắn nuốt hắn, tiến cử ngươi nói nguyên, chỉ cần tiến vào nói nguyên tiểu tử ngươi liền tính thành công. Thần Ma Điểu mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân yên lặng gật đầu, thật cẩn thận vận khởi thần thức. Ngay sau đó hắn thần thức cũng tiến vào Thủy Chi Căn Nguyên Châu nội. Một cái xanh thẳm biển rộng thế giới hiện ra. Nơi này là Thủy Chi Căn Nguyên Châu bên trong thế giới, hắn biết này chỉ là một phen cảnh tượng, cũng không phải chân chính biển rộng. Nhưng tại đây một khắc hắn lại là này một phương xanh thẳm biển rộng thế giới chúa tể. Phong. Thần thức tiến vào sau, Dương Nghị Vân trực tiếp đem Thủy Chi Căn Nguyên Châu cấp phong ấn lên. Mà lúc này Hàn Băng Căn Nguyên lực lượng ý thức, lại là rốt cuộc phát hiện Dương Nghị Vân hoặc là nói hắn thần thức. Tức khắc đối với Dương Nghị Vân thần thức bơi lội lại đây, lại là phát ra một đạo tinh thần dao động. Ngươi là ai? Thanh âm có chút nhát gan, nhược nhược, phân không rõ là nam hay nữ thanh âm. Dương Mỗ Nhân trong lòng nhạc nở hoa, lập tức đáp lại nói, tiểu bằng. Nga không đúng, ngươi là Hàn Băng Căn Nguyên đi. Ân, đại ca ca ngươi là ai? Truyền đến tinh thần dao động lại hỏi một câu. Ta kêu Dương Nghị Vân, ta có thể mang ngươi chơi, ngươi thích nước biển có phải hay không? Dương Mỗ Nhân bắt đầu rồi lừa dối đại pháp. Đúng rồi, ta thực cô độc, không có người chơi với ta thích nơi này. Hàn Băng Căn Nguyên ý thức tức khắc đáp lại. Dương Nghị Vân trong lòng tặng khẩu khí, hắn hiện tại cũng là một đạo thần thức trạng thái, nghe được Hàn Băng Căn Nguyên ý thức nói chuyện, liền biết đến trò chơi a. Sinh ra ý thức, cũng coi như là một loại khác hình thái sinh mệnh thể, cô độc là bình thường. Hắn xuất hiện cũng không có làm Hàn Băng Căn Nguyên ý thức sợ hãi, đây là một cái thực tốt bắt đầu, hơn nữa Dương Nghị Vân trong lòng cũng có chủ ý. Trong lòng vừa động thần thức hóa thành một con cá, ngay sau đó đối Hàn Băng Căn Nguyên ý thức nói, ca ca bồi ngươi chơi được không? Hảo oa, Hàn Băng Căn Nguyên ý thức tức khắc cao hứng lên. Ngay sau đó bạch quang chợt lóe, Hàn Băng Căn Nguyên ý thức cư nhiên cũng hóa thành một cái cùng Dương Nghị Vân giống nhau như đúc cá, nhưng lại là thuần trắng sắc. Đại ca ca bồi ngươi chơi lúc sau, ngươi cũng giúp đại ca ca một cái vội hảo sao? Dương Mỗ Nhân bắt đầu hướng dẫn Hàn Băng Căn Nguyên ý thức. Kết quả Hàn Băng Căn Nguyên ý thức một ngụm liền đáp ứng rồi. Hảo oa. Vậy nói như vậy định rồi, chờ nơi này chơi, đại ca ca mang đến ngươi đi một cái khác địa phương, nơi nào cũng thực hảo chơi. Hảo oa. Dương Mỗ Nhân thần thức hóa thành một cái cá chuối, Hàn Băng Căn Nguyên ý thức hóa thành một cái bạch ngọc, hai người liền ở Thủy Chi Căn Nguyên Châu bên trong biển rộng du lịch ngoạn nhạc. Cũng không biết qua bao lâu sau, Dương Mỗ Nhân định ra nói, hảo. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ, đại ca ca đợi lát nữa mang ngươi đi một cái khác địa phương. Hảo oa, Hàn Băng Căn Nguyên cũng là chính là một cái hải đồng, đi theo Dương Mỗ Nhân chơi hải, lúc này Dương Mỗ Nhân nói cái gì đều đáp ứng. Tốc ký Dương Mỗ Nhân thật sâu đi ra ngoài, lại là trong lòng vừa động đem Thủy Chi Căn Nguyên Châu trực tiếp thu vào làm càn khôn nói nguyên chung. Cái này vạn vô nhất thất, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Lúc sau đối với Hàn Băng Căn Nguyên ý thức nói. Hảo, có thể ra tới. Oanh! Đương Hàn Băng Căn Nguyên ý thức từ Thủy Chi Căn Nguyên Châu ra tới sau, một tiếng nổ vang vang vọng ở Dương Nghị Vân nói nguyên. Ngay sau đó lại là bên ngoài đá thủy tinh tức khắc tạc nứt. Giờ phút này lại là Dương Mỗ Nhân tương đương trực tiếp thu Hàn Băng Căn Nguyên. Hàn Băng Căn Nguyên ý thức tiến vào hắn nói nguyên, nhưng chính là hắn đồ vật, nói nguyên cũng không phải là Thủy Chi Căn Nguyên Châu, là một cái tu luyện giả căn cơ nơi. Từ Hàn Băng Căn Nguyên ý thức tiến vào hắn nói nguyên bắt đầu liền chú định đây là một loại nhận chủ. Chẳng qua Dương Mỗ Nhân sẽ gặp phải một cái vấn đề lớn. Hắn từ giờ khắc này bắt đầu muốn tiếp thu Hàn Băng Căn Nguyên lực lượng. Ý thức chỉ là một cái câu thông giả thuyết, nhưng là Hàn Băng Căn Nguyên lực lượng liền tương đương với là pháp lực, là thật thể. Chỉ có tiếp thu Hàn Băng Căn Nguyên lực lượng, mới tính chân chính có được Hàn Băng Căn Nguyên chi lực. Ở Hàn Băng Căn Nguyên ý thức từ Thủy Chi Căn Nguyên chung ra tới sau, một chút chính là Dương Nghị Vân nói nguyên, này liền tương đương với nhận chủ tình thế. Đá thủy tinh đầu tạc nứt, chính là Hàn Băng Căn Nguyên lực lượng tiến vào Dương Nghị Vân thân thể thời khắc. Ngay sau đó khổng lồ cuồn cuộn màu trắng ngà Hàn Băng Căn Nguyên chi lực, ở đá thủy tinh tạc nứt chi lực, trực tiếp liền cuốn tịch hướng Dương Nghị Vân. Oa nha nha, ngươi cái nhược kê tìm chết a. Thần Ma Điểu khiếp sợ.
trực tiếp từ Dương Nghị Vân trên vai bay lên. Mà Dương Nghị Vân còn lại là bị hàn băng căn nguyên lực lượng cấp nháy mắt bao vây cuốn tịch. Chính hắn cũng tại đây một khắc biểu tình đại biến, không nghĩ tới hàn băng căn nguyên lực lượng như vậy thình lình xảy ra, cùng vốn không có cho hắn phản ứng cơ hội. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác chính mình bị đông lạnh thành khắc băng. Bị nháy mắt đóng băng, đây là Dương Nghị Vân hoàn toàn không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới đá thủy tinh bạo liệt mở ra sau, sở bùng nổ lực lượng sẽ như thế mãnh liệt, vượt quá tưởng tượng, cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây đã bị đóng băng lên. Đáng sợ nhất chính là, hắn phát hiện cường đại hàn băng chi lực tiến vào vọt vào thân thể, thẳng vào càn khôn nói nguyên, toàn bộ trong cơ thể ngoại hoàn toàn bị đóng băng khởi. Này làm sao bây giờ đâu? Còn hảo, ý thức còn ở. Bên kia thần ma điểu oa oa kêu to, oa nha nha tiểu tử này làm cái gì, như thế nào đột nhiên liền như vậy làm, cũng không cùng lao lão tử thương lượng đâu. Miêu tuyết miêu phát ra một tiếng miêu kêu, hiện tại như thế nào, chủ nhân có thể hay không bị đông chết. Thần ma điểu nhìn giống nhau tuyết miêu nói, hiện tại lão tử cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa chính hắn, mặt sau thu tiết tấu, này tiểu không cùng lão tử thương lượng, như thế nào lại đột nhiên dẫn động hàn băng căn nguyên chi lực, quá đột nhiên. Bất quá hắn đem hàn băng căn nguyên lực lượng ý thức đã tiến bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, nghĩ đến vấn đề là không lớn, chính là nhìn đến thừa nhận năng lực như thế nào. Chỉ cần thân thể có thể xem qua đi nói, liền không có vấn đề, tiểu tử này thân thể hẳn là có thể, cũng đừng lo lắng. Chỉ mong ngươi không lừa dối chủ nhân, tuyết miêu trong ánh mắt màu bạc lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là thần ma điểu một câu lại là đem tuyết miêu cấp chọc giận. Thứ này nhất tiện tật xấu trước sau đúng vậy không có sửa lại. Ha ha, người này chỉ mèo hoang giả từ bi đi. Tiểu tử này nếu là đã chết, vừa lúc ngươi cũng tự do, không ai ở khống chế ngươi, ngươi lại tự do chẳng phải là càng tốt. Thần ma điểu nói. Tuyết miêu tựa hồ là bị thần ma điểu nói trúng tâm tư, lại như là bị thần ma điểu một câu mèo hoang cấp chọc giận. Nàng nói trắng ra là kỳ thật chính là vẫn luôn sơn dã miêu. Chẳng qua là bởi vì có hàn băng căn nguyên tồn tại mà đã xảy ra dị biến, lúc này mới thay đổi vận mệnh. Trên thực tế ở tuyết miêu đáy lòng, xuất thân không tốt, là có tự ti trong lòng. Tức khắc đối với thần ma điểu giống giận, miêu, ta xé lạn người phá miệng, ta đối chủ nhân tuyệt không hài lòng, miêu. Giận dữ tuyết rơi vừa miêu đối với thần ma điểu phát ra thét chói tai, nhảy dựng lên một móng vuốt bắt qua đi. Nhưng là thần ma điểu lại là hội trưởng cánh sẽ phi tồn tại. Sơn chớp động cánh vèo một chút phi khai, tránh thoát tuyết miêu công kích, thần ma điểu tiện điểu tính cách cũng hoàn toàn bạo phát. Hắc hắc, tiểu dã miêu điểu ra ta nhưng không sợ ngươi, như thế nào tích bị điểu cũng ta truyền thuyết tâm tư, ngươi chính là đánh không đánh không. Thần ma điểu ở không trung phi, một bên tiếp tục trêu chọc tuyết miêu. Miêu miêu miêu, tuyết miêu lại là khí oa oa kêu to. Ầm ầm ầm, miêu chảo thượng bộc phát ra nồng đậm hàn băng chi khí người đọc thần ma điểu mà đi. Hắc hắc, tới nha đánh ta nha. Thần ma điểu này sẽ đem phạm tiện tranh chua phát huy tới rồi cực hạn. Mỗi một khắc tuyết miêu hoàn toàn bạo nộ rồi lên, đối với thần ma điểu há mồm phun ra một ngụm xương trắng. Miêu, tuyết miêu thét dài một tiếng hộc ra một ngụm nồng đậm xương trắng, lúc này đây lại là hóa thành đại diện tích khuếch tán mở ra. Thần ma điểu chớp động cánh quái kêu, một chút trúng chiêu. Ở giữa không trung thình thịch một chút rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp bị đóng băng lên. Hừ, làm ngươi này chỉ tạp mao điểu khoe khoang, tuyết miêu như là kỳ khai đắc thắng đại tướng quân miệng phun nhân ngôn hướng về thần ma điểu đi đến. Ngay từ đầu thần ma điểu trường cánh bay lượn, đích xác không công kích đến nó, nhưng là tuyết miêu kỳ thật ăn chay. Vừa mở miệng phun ra một đạo xương trắng trực tiếp liền hóa thành một tảng lớn, thần ma điểu một chút đã bị cuốn tịch ở bên trong đông lạnh thành khắc băng. Bất quá tuyết miêu không có nhìn đến chính là, liền ở thần ma điểu bị đóng băng nháy mắt. Toàn thân đen nhánh lông chim thượng hỏa hồng khắc văn lại là lóng lánh lên. Lúc này nhưng tuyết miêu đi bước một đi đến hết sức, đóng băng trên mặt đất thần ma điểu toàn thân lửa đỏ khắc văn ở nhanh chóng lưu chuyển chung. Mà tuyết miêu còn lại là tiếp tục mở miệng nói, xem ta lần này không nhổ sạch ngươi toàn thân lông chim mới là lạ. Răng rắc, liền ở tuyết miêu nói chuyện chung, sắp đến thần ma điểu bên người hết sức, trên mặt đất bị đóng băng thần ma điểu trên người răng rắc một tiếng, lại là đóng băng chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó thần ma chim bay nhảy lên oa oa hét lớn, tiểu dã miêu ngươi đem điểu ra ta chọc giận, ngươi ở tới, nếu không điểu ra đối với ngươi không khách khí. Tuyết miêu thấy như vậy một màn tức khắc sửng sốt,
Nàng không nghĩ tới thần ma điểu cư nhiên có thể từ nàng đóng băng chung ra tới, thật sự là kinh ngạc, vốn dĩ này chỉ miệng thực tổn hại tạp mao điểu không có gì bản lĩnh, nhưng lúc này xem, nhưng thật ra coi thường nó. Vốn dĩ đi, Tuyết Miêu trong lòng cũng có cố kỵ, sợ thật đêm này chỉ phá điểu chọc giận, không muốn cùng nó đấu, nhưng chống đỡ không được tạp mao điểu miệng tiện. Miêu, thét dài một tiếng lại lần nữa nhào tới. Một miêu một chim truy đuổi khởi. Dương Nghị Vân giờ phút này lại là không biết này đối oan ra gà bay chó sủa, hắn hiện tại tiến vào một cái rất nguy hiểm trạng huống. Khổng lồ vô cùng hàn băng căn nguyên chi lực, vọt vào hắn càn khôn nói nguyên lúc sau, ngay cả càn khôn nói nguyên hắn đều cảm giác bị đóng băng lên. Cả người từ trong ra ngoài đều không thể nhúc nhích. Lâm vào một cái phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Đáng để ý thức còn ở, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể nếm thử câu thông hàn băng căn nguyên ý thức. Làm hàn băng căn nguyên ý thức đem này đó lực lượng thu nạp lên, nếu không hắn cảm giác chính mình sẽ bị đông chết, là cái loại này từ trong ra ngoài, nói nguyên đều bị đông chết tình huống. Cường đại vô cùng hàn băng căn nguyên lực lượng hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Kia gì, Tiểu Bạch A, ngươi còn ở đây không? Dương Nghị Vân nếm thử câu thông nói. Hắn kỳ thật cũng không biết như thế nào xưng hô hàn băng căn nguyên ý thức, chính là thuận miệng kêu một cái Tiểu Bạch tên. Bởi vì hàn băng căn nguyên ý thức chính là màu trắng hình thái. Đại ca ca ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đem lực lượng thu nạp lên, ngươi trước kiên trì một chút. Ngay sau đó hàn băng căn nguyên ý thức cho hắn thực nhanh có đáp lại. Cái này làm cho Dương Nghị Vân lỏng một mồm to khí. Quả nhiên ngay sau đó Dương Nghị Vân liền cảm giác khổng lồ hàn băng căn nguyên chi lực bắt đầu ở co rút lại. Dương Nghị Vân nội coi dưới, càn khôn nói nguyên trong vòng một mảnh xương trắng, nồng đậm một tảng lớn. Bất quá hắn cũng thấy được này đó xương trắng hoặc là nói hàn băng căn nguyên lực lượng hình thành một cái lốc xoáy, này liền tỏ vẻ hàn băng căn nguyên lực lượng ở nhanh chóng co rút lại chung, là Tiểu Bạch nổi lên tác dụng. Lần này thu hàn băng căn nguyên chi lực tuy rằng mạo hiểm, nhưng nói tóm lại vẫn là thuận lợi. Đầu tiên hàn băng căn nguyên lực lượng ý thức còn tính hảo, thế nhưng bị hắn lừa dối một chút liền tiến vào càn khôn nói nguyên chung, chỉ là duy nhất làm hắn không nghĩ tới chính là hàn băng căn nguyên lực lượng thật sự là quá mức bá đạo. Trong nháy mắt vọt vào trong cơ thể sau không có bất luận cái gì phòng ngự thi thố, mất khống chế ở trong cơ thể. May mắn hắn đem hàn băng căn nguyên ý thức cấp lừa dối, bằng không không có Tiểu Bạch cái này ý thức thu nạp này đó lực lượng, hoặc là nói Tiểu Bạch nếu là tức giận nói, hắn nhất định sẽ bị chết thực thảm thực thảm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy được hy vọng. Toàn bộ càn khôn nói nguyên trong vòng, bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Hắn thấy được hàn băng căn nguyên cuối cùng hóa thành Tiểu Bạch hình thái ý thức. Hóa thành một cái một thước trường, đầu ngón tay phẩm chất xương trắng, nhưng là giờ phút này nhìn lại là càng thêm thực chất hóa. Thu nạp hàn băng căn nguyên chi lực còn ở tiếp tục chung. Dương Nghị Vân nhìn lại thấy hàn băng căn nguyên ngoại hình cũng ở phát sinh biến hóa. Từ lúc bắt đầu một cái xương trắng, lại là dần dần có hình dạng. Làm Dương Nghị Vân chấn kinh rồi. Không nghĩ tới cư nhiên chậm rãi ngưng tụ thành một cái long đầu, lúc sau đầy người lân giáp, long đuôi, rồi sau đó là long chảo. Một cái long chảo, hai cái long chảo. Đến cuối cùng xuất hiện ngũ chảo. Đến tận đây xương trắng tất cả đều thu nạp hoàn thành. Lại thấy này bạch long toàn thân chói mắt bạch quang chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó lại là ở càn khôn nói nguyên trong vòng bơi lội lên. Ngươi là, Tiểu Bạch, Dương Nghị Vân nhìn không được ý thức truyền âm tiến nói nguyên. Đúng vậy đại ca ca, ta chính là hàn băng căn nguyên, đây mới là ta chân chính hình thái, ngươi kêu ta Tiểu Bạch, tên này ta thực thích. Tiểu Bạch ở càn khôn nói nguyên bay lượn đáp lại Dương Nghị Vân. Càn khôn nói nguyên trong vòng chính là một mảnh hư vô, nhưng lại cũng là chứa đựng pháp lực địa phương, rất nhiều hư không thế giới. Tiểu Bạch ở chỗ này tựa hồ thực vui vẻ, nơi nơi bơi lội, chẳng qua có pháp lực địa phương bơi lội lúc sau, sẽ làm Dương Nghị Vân cảm giác cả người đại lạnh run. Vội vàng đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch ngươi trước dừng lại, nhìn đến ngươi phía dưới không, nơi đó là ta pháp lực chứa đựng nơi, ngươi trước đừng đi. Cái gì a, thực thích nơi nào, ở bên trong bơi lội cùng thoải mái đâu. Tiểu Bạch nói, Dương Nghị Vân cười khổ nói, tuy rằng ta không biết vì cái gì, nhưng là nghĩ đến hẳn là ta còn không thích ứng lực lượng của ngươi, yêu cầu ma hợp luyện hóa, giữa hai bên yêu cầu dung hợp, ta từ từ ta vận chuyển công pháp thử xem. Ngươi thả đem lực lượng của ngươi phóng xuất ra nói nguyên nhìn xem. Tốt Tiểu Bạch thực nghe lời. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảm nhận được nói nguyên chi hàn băng căn nguyên lực lượng biểu lộ một tia ra tới.
Nhưng chính là như vậy một tia đều làm Dương Nghị Vân cả người phát run lên. Nhưng còn hảo, không phải ngay từ đầu cái loại này không động đậy trạng thái. Lập tức hắn vận chuyển càn khôn trong ngoài công pháp, bắt đầu luyện hóa hàn băng căn nguyên lực lượng. Hắn tình huống hiện tại là, tuy rằng đem hàn băng căn nguyên lực lượng hấp thu vào trong cơ thể, nhưng lại là không có hoàn toàn khống chế luyện hóa, hiện tại có thể khống chế lại là bởi vì trong cơ thể có tiểu bạch cái này ý thức tồn tại nguyên nhân. Muốn đi hoàn toàn khống chế hàn băng căn nguyên lực lượng, còn cần luyện hóa một lần, nếu không hắn liền khống chế không được cổ lực lượng này. Cho dù là tiểu bạch có thể chỉ huy, nhưng là lực lượng ra tới du tẩu toàn thân như cũ đối hắn có phản phệ tác dụng, cho nên cuối cùng vẫn là luyện hóa hàn băng căn nguyên chi lực, có thể đi sử dụng mới được. Nhưng công pháp vận chuyển dựng lên thời điểm, hắn toàn thân đều ở phát run, bất quá cũng may càn khôn công pháp đích xác cùng chúng bất phàm, theo một cái tiểu chu thiên vận chuyển xuống dưới, hắn lại là dần dần thích ứng. Mà luyện hóa lúc sau hàn băng căn nguyên chi lực, lại lần nữa trở lại nói nguyên trong vòng sau, cùng hắn nguyên lai pháp lực dung hợp, lần thứ hai vận chuyển một cái đại chu thiên xuống dưới, lại là làm hắn tu vi bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Tu vi khai là tăng lên. Biến hóa này làm Dương Nghị Vân vui sướng dị thường, bất quá lại cũng ở trong dự liệu, hàn băng căn nguyên bản thân chính là lực lượng. Tăng lên tu vi là bình thường. Như thế Dương Nghị Vân bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Thời gian cũng ở bất chi bất giác giữa dòng thất. Nhưng Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, hắn lúc này đây tu luyện lại là làm cho cả thủy tinh động đều đã xảy ra biến đổi lớn. Không có người phát hiện, toàn bộ thủy tinh sơn hàn ý ở chậm rãi xói mòn. Đây là bởi vì hắn bắt đầu luyện hóa hàn băng căn nguyên, mà cả tòa thủy tinh sơn kỳ thật đều là hàn băng căn nguyên hình thành, hiện giờ hàn băng căn nguyên bị Dương Nghị Vân bắt đầu luyện hóa, này tòa thủy tinh sơn tự nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bên ngoài, thần ma điểu cùng tuyết miêu như cũ ở một đuổi một chạy. Mỗi một khắc toàn bộ không gian quát lên gió to. Lạc Dương cũng mở hai mắt, phát hiện không thích hợp. Thần ma điểu đột nhiên quái kêu lên nói, tiểu dã miêu mau dừng lại, có vấn đề, ra vấn đề lớn, tiểu tử này xem ra thành công bắt đầu luyện hóa hàn băng căn nguyên chi lực, này tòa thủy tinh sơn căn cơ vốn chính là hàn băng căn nguyên, nếu là hàn băng căn nguyên không có, này tòa băng sơn sẽ biến mất, chúng ta đừng đánh, mau mau đi ra ngoài, nếu không sẽ bị lan đến. Ngươi nhìn xem kia tiểu tử bốn phía đều hình thành lốc xoáy, đây là ở hấp thu cả tòa băng sơn lực lượng. Cũng chứng minh hàn băng căn nguyên lực lượng ở bị luyện hóa thu nạp, người nếu không phải tưởng bị lan đến liền dừng lại đi mau. Tuyết Miêu nghe thần ma điểu nói chuyện, lại cũng dừng, bởi vì nàng cũng phát hiện không thích hợp, đích xác chung quanh đã xảy ra biến hóa lớn. Đầu tiên là Dương Nghị Vân bốn phía xuất hiện lốc xoáy, hắn hoàn toàn nhìn không tới, hẳn là đang ở trong đó, mà vào tới thời điểm hàn băng lốc xoáy môn hộ cũng không biết khi nào biến mất không thấy. Như vậy xem này chỉ tạp mau điểu nói không sai. Nơi này sẽ sụp đổ, muốn chạy nhanh đi. Giờ phút này chỉ thấy tạp mao điểu đều đã bay đi ra ngoài. Tuyết Miêu nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nói, uy tạp mao điểu chúng ta đi rồi chủ nhân như thế nào? Thần ma điểu cũng không quay đầu lại nói, kia tiểu tử đều đem hàn băng căn nguyên luyện hóa, có thể làm sao bây giờ? Yên tâm đi, chúng ta gặp chuyện không may, hắn cũng ra không được sự, đi lôi đi lạp. Nói chuyện chi gian tạp mao điểu trực tiếp bay ra không gian môn hộ. Tuyết Miêu lấy lại bình tĩnh, do dự một chút, lại lần nữa nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, lại là phát ra một tiếng miêu kêu, cũng hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại chỗ. Lốc xoáy môn hộ bên ngoài, Lạc Dương nhìn đến thần ma điểu ra tới, vội vàng dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, nàng còn lo lắng tiểu sư thúc, nghe được thần ma điểu sau khi nói xong, ngẫm lại cũng cảm thấy tiểu sư thúc sẽ không có việc gì, cùng thần ma điểu cùng nhau đi ra ngoài. Thủy tinh động băng sơn nơi nào đó. Nhiếp hồn lão tổ cùng phương đông người sắt bao gồm Dương Nghị Vân hồng y hắc giáp đều ở, lại là đột nhiên cảm nhận được toàn bộ băng sơn chấn động lên. Nhiếp hồn lão tổ sắc mặt biến đổi nói, không tốt, thủy tinh động nếu là đã xảy ra chuyện, tựa hồ bắt đầu sụp đổ, chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài, đi mau đi mau. Vân tử còn không có tìm được a? Phương đông người sắt nói. Nhiếp hồn lão tổ nói, còn như thế nào tìm, đều mấy trăm năm đi qua, chủ nhân làm chúng ta chờ. Nhưng là như cũ không trở về, hắn cùng Lạc Dương cô nương hẳn là sẽ không có việc gì, Tuyết Hương cô nương bị chủ nhân thu vào không gian không có chuyện, liền dư lại chúng ta mấy cái, đi ra ngoài chờ đi, ta có thể cảm nhận được chủ nhân là an toàn, đi thôi. Phương Đông ngẫm lại cũng là, năm đó Dương Nghị Vân truy kích ma hóa Lạc Dương mà đi, bọn họ theo sát đi,
tới rồi băng động có cơn lốc đại tác phẩm, hàn khí cũng 10 phần vô cùng, nhưng là Dương Nghị Vân truyền đến thanh âm, làm cho bọn họ đừng theo vào tới, bọn họ mấy cái liền tại chỗ chờ mấy trăm nhiều năm, hiện tại băng động có hỏng mất dấu hiệu, đích xác không thích hợp đợi. Hai người theo sau chạy như điên mà đi, nghĩ ra đi lại nói. Ở băng sơn một cái khác địa phương, ma tộc ma áo tử bị Dương Nghị Vân đại thương sau, tuy rằng giải khai phong ấn đột phá tới rồi ma đế tu vi, nhưng lại là bị thương nghiêm trọng, tìm cái băng động ở chữa thương tu luyện, mấy trăm năm sau khi đi qua, rốt cuộc khôi phục thương thế, ổn định tu vi, trong lòng nghĩ đi tìm Dương Nghị Vân báo thù thời điểm, lại là toàn bộ băng động đều đại chấn lên, ma áo cũng hóa thành ma khí chạy như điên mà đi. Ở toàn bộ thủy tinh động còn có rất nhiều tu sĩ tồn tại, đều ở phát hiện băng động hỏng mất lúc sau hoảng loạn hướng bên ngoài mà đi. Dương Nghị Vân lại là không biết hắn luyện hóa hàn băng căn nguyên chi lực dẫn phát rồi như thế thật lớn động tĩnh, giờ phút này hắn như cũ ở liên tục luyện hóa hàn băng căn nguyên chi lực. Từ lúc bắt đầu một chút, đến sau lại thích ứng lúc sau bay nhanh vận chuyển công pháp, tu vi lại là thẳng tắp ở bay lên. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân cả người chấn động, lại là tâm cảnh thượng đột phá. Hắn cùng Tiểu Bạch ở câu thông trong quá trình kỳ thật cũng là ở hiểu được thiên đến pháp tắc, hoặc là nói Tiểu Bạch cái này hàn băng căn nguyên ý thức vốn chính là thiên địa dựng dưỡng mà thành linh vật, hắn ở luyện hóa hàn băng căn nguyên trong quá trình tự nhiên mà vậy tu luyện tâm cảnh cũng sẽ ở trưởng thành. Tu vi cùng cảnh giới đồng bộ tăng lên, từ tiên vương lúc đầu tới tiên vương trung kỳ, lại đến tiên vương hậu kỳ, thẳng tới tiên vương đại viên mãn. Đến lúc này, Dương Nghị Vân cảm giác tu vi còn ở tăng lên, này đem hắn khiếp sợ. Đã liền tăng lên ba cái tiểu cảnh giới, ở tăng lên đi xuống chưa chừng muốn xảy ra chuyện. Hắn không dám ở làm tu vi đột phá đi xuống, liền bắt đầu áp chế cảnh giới tu vi, toàn lực luyện hóa hàn băng căn nguyên. Thẳng tới cuối cùng đem cuối cùng một tia hàn băng căn nguyên luyện hóa lúc sau, hắn lại là phát hiện, hàn băng căn nguyên ý thức Tiểu Bạch đều biến mất không thấy, đây là bị hắn luyện hóa, hoặc là hòa giải hắn hòa hợp nhất thể. Dung hợp ở nguyên thần cảnh giới chung. Mà tiên vương đại viên mãn tu vi hoàn toàn đạt tới đỉnh, càn khôn nói nguyên trong vòng pháp lực vô hạn tiếp cận viên mãn. Giờ phút này hắn rốt cuộc nghe xong xuống dưới, thu công. Nhưng lại là tại hạ một khắc, tức khắc ngây ngẩn cả người. Thủy tinh không gian biến mất không thấy, lại mà đại chi là, thủy. Hắn phát hiện chính mình giờ phút này đang ở trong nước. Thật tầm mắt có thể đạt được trong vòng tất cả đều là thủy, là ngầm hang động đá vôi chung. Nghĩ lại tưởng tượng liền hiểu được, hắn đây là luyện hóa hàn băng căn nguyên lúc sau, làm cả tòa thủy tinh thượng đều biến mất, hàn băng căn nguyên không có, tự nhiên hàn khí ngưng tụ ra tới băng động băng sơn từ từ liền hóa thủy. Mà thần ma điểu cùng tuyết miêu cũng không thấy, nghĩ đến là đi ra ngoài. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, nhảy dựng lên, du tẩu mà đi. Lần này hắn tu vi đạt tới tiên vương đại viên mãn đỉnh, đạt được tuyết miêu cất chứa thật lớn gia sản, thật sự là thu hoạch pha phong. Há có không hài lòng. Ngoại giới, Lạc Dương, Phương Đông người sát cùng Nhiếp Hồn lão tổ, thần ma điểu, Tuyết Miêu, hơn nữa Hồng Y cùng Hắc Giáp hai tôn á thánh con rối lại là đụng phải phiền toái. Đại gia lần lượt chạy ra Thủy Tinh Sơn thời điểm, không bao lâu, cả tòa Thủy Tinh Sơn lại là hòa tan, hóa thành một mảnh bưng biển. Hồng thủy ngập trời tràn lan lên, đánh sâu vào ở toàn bộ thủy tinh đạo tràng tiểu thế giới đều hỏng mất, trời sụp đất nứt chung. Này một phương tiểu thế giới tứ phía sụp đổ, xuất hiện thật nhiều xuất khẩu vết rách. Mấy người chạy đi sau, lại là không nghĩ tới, tới rồi nguyền rủa nơi bên ngoài. Nhưng có một người lại đưa bọn họ ngăn cản. Cái này chính là phía trước cùng Dương Nghị Vân, Phương Đông người sát đấu pháp ma tộc ma áo. Lúc này ma áo lại là ma đế chi cảnh. Nhìn đến Phương Đông người sát ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, nhưng lại không thấy được Dương Nghị Vân, bất quá ma áo bất chấp tất cả. Lập tức liền đối Phương Đông người sắt chờ khởi xướng công kích. Cũng may Lạc Dương cùng Tuyết Miêu tồn tại, đại gia người nhiều, trong lúc nhất thời chi gian, ma áo lại là kia bọn họ không có biện pháp. Hơn nữa càng lớn càng là kinh hãi. Ở ma áo trong lòng, tiến giai đến ma đế lúc sau, căn bản liền không đem những người này để vào mắt, nhưng không nghĩ tới một đám đều phi thường cổ quái, hắn đường đường ma đế cư nhiên không bắt lấy một người tới. Trong lòng là vô cùng buồn bực. Đương Dương Nghị Vân bơi lội mà ra thời điểm, mới phát hiện toàn bộ thủy tinh động đều biến mất không thấy. Một đường bơi lội mà ra thời điểm mới phát hiện chính xác thủy tinh sư tử động phủ đều hỏng mất, nơi một phen tiểu thế giới đều hóa thành một mảnh bưng biển, cái này làm cho hắn có chút ngượng ngùng lên. Dù sao cũng là hắn luyện hóa hàn băng căn nguyên dẫn phát rồi này đó biến cố.
nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, hắn cũng không biết sẽ như vậy, cũng may thủy tinh sư tử động phủ bản thân không nhiều ít sinh linh tồn tại, cái này lan đến không ngại. Một phương tiểu thế giới hỏng mất liền hỏng mất đi. Không sao cả đi. Hiện tại đều kết thúc, cũng đi ra. Nhưng Dương Nghị Vân ra tới sau, hắn lại là phát hiện, đã muốn chạy tới bên ngoài, là nguyền rủa nơi chung, đã thoát ly thủy tinh sư tử động phủ, trực tiếp từ trong nước đi ra ngoài chính là nguyền rủa nơi chung. Đương hắn vừa ra mặt nước thời điểm, trong tai liền mơ hồ vang lên tiếng gầm rú. Dương Nghị Vân cẩn thận phân rõ một chút phương hướng, thần thức ngưng tụ thành đường cong nhìn qua đi, tại hạ một khắc tức khắc sắc mặt trầm xuống, hắn phát hiện. Nguyên lai là oan gia ngõ hẹp. Hắn thần thức chung cư nhiên thấy được ma áo tồn tại, cùng thấy được những người khác tất cả đều ở bên nhau, Lạc Dương cùng Phương Đông bọn họ đều ở, giờ phút này bọn họ ở cùng ma áo đại chiến. Dương Nghị Vân nhìn đến ma áo sau, đôi mắt mị lên, hảo gia hỏa, thượng một lần không nổ chết hắn, phản đến làm cái này ma đầu thành tựu ma đế cuối cùng chạy trốn, lần này cư nhiên lại trêu chọc thượng những người khác. Bất quá Dương Nghị Vân thần thức nhìn lại, lúc này ma áo ở Lạc Dương bọn họ vây công chung, ngược lại ở vào hạ phong, cũng không có chiếm được tiện nghi. Hơn nữa bị Lạc Dương bọn họ ẩn ẩn ở áp chế chung, làm Dương Nghị Vân trong lòng có chút an tâm, sợ Lạc Dương bọn họ có hại, đối phương dù sao cũng là ma đế tu vi. Cũng may ma áo cũng không ra sao, cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngẫm lại cũng là, Lạc Dương từ bị ma thần ý thức cấp làm một lần lúc sau, lừa gạt Tuyết Hương cùng Nhiếp Hồn lão tổ trên người cực phẩm tiên thạch hấp thu lúc sau, bản thân tu vi liền có tăng lên, đã ẩn ẩn vô hạn tiếp cận ma đế cấp bậc, mà Nhiếp Hồn lão tổ cùng Phương Đông người sắt nhìn qua liền tu vi cũng có điều tăng lên, hơn nữa có một cái Tuyết Miêu ở đây, còn có Hồng Y Hắc Giáp tồn tại, cái này đội hình là phi thường cường đại. Ma áo chiếm không đến tiện nghi quá bình thường. Dương Nghị Vân thân hình chợt lóe hướng về mấy người chạy đến, hắn trong lòng âm thầm cắn răng, lần này nhất định phải làm chết ma áo. Ma áo tuy rằng là ma đế, bất quá cũng là ma đế lúc đầu tu vi, mới vừa bước vào ma đế chi cảnh mà thôi, hắn đâu. Hiện tại hắn chính là tiên vương đại viên mãn đỉnh, đồng dạng đạt tới vô hạn tiếp cận tiên đế nông nỗi, trong cơ thể luyện hóa hàn băng căn nguyên chi lực, có vô cùng 10 phần tin tưởng. Hơn nữa phía trước cũng tìm hiểu 12 chí tôn thần thông thứ 6 chiêu, nước lửa tương dung, này nhất chiêu ở trong đầu diễn biến không biết bao lâu, tuy rằng không có thi triển, nhưng hiện tại theo tu vi tăng lên, hắn có tin tưởng có thể tùy thời thi triển ra tới. Thực lực cường đại, từ trong xương cốt ở phát ra. Đối ma tộc Dương mẫu nhân là trời sinh không thích, từ lúc trước Liễu Lanh Canh chết, nói đến cùng vẫn là bởi vì ma tộc lúc sau, liền đối ma khí không có chịu đựng. Lần này ma áo càng là như thế. Lần trước không nổ chết hắn, lần này cũng sẽ không làm hắn chạy thoát. Đến nỗi càn khôn hồ trong vòng ngũ lôi tím lá cây cùng dưa hấu lôi đều đã sớm thành thục, một năm thời gian mà thôi, Dương Nghị Vân biết thời gian thượng có lẽ đã qua đi thật lâu thật lâu. Hắn bế quan tu luyện, luyện hóa hàn băng căn nguyên từ thời điểm quên mất thời gian, nhưng lại là biết ở thủy tinh động thời gian sẽ không đoạn, làm không hảo đã qua ngàn năm thời gian. Dựa theo Nhiếp Hồn lão tổ cách nói, tiến vào thủy tinh động thời gian là 1000 năm, ngàn năm lúc sau liền sẽ đừng thủy tinh động pháp tắc tự động cấp đưa ra đi. Nhưng lần này xem ra, thủy tinh động hoặc là nói thủy tinh sư tử nói thành là trực tiếp hỏng mất, nghĩ đến thời gian đã sớm qua đi ngàn năm đi, chuyện này đợi lát nữa hỏi một chút Phương Đông người sắt bọn họ liền biết. Hiện tại hắn trong lòng chỉ nghĩ, qua đi làm chết ma áo. Ở nguyền rủa nơi hắn cũng không e ngại có mặt khác ma tộc xuất hiện. Nhưng là nhìn lại chính là ma áo một người mà thôi. Bên kia chiến trường, ma áo cùng Lạc Dương đám người chiến đấu chém giết, lại là càng đánh càng là kinh hãi, đường đường ma đế chiến đấu lâu như vậy không chỉ có không có bắt lấy trong đó một người, ngược lại bị những người này liên hợp lại, đánh nơi trốn hạ xuống hạ phong, thật sự là trong lòng buồn bực vô cùng. Đương nhiên không phải hắn thực lực nhược, cũng không phải dụng tâm chiến đấu, mà là này mấy người đều là quái thai. Đặc biệt giữa sân cái kia truyền hồng y phục cùng màu đen chiến giáp, quả thực là biến thái thịt thanh cường độ. Càng vì đáng sợ là vẫn luôn tuyết trắng miêu, xuất quỷ nhập thần, tìm xem âm ngoan, lạnh băng, làm hắn đã ăn rất nhiều lần mệt, nếu không phải hắn vận dụng ma tộc bí pháp, sợ là đã bị này chỉ miêu cấp xử lý nửa cái mạng. Ma áo nhìn xem tình huống không đúng, ở như vậy đi xuống, hắn toàn bộ mới vừa tiến giai ma đế, sẽ công đạo ở chỗ này, không được, không thể ở kéo xuống đi. Vẫn là triệt đi. Quay đầu lại triệu tập ma tộc mặt khác cao thủ tiến đến lúc đó một đám lộng chết này đó biến thái ra hỏa,
so với bọn hắn ma tộc đều phải quỷ dị. Miêu! Một tiếng mèo kêu vang lên. Ma áo cả người đều là run lên, đối với giữa sân này chỉ tuyết miêu ma áo là đánh tâm nhãn có chút kiêng kỵ, mỗi lần này chỉ tuyết mèo kêu khởi thời điểm hắn đều sẽ có hại. Tuyết miêu công kích băng hàn vô cùng, rất là bá đạo quỷ dị, đặc biệt là hắn xuất quỷ nhập thần, quả thực khó lòng phòng bị. Ma áo không nghĩ ở dây dưa đi xuống, muốn nhanh lên rời đi mới được, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân ma khí nhộn nhạo lên, oanh một chút lan đến đi ra ngoài 3 đến 40 mét nùng liệt ma khí. Mà Lạc Dương đám người tự nhiên cũng biết ma khí đối tiên nhân khắc chế, nhiếp hồn lão tổ càng là giống to, lui. Sợ bị cái này ma đầu ma khí lan đến, chủ yếu là đại gia chiến đấu chiếm cứ thượng phong không cần thiết đi cùng ma đầu chống chọi, đều không cần có hại liền hảo. Lần này ma đầu toàn thân bùng nổ ma khí, so với phía trước đều phải mãnh liệt, cho nên mọi người đều ở nháy mắt lui mở ra. Kết quả lại là, ầm vang, ở một tiếng nặng nề rung động lúc sau, ma khí tạc nứt sau, giữa sân lại là mất đi ma áo thân ảnh. Nơi xa lại là vang lên ma áo âm trầm thanh âm nói, mấy tiểu bối đều cấp bản đế chờ, chờ ta ma tộc đại quân tiến đến, tất nhiên người chờ chết vô nơi táng thân. Theo giọng nói rơi đi, phương đông người sắt mấy cái sắc mặt khó coi lên, biết cái này ma đầu đã chạy thoát. Đáng chết xảo trá ma tộc cư nhiên như thế không biết xấu hổ, trực tiếp chạy thoát, đường đường ma đế cũng bất quá như thế. Nhiếp hồn lão tổ mắng. Đúng lúc này, mấy người trong tai lại là nghe được một cái quen thuộc thanh âm ở chân trời vang lên nói, thoát được sao? Trêu chọc ta huynh đệ bằng hữu, ngươi còn muốn chạy trốn. Ha ha, lần trước bị ngươi cấp chạy thoát, lần này tiểu gia cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Ầm vang. A, à, là chủ nhân. Vân tử. Miêu. Tiểu sư thúc. Mọi người đều nghe được ra tới, thanh âm này là Dương Nghị Vân thanh âm. Hắn đã trở lại. Hơn nữa nghe được kinh thiên động địa tạc nứt thanh, càng là nghe được ma áo kêu thảm thiết. Chúng ta qua đi Lạc Dương nói chuyện. Hắc hắc, có trò hay nhìn đi 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 mau qua đi nhìn xem thần ma điều thúc giục nói. Đại gia nghe được thanh âm này tức khắc đều vui vẻ, vốn tưởng rằng ma áo sẽ đào tẩu, còn có chút tiếc nuối, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền nghe được Dương Nghị Vân thanh âm vang lên, càng là vang lên ma áo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó mọi người hướng về cây số ở ngoài chạy tới nơi xem. Nghe thanh âm đều ở cây số ở ngoài. Dương Nghị Vân ra tới sau, thần thức chung phát hiện phương đông người sắt bọn họ tồn tại, vừa muốn chạy tới nơi thời điểm, lại là phát hiện ma áo bỏ chạy, lại còn có đối phương đông người sắt bọn họ áp chế thanh. Lúc này Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại, một cái lắc mình liền đối với ma áo nơi mà đi, cười lạnh nói, xem tiểu gia lần này không làm chết ngươi mới là lạ, trốn có thể hướng nơi nào chạy. Một cái nháy mắt đi vào ma áo phía trước nói ra phía trước kia một phen lời nói, cũng là phương đông người sắt bọn họ nghe được những lời này. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đối với ma áo không chút do dự liền ra tay, vừa ra tay chính là một trường, thực tầm thường pháp lực ngưng tụ một trường, nhưng lại tại đây một trường chung hỗn loạn nếu là hàn băng căn nguyên chi lực. Nhưng là hắn đem hàn băng căn nguyên chi lực luyện hóa lúc sau, nói nguyên chung liền tồn tại hàn băng căn nguyên lực lượng, như cũng ngưng tụ thành tiểu bạch long hình dạng. Nhưng lại cũng có thể dung hợp ở pháp lực bên trong, dù sao hàn băng căn nguyên lực lượng bị hắn luyện hóa lúc sau chính là trong thân thể hắn một bộ phận. Có thể tùy tâm sở dục mà sử dụng. Đối phó ma áo thời điểm, Dương Nghị Vân chỉ là dùng tới hàn băng căn nguyên chi lực tam thành mà thôi, chính là một trường hội tụ trực tiếp đối với ma áo đánh đi, hơn nữa cận chiến đấu đi lên. Ma áo lại là bị Dương Nghị Vân cấp đánh một cái mộng bức. Hắn vốn dĩ đều đã chạy ra cây số ở ngoài, nhưng ai ngờ đến. Mới vừa đối phương đông người sắt bọn họ thả ra tàn nhẫn lời nói hết sức, chỉ chớp mắt trong tai liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm này là hắn vô cùng thống hận nghĩ tìm được báo thù thanh âm. Ngẩng đầu vừa thấy quả nhiên là Dương Nghị Vân, hơn nữa nhìn đến Dương Nghị Vân một trưởng đối hắn đánh tới, ma áo hử lạnh một tiếng nói, tiểu tử chính tìm ngươi đâu, ngươi đến lúc đó đưa tới cửa tới, xem ma đế báo thù rửa hận. Đối mặt Dương Nghị Vân một trưởng gần người mà đến, ma áo không sợ chút nào. Hắn thành tựu ma đế lúc sau, trong lòng tự nhiên là có cường đại tin tưởng. Không cần suy nghĩ đối với Dương Nghị Vân chính là một trưởng đón nhận. Ra tay hết sức tuy rằng cũng phát hiện Dương Nghị Vân tu vi cư nhiên từ tiên vương lúc đầu đạt tới tiên vương đại viên mãn, lần này cũng xác thật làm ma áo giật mình một chút, bất quá ở ma áo xem ra cũng không cái gọi là, hắn hiện giờ là ma đế chi cảnh, ma đế tiên vương chi gian nghe tới chỉ là kém một đường, trên thực tế chân chính thực lực chính là kém cách xa vạn dặm. Đây là một cái đại cảnh giới.
cho nên ma áo chút nào không thèm để ý. Cười lạnh một tiếng đón nhận Dương Nghị Vân một trưởng, trong lòng còn ở nói thầm, tiểu tử ngươi thế nhưng còn tưởng gần người cùng bản tôn tương chạm vào, vậy một trưởng phế bỏ tiểu tử ngươi. Mà Dương Nghị Vân đâu? Tự nhiên là đem ma áo biểu tình xem ở trong mắt, hắn rõ ràng thấy được ma áo trên mặt khinh thường biểu tình, Dương Nghị Vân cũng là khóe miệng giơ lên, trong lòng cười lạnh. Đích xác tiên vương cùng ma đế chi gian có rất lớn chênh lệch, chính là hắn Dương Mỗ Nhân lại không phải tầm thường tiên vương, huống chi hắn hiện tại là đem cảnh giới tu vi áp chế tới rồi tiên vương đại viên mãn đỉnh tồn tại, hơn nữa đòn sát thủ chính là hàn băng căn nguyên chi lực. Rốt cuộc cái này một kích, ai sẽ có hại chờ xem. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân cùng ma áo song trưởng tương chạm vào ở cùng nhau. Âm vang một tiếng, ma áo sắc mặt đại biến, ngay sau đó đó là kêu thảm thiết dựng lên, bởi vì hắn phát hiện Dương Nghị Vân trong tay truyền đến một cổ vô cùng chí hàn chí âm lực lượng, liền tính là hắn ma khí vận chuyển cũng chút nào không ngăn cản trụ, thẳng đến trong cơ thể mà đi. Ma áo tự nhiên không biết Dương Nghị Vân được đến hàn băng căn nguyên lực lượng, hơn nữa thực âm hiểm kẹp ở pháp lực chung, vô thanh vô tức, một cái bùng nổ dưới. Trực tiếp liền đánh vào áo ma trong cơ thể. Kết quả ma áo chú định chính là cái bi kịch, hoặc là nói hắn gặp phải Dương Mỗ Nhân chính là cái bi kịch. Trong cơ thể bị hàn băng căn nguyên chi lực xâm nhập, tức khắc làm ma áo trong cơ thể đóng băng lên, hết thảy pháp lực đều bị băng động, liền tính là hắn lại tồi công hóa giải lại cũng là trong lúc nhất thời khó có thể hóa giải rất hàn băng căn nguyên lực lượng. Cuối cùng ghi tội còn lại là từ trên cao phía trên rơi xuống đi xuống. Oanh! A! Đại địa phía trên bị tạp ra một cái hố to. Ma áo lại là hét thảm một tiếng. Dương Nghị Vân huyền phù ở trời cao phía trên, giơ tay nhìn chính mình lòng bàn tay phát ra một tiếng lặng lẽ cười. Hắn nghĩ tới hàn băng căn nguyên chi lực thực nhiêu bức, nhưng không nghĩ tới như vậy nhiêu bức, gần dùng tam thành tựu kẹp ở pháp lực chung khiến cho ma áo một đầu trực tiếp từ trên cao rơi xuống đi xuống. Hắn biết hàn băng căn nguyên chi lực tiến vào ma áo trong cơ thể lúc sau, trực tiếp băng động ma áo pháp lực vận chuyển. Làm hắn mất đi pháp lực khống chế, một đầu rơi xuống. Giờ phút này hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ có chút nghiêu ích a. Ma áo là ma đế, tuy rằng là sơ cấp ma đế, nhưng cũng là ma đế, đường đường ma đế bị hắn cấp một chút đóng băng, tuy rằng có ma áo khinh thường hắn đại ý nguyên nhân, khá vậy thuyết minh, hàn băng căn nguyên cường đại. Phía trước Tuyết Miêu nói qua hàn băng căn nguyên chi lực đông chết ma đế hắn còn cảm giác có chút khoa trương. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ một chút đều không khoa trương. Cười hắc hắc Dương Nghị Vân từ trên cao rơi xuống đi, đứng ở ma áo tạp ra hố to bên cạnh, giơ tay chi gian đối với hố to bên trong ma áo trực tiếp lại là một quyền, lần này là toàn lực một quyền, hắn mục tiêu là trực tiếp một quyền tạp chết ma áo. Mà hố to bên trong ma áo nhìn đến Dương Nghị Vân một quyền nện xuống tới, phát ra hoảng sợ kêu to, cho tới bây giờ hắn như cũ không có hóa giải rớt trong cơ thể đóng băng lực lượng. Không. Đại ca cứu ta, Dương Nghị Vân tiểu tử ngươi dám giết ta, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Không không, không. Ầm vang. Tiểu gia quản đại ca ngươi là ai? Dương Nghị Vân một quyền không chút do dự oanh sát mà xuống, trực tiếp tạp hướng hố to chung ma áo, một quyền đem ma áo oanh sát thành cặn bã. Một tôn ma đế chết ở trong tay hắn, chẳng qua Dương Nghị Vân không có phát hiện hắn oanh giết ma áo lúc sau, một sợi thật nhỏ như thuốc lá ma khí tia chớp xông ra ngoài. Thẳng thượng tận trời ở ngoài, nháy mắt liền biến mất tung tích. Nếu có ma tộc người trong ở đây, là có thể phát hiện, đây là ma tộc đặc thù đưa tin bí pháp, trước khi chết oán niệm chạy đi cấp tông môn hoặc là tổ chức báo tin bí pháp, chỉ có thể trừ bỏ ma tộc người, mặt khác tu sĩ rất khó nhận thấy được. Dương Nghị Vân tự nhiên không phát hiện, hắn chỉ là cảm giác trong lòng thực sảng, chém giết ma áo, cũng là hắn ở tiên giới chém giết cái thứ nhất đế cực nhân vật. Từ này một quyền lúc sau, cũng biểu thị Dương Nghị Vân bước vào cường giả hàng ngũ. Hơn nữa chém giết vẫn là ma tộc. Đặt ở bất luận cái gì tiên nhân chung cũng là số ít chiến tích. Qua ha ha nhược kê làm không tồi thần ma điểu cái thứ nhất bay vọt mà đến, dừng ở Dương Nghị Vân trên vai. Miêu Tuyết Miêu hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, chủ nhân. Tiểu sư thúc, chủ nhân, Vân Tử. Ngay sau đó Lạc Dương, Nhiếp Hồn lão tổ. Phương Đông người sắt cùng Hồng Y Hắc Giáp tất cả đều đuổi lại đây. Các ngươi đều không có việc gì đi. Dương Nghị Vân cười cười nói. Không có việc gì. Chúng ta đều không có việc gì. Mọi người lần lượt nói chuyện. Theo sau đại gia động tác nhất trí xem tướng hố to cái đáy, lại thấy hố to cái đáy, chỉ có một đống thịt nát, hiển nhiên ma áo bị Dương Nghị Vân một quyền oanh sát thành cặn bã.
Giờ phút này mọi người đều là hít hà một hơi. Khi nào Dương Nghị Vân như thế cường đại rồi? Một tôn ma đế đã bị hắn một trưởng một quyền cấp xử lý. Bọn họ phía trước ở nơi xa tới rồi thời điểm chính là thấy được rõ ràng, ma áo chính là bị hắn một trưởng đánh vào ngầm, lại một quyền trực tiếp oanh sát thành cha. Dựng lên giờ phút này vừa thấy, Dương Nghị Vân đều thành tựu tiên vương đại viên mãn tu vi. Giữa sân trừ bỏ Tuyết Miêu cùng thần ma điều thực bình tĩnh ở ngoài, những người khác đều là một bộ vô cùng bộ dáng giật mình. Phương Đông người sắt nhịn không được nói, Vân tử ngươi ăn cái gì thiên địa chí bảo, tu vi đạt tới tiên vương đại viên mãn, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ oanh giết một tôn ma đế a. Dương Nghị Vân cười cười nói, thật là ăn thiên địa chí bảo, ha ha. Mặt khác nói hắn không có nhiều lời, đối với hàn băng căn nguyên chi lực bị hắn luyện hóa việc, vẫn là người khác không biết cho thỏa đáng, này không phải nói đúng Phương Đông người sắt không yên tâm, mà là hắn biết ở tiên giới người mang chí bảo đối tự thân an toàn rất quan trọng. Có đôi khi bằng hữu đã biết ngược lại không phải chuyện tốt, đối hắn đối mình đều không tốt. Phương Đông người sắt cũng là người thông minh, đem Dương Nghị Vân pha trò liền cũng không hỏi nhiều, lại là cười hắc hắc nói, anh em ta cũng không kém tiên vương hậu kỳ tu vi, ha ha, đúng rồi phía trước ma áo cái này vương bát đản đoạt đi rồi ta bảo vật, có thể hay không đem hắn chứa đựng tiên giới tìm ra, đem ta bảo bối lấy về tới. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, nhìn thoáng qua hố to cái đáy thịt nát, nói, ma áo chứa đựng nhẫn đều về ngươi, chính ngươi đi xuống tìm đi. Phương Đông người sắt sửng sốt nói, ta là cái loại này chiếm huynh đệ tiện nghi người sao? Ta chỉ cần ma áo lấy đi ta đồ vật, ma áo chứa đựng nhẫn là ngươi chiến lợi phẩm ta không cần. Tiểu tử ngươi nghe hảo, anh em ta hiện tại không kém thiên tài địa bảo, chướng mắt lấy điểm đồ vật, ha ha, ma áo nhẫn về ngươi, ái muốn hay không? Dương Mỗ Nhân giờ phút này giống như là cái tài đại khí thô nhà giàu mới nổi cười nói lời nói. Bất quá cướp đoạt Tuyết Miêu cất chứa lúc sau. Dương Mỗ Nhân cũng đích xác có thể nói là cũng tiên giới nhà giàu mới nổi, đích xác chướng mắt ma áo về điểm này đồ vật. Phương Đông người sắt ngây người, thử hỏi, nghe người tiểu tử khẩu khí. Người tựa hồ đã phát một bút đại tài a. Dương Nghị Vân cười ha ha lên nói, đáp đúng được rồi đừng nhiều lời, đi xuống tìm ma áo chứa đựng nhẫn đi, người đồ vật chính mình đi tìm. Phương Đông người sắt này đó xem như minh bạch, Dương Mỗ Nhân là thiệt tình phát đại tài, cũng không hề cùng Dương Nghị Vân khách khí. Nhảy xuống nhảy vào hố to chung đi tìm ma áo chứa đựng nhẫn. Lúc này Nhiếp Hồn lão tổ tiến lên lão tới như nở rộ câu cúc hát xa giống nhau đối với Dương Nghị Vân chúc mừng nói, lão nô chúc mừng chủ nhân tu vi đại tiến, thần công đại thành, nhất thống tiên giới. Dương Nghị Vân nghe được Nhiếp Hồn lão tổ cái này mông ngựa ngây ra một lúc, ngay sau đó bộc phát ra cuồng tiếu, ha ha ha. Người cái lão gia hỏa không tồi, ha ha, nhất thống tiên giới không dám. Nhưng là từ nay về sau chủ nhân ta muốn ở tiên giới khai tông lập phái, đây là khẳng định, lão ốc a, hảo hảo làm, tương lai vân môn trưởng lão ghế có ngươi một cái. Nhiếp Hồn lão tổ vốn là hơi sợ ngựa mà thôi, không nghĩ tới Dương Nghị Vân thật đúng là nói ra như vậy một cái mê người đề tài, lại còn có thể cho chính mình một cái vân môn trưởng lão ghế. Này nhưng đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Thoạt nhìn chủ nhân không phải ở nói giỡn nga, ngay cả tông môn tên đều có, vân môn. Lập tức Nhiếp Hồn lão tổ cao hứng nói, chủ nhân chúng ta ngày sau tông môn đã kêu vân môn sao? Hắn tự nhiên còn không biết Dương Nghị Vân ở tu chân giới ở địa cầu đều thành lập quá vân môn sự tình. Dương Nghị Vân cười nói, đúng vậy, chính là vân môn, kỳ thật bổn chủ nhân ta tại hạ giới liền thành lập vân môn, chỉ là đi vào tiên giới lúc sau không có căn cơ, nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta liền phải tổ kiến tiên giới vân môn, chuyện này giao cho ngươi tới xử lý, yêu cầu cái gì cứ việc cấp chủ nhân ta nói. Khụ khụ chủ nhân a, tổ kiến tông môn là yêu cầu rất lớn tài lực, lão nô trong tay còn có chút tiên thạch. Nhiếp Hồn lão tổ bắt đầu tỏ lòng trung thành, cái này lão hóa biết nhà mình cái này chủ nhân không phải vật trong ao, nếu là tưởng đi theo hắn bên người hốn, nhất định phải tận tâm tận lực, tương lai mới có thể có cái hảo vị trí. Cho nên liền bắt đầu tỏ lòng trung thành. Dương Nghị Vân vừa thấy Nhiếp Hồn lão tổ bộ dáng, liền biết thứ này tâm tư, ha ha cười nói. Ngươi về điểm này tài lực bổn chủ nhiệm còn chướng mắt, như vậy bổn chủ nhân quay đầu lại trước cho ngươi một vạn tiên thạch, nên mời chào khách khanh liền mời chào, yêu cầu cái gì ngươi chỉ lo nói đó là. Khụ khụ khụ, Nhiếp Hồn lão tổ nghe được Dương Nghị Vân nói mới cho một vạn tiên thạch, tức khắc nhịn không được ho khan lên, thiếu chút nữa bị cướp được, tổ kiến tông môn một vạn tiên thạch có thể làm gì. Lập tức nói, chủ nhân a một vạn tiên thạch, khụ khụ, quá ít, xa xa không đủ.
Dương Nghị Vân sửng sốt, tức khắc phản ứng lại đây, nói, bổn chủ nhân nói chính là một vạn cực phẩm tiên thạch. Cái gì, cực phẩm, Nhiếp Hồn lão tổ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đúng vậy, một vạn cực phẩm tiên thạch cho ngươi dùng để làm tài chính khởi đầu, có đủ hay không? Dương Nghị Vân nghiêm túc nói. Cái này Nhiếp Hồn lão tổ nghe rõ, đích xác, chủ nhân nói chính là một vạn cực phẩm tiên thạch. Một vạn cực phẩm tiên thạch a? Cũng không phải là một vạn hạ phẩm, Nhiếp Hồn lão tổ ngay từ đầu cho rằng Dương Nghị Vân nói chính là một vạn hạ phẩm tiên thạch. Cái này chính là có chút chấn kinh rồi lên. Dựa theo tiên thạch đổi, một viên trung phẩm tiên thạch, có thể đổi 10 viên hạ phẩm tiên thạch, một viên thượng phẩm tiên thạch đổi 100 viên hạ phẩm tiên thạch, mà một viên cực phẩm tiên thạch, nhưng ước chừng có thể đổi 1.000 viên hạ phẩm tiên thạch a. Ở tiên giới hạ phẩm tiên thạch phổ biến, giao dịch tiền nhiều thời điểm còn hạ phẩm tiên thạch giao dịch. Dựa theo như vậy tính xuống dưới nói, một vạn cực phẩm tiên thạch là có thể đổi 1.000 vạn hạ phẩm tiên thạch a. 1.000 vạn hạ phẩm tiên thạch đây là cái gì khái niệm? Tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Nghĩ đến nơi này Nhiếp Hồn lão tổ vội vàng nói, chủ nhân đủ rồi, một vạn cực phẩm tiên thạch có thể đổi 1.000 vạn hạ phẩm tiên thạch. Cái này số lượng chính là một cái quy mô tiên thạch mạch khoáng số lượng, hơn nữa nếu là cực phẩm tiên thạch phẩm cấp cũng đủ cao, đổi suất còn có thể gia tăng. Dương Mỗ Nhân nghe xong gật đầu khí phách vô cùng nói, một vạn cực phẩm tiên thạch mà thôi, không cần đại kinh tiểu quái, chỉ là giai đoạn trước khởi động kim, trong kế hoạch bổn chủ nhân chuẩn bị 10 vạn cực phẩm tiên thạch làm tổ kiến tông môn tiên thạch phí dụng, hẳn là đủ rồi đi. Cái gì, 10 vạn cực phẩm tiên thạch? Nghe thấy cái này con số Nhiếp Hồn lão tổ thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Dương Mỗ Nhân đối Nhiếp Hồn lão tổ cái này giật mình khiếp sợ biểu tình phi thường vừa lòng, sau đó thực nghiêm túc gật đầu xác nhận. Cái này Nhiếp Hồn lão tổ cảm giác có chút choáng váng đầu, hắn trong đầu đều tính toán bất quá tới, 10 vạn cực phẩm tiên thạch có thể đổi nhiều ít hạ phẩm tiên thạch, đây là một bút vô pháp ngẫm lại con số thiên văn. Mà lúc này Phương Đông người sát vừa lúc từ hố to chung đi lên, trong tay cầm một quả nhẫn. Vốn dĩ hắn còn nghĩ chỉ lấy hồi chính mình đồ vật liền có thể, đem ma áo chứa đựng nhẫn cấp Dương Nghị Vân, rốt cuộc ma áo chứa đựng nhẫn chung có không ít thứ tốt. Mà hắn thân là Đông Phương gia tộc người thừa kế, tự nhiên là không thiếu tiên thạch, cho tới nay cũng cảm thấy chính mình rất giàu có. Chính là hắn cố tình nghe được Nhiếp Hồn lão tổ cùng Dương Nghị Vân đối thoại, cái này Phương Đông người sắt xem quái vật giống nhau xem Dương Nghị Vân, lại là cảm giác chính hắn chính là cái nghèo bức a. 10 vạn cực phẩm tiên thạch a. Dương Nghị Vân nhẹ nhàng bâng quơ liền báo ra khẩu, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng không như là ở nói giỡn. Theo bản năng, Phương Đông người sắt đem chứa đựng nhẫn thu lên, hắn hiện tại cảm giác Dương Nghị Vân chính là thổ hào, cũng không biết hắn cùng bọn họ tách ra một đoạn thời gian đến tột cùng có cái gì kỳ ngộ, cư nhiên biến như thế tài đại khí thô. Dương Nghị Vân cũng thấy được Phương Đông người sắt biểu tình, cười cười không nhiều lời lời nói, hắn không nói lời nào, cũng không giải thích, kỳ thật chính là một loại cam chịu. Nhưng là Phương Đông người sắt lại là nói, Vân Tử có phải hay không huynh đệ? Vô nghĩa, chúng ta đương nhiên là huynh đệ, Dương Nghị Vân nghiêm túc nói. Hảo, là huynh đệ nói, người tổ kiến Vân môn tính ta một phần. Phương Đông người sắt nhếch miệng cười nói. Dương Nghị Vân ha ha cười nói, chỉ cần lão gia tử nhà ngươi đồng ý, ta phi thường hoan nghênh, ngươi gia nhập Vân môn. Phương Đông người sắt nhếch miệng, không thành vấn đề, lão gia tử nhất định đồng ý. Hắn từ trước đến nay đều duy trì ta quyết định, liền nói như vậy định rồi, từ nay về sau ta chính là Vân môn đổi một phần tử, ha ha, thật chờ mong chúng ta huynh đệ cùng nhau tổ kiến một cái tông môn, ngày nào đó trở thành tiên giới một phương bá chủ, oa ha ha. Ngẫm lại liền vui sướng. Một phương bá chủ tính cái gì, chúng ta phải làm liền làm đệ nhất, tương lai nhất thống tiên giới, hắc hắc Dương Nghị Vân nghe được Phương Đông người sắt nói chuyện sau, hắn cười lớn nói chuyện. Kỳ thật chính là một câu vui đùa lời nói, nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn câu này nhất thống tiên giới nói, ở ngày sau trở thành hiện thực. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Đến nỗi hiện tại, nếu ở bên nhau nói nói cười cười lúc sau, liền chuẩn bị rời đi. Dương Nghị Vân nghĩ cũng nên đi ra ngoài đi một chút, cửu trọng thiên, lão nhân, sư huynh sư tỷ, tu chân giới Vân môn từ từ công việc cũng không sai biệt lắm nên tới rồi một cái hỏi đến giai đoạn. Bởi vì hắn Dương Mỗ Nhân hiện tại rốt cuộc có thực lực này. Tu Vi đã tới Tiên Vương Đại Viên Mãn Đỉnh, 12 chí tôn thần thông thứ 6 chiêu tìm hiểu cũng không sai biệt lắm, mặt sau cũng có thể có chút mặt mày, chính yếu chính là hắn có hàn băng căn nguyên chi lực, đây mới là hắn thực lực một đại tiến bộ.
Ma đế lúc đầu ma áo đều có thể bị hắn xử lý, hiện tại tiên giới cũng có thể đi ra ngoài lang bạt lang bạt. Hàn băng căn nguyên chi lực đích xác giống như thần ma điểu lời nói như vậy là thiên địa chi gian lực lượng trung cường đại nhất lực lượng, là hàn băng chi lực thủy tổ. Nếu sớm hơn nữa pháp tắc chi uy, hắn có khả năng phát huy ra thực lực còn có thể càng cường đại, có tự tin đối mặt tiên đế ma đế cấp bậc, đương nhiên lúc đầu cùng trung kỳ hẳn là còn hành đi. Ở cao giai đế cấp khả năng liền phải kém một ít. Bất quá với hắn mà nói cũng đủ, toàn bộ tiên giới đế cấp tồn tại cũng không nhiều như vậy, sẽ không tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải. Trừ bỏ Phương Đông người sắt cùng Nhiếp Hồn lão tổ kinh ngạc Dương Nghị Vân tài lực cùng thực lực ở ngoài. Lạc Dương lại là cái ngoại lệ, bởi vì Dương Nghị Vân cướp đoạt Tuyết Miêu thời điểm, nàng liền tại bên người, đến nỗi Dương Nghị Vân thực lực tăng nhiều, Lạc Dương cũng biết là hắn khả năng luyện hóa được đến hàn băng căn nguyên nguyên nhân. Mà Tuyết Miêu cùng thần ma điểu hết thảy đều biết, cũng không kinh ngạc. Lại nói tiếp Tuyết Miêu trên thực lực, không có chuẩn xác cảnh giới định vị, nhưng lại là có quỷ dị thiên phú, phía trước đối thượng ma đế cấp bậc ma áo, Tuyết Miêu cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Nói một câu ở Dương mẫu nhân bên người Tuyết Miêu hiện tại tuyệt đối là một cái đại trợ lực. Hơn nữa Dương Nghị Vân còn có thể thao tác hồng y, hoàn toàn có thể nói, hiện tại Dương mẫu nhân đích xác có thể đưa vào cường giả hàng ngũ. Tuyết Hương đã lâu ở Dương Nghị Vân càn khôn hồ trung tu luyện chữa thương, Dương Nghị Vân cũng không tính toán đem Tuyết Hương thả ra, hắn xem xét quá Tuyết Hương tiến vào thâm trình tự tu luyện chung, nghĩ đến lần này xuất quan, nàng tu vi cũng có thể tăng lên. Còn có bốn đồ đệ Mông Điểm cũng mang theo hắn quỷ tu đại quân ở càn khôn hồ không gian tu luyện chung, lại cũng đều không tồi. Kế tiếp Dương Nghị Vân đề nghị rời đi nguyền rủa nơi, đại gia bắt đầu đi ra ngoài. Lần này dựa theo Nhiếp Hồn lão tổ cách nói, từ năm đó tiến vào đến bây giờ kỳ thật thời gian thượng đã qua 1000 năm. Dương Nghị Vân ở tu luyện chung ở luyện hóa hàn băng căn nguyên thời điểm căn bản là không tính toán qua thời gian, không nghĩ tới ngàn năm đều qua. Ngẫm lại cũng nên đến đi ra ngoài lúc. Đi ở trên đường thời điểm Phương Đông người sắt lại nói, Vân tử chúng ta sau khi rời khỏi đây, vẫn là phải cẩn thận mới là, người giết ma áo A, đánh giá ma quật sơn Bắc Minh Ma sẽ biết, ma tộc có đặc thù đưa tin bí pháp, ma áo chi tử, sợ là Bắc Minh Ma đế đã biết, dựa theo ma tộc hành sự thủ đoạn, nghĩ đến sẽ đối chúng ta chặn lại báo thù. Dương Nghị Vân nhíu nhíu mi nói, Bắc Minh Ma đế là cái gì tu vi có biết? Phương Đông người sắt lắc đầu nói, cụ thể là cái gì tu vi không biết, ta chỉ là nghe Gia Gia nói qua một lần, dù sao Bắc Minh Ma Đế ở Gia Gia trong miệng, là cái khó chơi lão ma đầu, được xưng Bắc Minh Ma Đế, nghĩ đến ít nhất cũng là Ma Đế hậu kỳ, thậm chí có khả năng là Ma Đế đại viên mãn cường giả đi. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận, chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta nhanh chóng phản hồi hỗn loạn tiên thành, chỉ cần tới rồi hỗn loạn tiên thành. Chúng ta liền an toàn. Phương Đông người sắt biểu tình ngưng trọng nói. Dương Nghị Vân đối cái gì Bắc Minh Ma Đế tự nhiên không hiểu biết, chỉ là từ Phương Đông người sắt trong miệng nghe nói qua, mà bị hắn chém giết ma áo, còn lại là Bắc Minh Ma Đế nhận lấy đắc lực đại tướng chi nhất. Nếu đúng là như thế, nghĩ đến ma tộc hoặc là nói Bắc Minh Ma Đế tất nhiên sẽ ra tay. Hắn cũng tiếp xúc quá ma tộc, hiểu biết ma tộc đều là khó chơi so sắc, lòng dạ hẹp hòi, thực mang thù. Nhưng giết liền giết. Hắn cũng không để bụng, càng sẽ không đi sợ hãi một cái Bắc Minh Ma Đế, lại nói nơi này là nguyền rủa nơi, thiên địa pháp tắc đều bị ngăn cách địa phương, liền tính là hắn chém giết ma áo, nghĩ đến một chốc một lát Bắc Minh Ma Đế cũng sẽ không biết. Dương Nghị Vân không biết chính là, liền ở bọn họ đàm luận chuyện này thời điểm, hỗn loạn tiên vực ma quật. Một sợi ma khí tiến vào Bắc Minh Đại Điện, Bắc Minh Ma Đế nơi tu luyện nơi. Bên trong đại điện tu luyện chung Bắc Minh Ma Đế bỗng nhiên mở hai mắt thấy được này một sợi ma khí. Hai tròng mắt chung huyết hồng một mảnh, đối với này một sợi ma khí vung tay lên, chui vào hắn giữa mày bên trong. Đây là ma tộc đưa tin bí pháp chỉ cần tiến vào giữa mày, là có thể biết hết thảy hình ảnh tin tức. Vài phút hắc ám đại điện chung, Bắc Minh Ma Đế trầm thấp mở miệng, Dương Nghị Vân tiểu nhi, giết ta đệ đệ, bản đế muốn cho ngươi tiên hồn muôn đời trầm luân. Áo ma là hắn Bắc Minh Ma Đế đệ đệ, chuyện này biết đến người không nhiều lắm, cũng là hắn lựa chọn ma quật sơn người thừa kế, càng là đem bất truyền bí mật hóa huyết ma công truyền cho ma áo, nhưng hiện tại lại bị giết. Bắc Minh Ma Đế hoàn toàn bạo nộ, hóa thành một đạo ma khí chạy ra khỏi đại điện, thanh âm vang vọng toàn bộ ma quật, chín đại ma tướng đi theo bản đế xuất phát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bắc Minh Ma Đế ngồi xuống có 10 đại ma tướng.
hắn đệ đệ ma áo chỉ là trong đó nhỏ nhất một cái, là hắn trọng điểm bồi dưỡng một cái, lần này nguyền rủa nơi hành trình, hắn biết, vốn là nghĩ làm cái này đệ đệ học hỏi kinh nghiệm, nhưng không nghĩ tới lại là bị người giết. Bạo nộ dưới Bắc Minh ma đế, một tiếng triệu hoán lúc sau, toàn bộ ma quật sơn dư lại 9 đại ma tướng tất cả đều xúc động, đi theo hắn bay ra ma quật sơn. Dư lại này liền đại ma đế nhưng các đều không phải đơn giản hạng người. Tu vi yếu nhất cũng là ma đế lúc đầu, tối cao đại ma tướng đều đã thành tựu ma đế hậu kỳ tu vi, một cái so một cái cường đại. Ma tộc ở tiên giới thuộc về điệu thấp nhất tộc, dễ dàng không đi gây chuyện với tình, nhưng lại là cũng không sợ sự, nếu là có người trêu chọc bọn họ, gặp nghênh đón bão táp giống nhau đả kích. Thật sự là một đám đáng sợ người. Đương nhiên ma tộc sở dĩ điệu thấp, là bởi vì trước thời đại tiên ma đại chiến, bị tu tiên một mạch hoàn toàn chèn ép đi xuống, một đám đều co đầu rút cổ lên, hơn nữa cuối cùng cũng đạt thành tiên ma bất chiến điều ước. Thiên hạ ma tộc các co đầu rút cổ đầy đất, chỉ cần không ra làm sự tình, hoặc là nói đãi ở chính mình sàn xe liền sẽ không đã chịu tiên tộc đả kích. Đương nhiên này cũng không phải nói ma tộc liền thật sự sợ phiền phức che chở nhỏ yếu, tiên ma bất chiến điều ước, đích xác nhìn như là ma tộc chiến bại. Ở vào nhược thế, trên thực tế lại cũng không là như vậy. Ma tộc thỏa hiệp đích xác có năm đó bị tiên tộc đả kích ở vào phía dưới nguyên nhân, nhưng đều không phải là toàn bộ, cho nên mới có ma tộc mấy đại đầu sỏ cùng tiên tộc đầu sỏ hiệp thương thỏa hiệp bất chiến điều ước. Ma tộc ở vào hạ phong, cũng không đại biểu ma tộc có thể bị toàn bộ tiêu diệt, trên thực tế căn bản diệt không được sở hữu, tiên tộc cũng không dám đem ma tộc bức thật chặt. Lúc này mới có thế gian ma tộc từng người co đầu rút cổ đầy đất điều ước. Dù sao đừng ra tới nháo sự liền thành. Trước thời đại tiên ma đại chiến chân chính làm ma tộc thỏa hiệp nguyên nhân là ma tộc chi chủ đại chiến trung bị thương rơi xuống không rõ, biến mất không thấy. Còn lại ma chúng không thể không thỏa hiệp, cụp đuôi làm người. Càng làm cho ma tộc chia năm xẻ bảy, từng người vi tôn, như thế cũng là từng người trở thành một phương đỉnh núi, liền như Bắc Minh ma đế như vậy, tự hào Bắc Minh ma đế, tổ kiến thế lực, ở hỗn loạn tiên vực ma quật sơn chiếm núi làm vua. Ma tộc lại cũng là thật không thể khinh thường. Lúc này Dương Nghị Vân còn không biết ma áo chi tử, Bắc Minh ma đế đã biết được, mang theo 9 đại ma tướng tới rồi giết hắn. Mấy ngày lúc sau, Dương Nghị Vân một hàng rốt cuộc đi ra nguyền rủa nơi, đến hỗn loạn tiên vực lúc trước thiên trảm vực sâu nơi. Bọn họ chính là từ nơi này nhảy xuống tiến vào vực sâu lại đến nguyền rủa nơi. Thời gian thượng đi qua ngàn năm, Dương Nghị Vân ngẫm lại thật đúng là trong nháy mắt chuyện này. Thời gian đối tiên nhân tới nói, càng ngày càng dài lâu. Có lợi có tệ. Hồ rốt cuộc ra tới Nhiếp Hồn lão tổ cảm thán một tiếng. Vân tử chúng ta đi nhanh đi, phương đông người sắt lại là có chút lo lắng nói chuyện. Dương Nghị Vân gật gật đầu, hảo, chúng ta mau chóng đi trước hỗn loạn tiên thành. Làm biết phương đông người sắt ở lo lắng ma tộc trả thù. Nơi đây khoảng cách hỗn loạn tiên thành còn có rất dài một khoảng cách, đích xác thời gian dài không quá an toàn. Đương nhiên cái này không an toàn là tương đối, lo lắng chính là ma quật sơn Bắc Minh ma đế tiến đến, nếu là mặt khác sinh linh, Dương Nghị Vân lời nói thật không sợ. Tốt xấu bọn họ mấy cái tạo thành đội ngũ vẫn là thực khổng lồ. Giống nhau tiên đế ma đế bọn họ đều có thể ứng phó. Nhưng ở phương đông người sắt trong miệng, Bắc Minh ma đế không phải giống nhau ma đế, là phương đông hạo thiên kia chờ phong hào tiên yến thành muốn kiêng kỵ tồn tại. Cho nên Dương Nghị Vân không thể không cẩn thận. Cùng để ngừa vạn nhất đích xác chạy nhanh rời đi mới là chính xác lựa chọn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này một tiếng trầm thấp vô cùng, như là từ địa ngục truyền đến thanh âm vang lên. Đi, đi được sao, giết bổn đệ ngồi xuống ma tướng, càng là bản đế đệ đệ, người chờ con kiến còn muốn chạy. Không có cửa đâu, tất cả đều lưu lại cấp ma áo chôn cùng đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.